tu chân liêu thiên quần, tống thư hàng. chương 841, thư hàng tiểu hữu chia sẻ một video hay của ngươi. Từ sau khi học được cách che giấu khí thức bản thân với Tô Thị A thập lục, trong cuộc sống thường ngày thì Tống Thư Hàng luôn cố gắng duy trì kỹ xảo này, tranh thủ luyện tập kỹ năng này tới mức thuần thục nhất. Bởi vì, khi ở cảnh giới tam phẩm thì còn đỡ, nhưng sau khi lên cảnh giới tứ phẩm, tiên thiên chân khí trên người tu sĩ sẽ tạo nên cảm giác áp bách không nhỏ với người bình thường. Nếu như không tranh thủ nâng cao độ thuần thục của kỹ năng này thì đợi đến khi hắn lên đến tứ phẩm, sống cùng với người bình thường sẽ có chút phiền phức. Hôm nay Tống Thư Hàng cũng đang cố gắng che giấu khí thức của bản thân, cho dù đi WC cũng không ngoại lệ, thật là chịu khó. Có hai cách để che giấu khí thức bản thân. Cách thứ nhất là, trong một thời gian ngắn, thu lại toàn bộ sức mạnh, khí thế trên người tu sĩ, Khiến cho tu sĩ giống như người bình thường, thực ra nó cũng giống khi mọi người nín thở vậy, không thể nào nín mãi được. Một khi hết thời gian thì không thể nín tiếp được nữa, linh lực và khí hế của tu sĩ sẽ lại phát ra ngoài. Cách thứ hai là thông qua che giấu khí tức bản thân, che giấu tu vi thực sự của mình, nhưng không thể biến khí tức của tu sĩ giống như người bình thường được, cách này giống như khi ta hít thở chậm vậy, chỉ cần giữ tốt trạng thái thì có thể luôn che giấu khí tức của bản thân. Nhưng nếu độ thuần thục không đủ, Nói không chừng chỉ có thể che giấu một hai tiểu cảnh giới mà thôi. Hai cách che giấu khí tức bản thân này đều có ưu điểm riêng. Vì thế, trong cuộc sống hàng ngày, Tống Thư Hàng không ngừng thay phiên sử dụng hai cách che giấu khí tức bản thân này để bản thân nắm vững cả hai cách này hơn. Mà lúc này, Tống Thư Hàng đang chuyên tâm sử dụng năng lực che giấu khí tức bản thân theo cách thứ nhất, nhưng không ngờ hắn đã bị người khác theo dõi rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền người bắt yêu trẻ tuổi gài điện thoại cẩn thận sau đó lấy từ bên hông ra một cái bao tải bao tải này không phải là pháp khí trừ yêu gì cả nó chỉ là một cái bao tải bình thường mà thôi bởi vì hắn không có mấy vật phẩm như trang bị không gian hay túi thu nhỏ một tấc nên thường đem theo một cái bao tải bên người để đựng đồ không ngờ bây giờ chiếc bao tải này lại hữu dụng theo như người bắt yêu này thấy thì chắc chắn người đàn ông trẻ tuổi trước mặt hắn chỉ là người bình thường sau đó người bắt yêu trẻ tuổi quan sát bốn phía, xác định gần đây không có người khác lui tới. Cơ hội tốt, không còn cơ hội ra tay nào tốt hơn ở đây nữa. Cao thăng sư huynh nhất định phải chết. Người bắt yêu trẻ tuổi hô một tiếng về phía điện thoại. Sau đó, hẳn bổ nhào về phía diễn viên đóng vai cao thăng sư huynh. Tống thư hàng mắc tiểu vội vàng vào WC thì lại đột nhiên nghe thấy đằng sau có tiếng động lạ. Sau đó hắn nghe thấy câu cao thăng sư huynh nhất định phải chết. Á à đủ, bị người khác nhận ra rồi à? Tống Thư Hàng quay phát đầu lại nhìn về phía sau lưng. Ngay lập tức, hắn phát hiện có một cái bao tải lớn chùm về phía hắn. Thực sự có người chùm bao tải hắn đây này. Hơn nữa, tốc độ của đối phương rất nhanh, hoàn toàn không phải là tốc độ của người bình thường. Tên này là một tu sĩ. Trên người đối phương không có sát ý, mà cái bao tải đó chỉ là một chiếc bao tải bình thường mà thôi chẳng lẽ tên này thật sự nhận ra hắn là diễn viên đóng vai cao thăng sư huynh rồi muốn chùm bao tải tẩn hắn một trận hả? Thân là một tu sĩ, người có cần nhàn rỗi sinh nông nổi thế không? Chẹp, kệ đi, Tống Thư Hàng không có thể chất chịu ngược đái, hắn không thích bị người ta chụp bao tải lại nện cho một trận đâu. Nếu như đối phương cũng là tu sĩ thì hắn cũng không cần phải khách khí nữa. Dám chùm bao tải hắn thì đừng trách hắn phản kích nhé. Hiện tại Tống Thư Hàng đang ẩn giấu khí thức của mình, trong mắt của đối phương, hắn chỉ là một người bình thường, đây chính là ngụy trang tốt nhất. Đến đây đi, ta sẽ để ngươi nếm thử cái gì là nắm đấm mạnh mẽ. Hắn thầm nắm chặt tay lại, khóa chặt các cơ quan nội tạng của đối phương. Chỉ chờ đối phương tới gần, hắn sẽ dùng kim cương cơ sở quyền pháp, một giây 300 quyền, dạy đối phương cách làm người. Sau đó, Tống Thư Hàng giả vờ là một người bình thường, mặc cho tên kia trùm bao tải lên người hắn, bày ra vẻ yếu đuối trước mặt kẻ địch, đợi đối phương đến gần hơn chút nữa, hắn sẽ để đối phương nếm mùi thiết quyền thân yêu. Nhưng mà, ngoài dự đoán của Tống Thư Hàng, đối phương hoàn toàn không định đánh hắn. Sau khi chiếc bao tải đó trùm lên người hắn, đối phương không tiếp tục tới gần hắn nữa. Không đợi Tống Thư Hàng xuất quyền, đối phương đã cười lớn, ha ha ha, rồi nhanh chóng chạy đi mất. Tống Thư Hàng đứng ngơ ra tại chỗ. Tên này chỉ muốn trùm bao tải lên người hắn thôi sao? thân là một tu sĩ, người có cần nhàn dỗi thế không hả? Tống Thư Hàng lấy bao tải trên đầu xuống, nhưng tên trùm bao tải lên đầu hắn không biết đã chạy đi đâu rồi. Từ đầu đến cuối, đến cả đối phương trông như thế nào hắn cũng không nhìn rõ, chỉ có thể nhìn thấy gương mặt mơ hồ của một người thanh niên thông qua bao tải mà thôi. Đối phương vẫn luôn muốn che giấu diện mạo của mình, không để Tống Thư Hàng nhìn thấy hắn ta. Khóe miệng Tống Thư Hàng co giật, sau khi cất cái bao tải đó đi, cả người tống thư hàng run lên nhưng hoàn toàn không phải là do tức giận mà là do buồn tiểu đừng để cho ta gặp lại ngươi đồ khốn ta nhớ rõ khí thức của ngươi rồi đấy tống thư hàng cắn răng nói sau đó tạm thời đặt chuyện bị người ta trùm bao tải sang một bên đi vào wc giải quyết nỗi buồn của mình giải quyết xong nỗi buồn tống thư hàng thở phào nhẹ nhõm sau khi rửa tay xong hắn lấy điện thoại ra vuốt một cái Hắn định liên lạc với người bạn trên mạng, viện trưởng bệnh viện tâm thần của mình. Sắp đến giờ rồi, đến lúc phải liên lạc với người đó để hẹn thời gian và địa điểm gặp mặt thôi nhỉ. Hôm nay đúng là xui xẻo. Phía bên kia, người bắt yêu trẻ tuổi vui vẻ chạy tới tầng 3 của khách sạn đi nhờ nhà vệ sinh tầng 3. Lúc này, hắn đang ngồi xổm trong nhà vệ sinh vuốt màn hình điện thoại, xem video vừa quay lúc nãy. Video có hơi run nhưng nhìn tổng thể vẫn rất ổn từ lúc hắn bắt đầu gặp được diễn viên đóng cao thăng sư huynh đến lúc hắn hét lên, cao thăng sư huynh nhất định phải chết, rồi lấy bao tải ra trùm lên đầu cao thăng sư huynh và chạy trốn, video đến đây là hết. Góc quay mà người bắt yêu trẻ tuổi quay rất xảo diệu, hắn chỉ xuất hiện trước camera với một bóng lưng, mà cũng chỉ quay được có một phần tư bóng lưng thôi. Chỉ cần video này được đăng lên mạng thì chắc chắn sẽ hot lắm. Người bắt yêu trẻ tuổi thầm đắc ý, nói đặc biệt là sau khi mặt pháp chi chiến ra dạp trong lòng vô số khán giả đều đang tưởng tượng ra cảnh cao thăng sư huynh bị trùm bao tải rồi nện cho một trận. Mà bây giờ, oán niệm của vô số khán giả đã được hắn hoàn thành rồi. Trước tiên đăng lên trang cá nhân của mình đã rồi lại đăng video này lên trang web video sau. Video này chắc chắn sẽ cực hot. Người bắt yêu trẻ tuổi lầm bẩm hắn giơ tay ra định up video này lên trang cá nhân của mình. Nhưng đột nhiên hắn nghĩ tới một việc không ổn không ổn, hình như Thư Sơn áp lực đại là fan của Cao Thăng Sư Huynh, nếu như để hắn nhìn thấy trong tài khoản của mình có cái video này thì nói không chừng cái tên kỳ cục đó sẽ cắt đứt tình bạn với mình mất. Ừm, đăng lên trang cá nhân của mình sau vậy, bây giờ up video này lên trang web video rồi nói sau. Người bắt yêu trẻ tuổi cười lớn. Sau đó hắn vào tài khoản của mình trên trang web video và tải video lên. Video này chắc chắn sẽ thu hút được sự chú ý của nhân dân cả nước nói đi cũng phải nói lại không ngờ lại có người hâm mộ cao thăng sư huynh nhân sinh quan của cái tên thư sơn áp lực đại đó thật là kỳ lạ người bắt yêu trẻ tuổi chế giễu đúng lúc này bạn tốt của hắn thư sơn áp lực đại gửi cho hắn một tin nhắn viện trưởng có online không bây giờ ngươi đang ở đâu người bắt yêu trẻ tuổi trả lời lại ta đang ở gần đường bạch kinh của thành phố văn châu rồi đợi ngươi đấy thư sơn áp lực đại nhanh thế sao ha ha đúng lúc thế, tối qua ta đã về thành phố Văn Châu rồi. Vậy lát nữa, đợi ta mua đồ xong thì chúng ta gặp nhau ở đường Bạch Kinh nhé. Người bắt yêu trẻ tuổi. Được, mấy giờ gặp? Thư Sơn áp lực đại. Đợi một chút nhé, ta mua đồ xong thì sẽ báo lại với ngươi. Người bắt yêu trẻ tuổi. Được, không thành vấn đề. Vậy giờ ta đi dạo ở xung quanh đã. Thư Sơn áp lực đại. Được, lát nữa gặp. Phía bên kia, Tống thư hàng tắt khung chat với viện trưởng bệnh viện Tâm Thần đi. Hắn xoa mặt mình, định cất điện thoại đi rồi về tìm Diệp Tư. Nhưng lúc này, trong phần mềm chat có một người bạn tốt liên hệ với hắn. Là một vị tiền bối trong nhóm Cửu Châu số 1 mà rất lâu rất lâu trước hắn kết bạn. Nhưng vị tiền bối này dường như chưa từng vào nhóm nói chuyện bao giờ. Đó chính là quản trị viên của nhóm Cửu Châu số 1, đại la giáo Vũ Nguyệt Chân Quân. Tống Thư Hàng chưa từng gặp Vũ Nguyệt Trân Quân, cũng chưa từng nói chuyện với cô ấy. Nhiều nhất chỉ là trong game nông trại của hắn sẽ có ghi chép, đại la giáo Vũ Nguyệt Trân Quân đến trộm rau, mà thôi. Tống Thư Hàng tò mò mở tin nhắn của cô ấy ra, hắn muốn biết vị tiền bối này đột nhiên tìm hắn có chuyện gì. Đại la giáo Vũ Nguyệt Trân Quân Bá đao tiểu hiếu, cho người xem một video thú vị. Mìm cười chảy nước mắt, mím cười lăn lộn. Phía dưới còn gửi kèm theo link của một video. Tống Thư Hàng Lời giới thiệu của video khiến Tống Thư Hàng cảm thấy khó chịu toàn thân. Giới thiệu vắn tắt, hôm nay tình cờ gặp phải một boss phản diện, tôi đùa dai với hắn một cái. Nếu như đây không phải là video mà Vũ Nguyệt Trân Quân gửi thì Tống Thư Hàng sẽ không bảo giờ click vào. Sau đó, đợi sau khi tải video. Đợi chút, cảnh nền của video này quen thế. Đậu xanh rau má, đây không phải là lối vào WC của khách sạn lúc nãy sao. Tống Thư Hàng cắn chặt răng, nhấn vào nút phát video. Quả nhiên giống như tưởng tượng của hắn. Đầu tiên là lối vào WC của khách sạn, sau đó là giọng nam trầm, cao thăng sư huynh nhất định phải chết, vang lên. Tiếp đó, một bóng người nhanh chóng xông về phía một người đàn ông vô tội đeo kính dâm khác, đồng thời tàn nhẫn chùm bao tải lên đầu người đàn ông vô tội kia. Tống Thư Hàng, ông của ông của ông nội nhà mày, không thể tin được, mới đó mà đã áp lên trên mạng rồi sao? Hơn nữa, tiêu đề của video này lại còn là Cao Thăng sư huynh nhất định phải chết, ta trùm bao tải Cao Thăng sư huynh rồi. Chương 842, tên ngốc lật xe. Á à đù, tuy rằng đã đeo kính rồi nhưng đúng là Cao Thăng sư huynh đấy. Là Cao Thăng sư huynh sống sờ sờ này. Bạn up video điên cuồng quá, nhưng bạn làm tốt lắm. Trên thế giới này luôn có một số người thế này, họ làm những việc mà chúng ta muốn làm nhưng không thể làm được. Để chúng ta tận tình hét lên Cao Thăng sư huynh, nhất định phải chết. Cao Thăng sư huynh nhất định phải chết. Cao Thăng sư huynh nhất định phải chết. X128. Tuy rằng video này mới đăng lên không lâu nhưng số người click vào xem cứ thế lên thẳng. Bình luận về video cũng không ngừng tăng lên. Ừm, thư hàng tiểu hữu, video này không phải là ta up lên đâu. Ta trước giờ không quay video, ta chỉ là nông dân thôi. Tạm biệt nhé thư hàng tiểu hữu. Đại la giáo Vũ Nguyệt Trân Quân gửi thèm thêm một cái mặt cười. Tống Thư Hàng Người đăng video tất nhiên không phải là Vũ Nguyệt Trân Quân, vì người áp video lên mạng chính là cái tên đã trùm bao tải vào người hắn. Vũ Nguyệt Trân Quân chỉ trùng hợp nhìn thấy video này mà thôi. Vũ Nguyệt Trân Quân luôn rất ít khi lên nhóm, Tống Thư Hàng còn tưởng rằng cô ấy rất bận, không có thời gian vào nhóm nói chuyện. Nhưng không ngờ, cô ấy không chỉ có thời gian tới nông trường trộm rau mà còn có thời gian đi dạo mấy web video lớn để xem video nữa hả? Đợi chút, nếu như Vũ Nguyệt Trân Quân xem được video này, vậy những thành viên khác của nhóm cửu châu số 1 thì sao? Tống Thư Hàng nhanh chóng mở khung chat nhóm cửu châu số 1 ra. Quả nhiên, lúc Vũ Nguyệt Trân Quân chuyển tiếp link video đó cho Tống Thư Hàng thì cũng tiện tay gửi lên nhóm cửu châu số 1 luôn. Hiện tại, tất cả các thành viên của nhóm cửu châu số 1 đều biết cao thăng sư huynh bị người ta trùm bao tải. Vài vị tiền bối đang online đều đang nói về chủ đề này. Thỉnh thoảng còn có vài vị tiền bối A còng Tống Thư Hàng, muốn phỏng vấn hắn một chút. Tống Thư Hàng bình tĩnh đóng cửa sổ chat của nhóm cửu châu số 1 lại, đến cả việc các tiền bối trong nhóm điên cuồng tắc hắn, hắn cũng không thèm để ý. Lúc các tiền bối trong nhóm cửu châu số 1 đang thảo luận thì đừng thử ra biện luận. Cứ gạt nó sang một bên, 10 phút sau các vị tiền bối tất sẽ chuyển chủ đề khác. Có điều, hôm nay ấn đường của ta vẫn đen thui này. Tống Thư Hàng than nhẹ một tiếng. Vỡ nãy, hắn còn thử dùng phương pháp nắm bắt khí tức mà Tô Thị A thập lục dậy để đi bắt khí tức của cái tên trùm bao tải hắn lúc trước. Nhưng có lẽ đối phương đã rời khỏi khách sạn này từ lâu rồi, hoặc là đối phương có năng lực ẩn tàng khí thức cường đại nên Tống Thư Hàng không thể bắt được hắn ta. Phía bên kia, sau khi viện trưởng bệnh viện tâm thần đi vệ sinh xong thì kích hoạt luôn phù văn ẩn hình trên người mình, nhảy ra từ cửa sổ tầng 3 khách sạn. Người bắt yêu trẻ tuổi có tu vi nhị phẩm, trong lớp người bắt yêu trẻ cũng được coi như là một cao thủ. Chỉ độ cao 3 tầng lầu nhỏ nhoi tự nhiên không làm khó hắn được. Lát nữa phải gặp thư sơn áp lực đại ở đường Bạch Kinh, vậy mình nên đi mua ít đồ ăn rồi ra đường Bạch Kinh đợi thôi. Người bắt yêu trẻ tuổi nhủ thầm trong lòng khi hắn nhanh chóng đi tới đường bài kinh thì đột nhiên cơ thể cứng đờ có yêu khí không đúng đây là khí thức dơ bẩn của tà ma cũng không đúng đây là hỗn hợp khí thức tà ma và yêu khí hả người bắt yêu trẻ tuổi nhíu mày lại tiếp đó hắn nhảy lên chạy về phía khí thức tà ma và yêu khí kết hợp với nhau thân là một người bắt yêu chảm yêu trừ ma đã thành bản năng của hắn lúc người bắt yêu trẻ tuổi đuổi tới chỗ yêu khí và khí tức tà ma kết hợp thì cảnh tượng nơi đây hoàn toàn hỗn loạn. Lúc này, hắn đang ở đường lớn thiên tọa, một con phố mới gần với phố Cửu Long. Lưu lượng xe đi qua con phố này rất lớn. Mà lúc này, ở nút đèn xanh đèn đỏ trên đường thiên tọa, một gã to con cao 2 mét, gương mặt ngơ ngác đang bước những bước lớn đến bên những chiếc xe chờ đèn đỏ. Hai mắt hắn ta ngờ nghịch, nước rãi không ngừng chảy ra từ khóe miệng. Sau đó, Tên ngốc cao 2 mét này ngồi xổm xuống, bắt lấy những chiếc xe đợi đèn đỏ rồi hất tung ra. Chiếc xe nặng nề bị lật ngửa lên giống như một con rùa. Những người chủ của chiếc xe bị ném đi ngẩn ra rồi họ cảm thấy trời đất xoay chuyển. Chủ nhân của những chiếc xe khác ngơ ngác, sau đó hoặc là há hốc mồm hoặc ra gào thét. Ở lối rẽ bên phải, lái xe của chiếc xe ở trên cùng tránh nhanh, thoát khỏi cục diện bị hất tung xe đầy nguy hiểm nhưng những chiếc xe ở đằng sau thì không được may mắn như thế chiếc xe bị lật đầu tiên cản trở đường đi trong cơn hoảng loạn những chiếc xe đằng sau đâm thẳng vào chiếc xe bị lật hiện trường hoàn toàn hỗn loạn rầm 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 hết chiếc xe này đến chiếc xe khác bị tên ngốc này lật tung đồng thời ở lối rẽ bên phải có không ít xe bị đập tiếng thét tiếng kêu gào tiếng mắng chửi còn có tiếng những chiếc xe không ngừng bị ném đi trộn lẫn với nhau những chủ xe phía sau nhìn thấy cảnh tượng này thì muốn lái xe bỏ chạy, nhưng mà, lưu lượng xe di chuyển trên đường thiên tỏa không hề ít, đằng sau không ngừng có xe lái tới, chặn kín đường lùi. Đoàn xe càng xếp càng dài, những chủ xe đằng trước muốn bỏ chạy cũng bắt đầu chửi bậy rồi. Các chủ xe không ngừng chặn đường lùi phía sau ngơ ngác. Mấy chủ xe bị lật thì kêu gào, chủ xe là các cô gái thì bị dọa tới bật khóc. Có người bắt đầu báo cảnh sát, có người nỗ lực bò từ trong xe của mình ra những chiếc xe ở cạnh đường thì định tăng tốc chạy qua bên người tên ngốc đó để trốn, nhưng ngược lại khiến cho giao thông hỗn loạn hơn. Tình hình giao thông ở nút đèn xanh đèn đỏ trên đường thiên tọa nhanh chóng rơi vào tình trạng tê liệt. Mà trên mặt của tên ngốc cao 2 mét kia lại toàn vẻ thật thà phúc hậu, hắn ta đi men theo đường thiên tòa, trên đường đi ném lật hết tất cả xe trên đường. Cả xe con, xe tải, xe chở hàng đều bị ném đi hết. Cứ lật cứ lật, cuối cùng tên ngốc đó đến bên một chiếc xe bass. Sau đó hắn cũng ngồi xổm xuống ra sức lật chiếc xe bus đó lên. Xe bus khá là cồng kềnh, tên ngốc đó vảnh mông lên lật hồi lâu mà không lật được. Tên đó tức giận, gân xanh trên tay hắn nổi lên, hắn ta dùng sức lần nữa. Lần này, chiếc xe bus bị nhấc lên từng chút một. Hành khách trên xe bus ngay lập tức chạy sạch, mấy người chủ của những chiếc xe bên mé phải của xe bus cũng đã rời bỏ chiếc xe yêu quý của mình nếu như chiếc xe bus này mà cũng bị lật thì xe của bọn họ chắc chắn là bị đập nát. Tên ngốc này rốt cuộc là quái vật từ đâu chui ra thế. Ở đằng xa, lúc người bắt yêu trẻ tuổi nhìn thấy cảnh tượng này thì nhíu chặt mày lại. Trên người tên ngốc này có yêu khí rất mỏng manh, nhưng yêu khí rất yếu, có lẽ tổ tiên của hắn ta có huyết thống của yêu tộc. Theo lý mà nói, huyết thống yêu loại yếu như thế cùng lắm chỉ khiến tên ngốc này cường tráng hơn người bình thường thôi chứ. Nhưng lúc này, Cơ thể tên ngốc kia lại bị năng lượng dơ bẩn, tà ác mà chỉ tu sĩ mới có thể nhìn thấy quấn quanh. Năng lượng tà ma này ra ra vào vào cơ thể tên ngốc đó, cải tạo cơ thể của hắn ta, đồng thời kích hoạt huyết thống yêu tộc yếu ớt trong cơ thể hắn ta. Năng lượng của thế giới cửu u. Người bắt yêu trẻ tuổi chỉ nhìn một cái liền nhận ra năng lượng tà ác kia. Cũng may có vẻ công cuộc cải tạo mới được bắt đầu, tuy rằng bây giờ tên ngốc đó rất khỏe nhưng động tác thì lại lờ giờ chậm chạp. Nếu như thế thì với sự giúp đỡ của trang bị bắt yêu trên người, chắc là hắn sẽ đối phó được. Không thể để tên này tiếp tục phá hoại nữa. Người bắt yêu trẻ tuổi cắn răng, hắn xông về phía tên ngốc kia. Lúc này, hắn duy trì trạng thái ẩn thân, người bình thường không thể nhìn thấy hắn được. Xuất, hắn tế ra một sợi dây chó yêu, cuốn về phía tên ngốc kia. Dây chó yêu phát giác ra yêu khí thì ngay lập tức quấn thật chặt gã ngốc kia lại. À, à. à, à cảm nhận được cơ thể của mình bị trói lại, tên đó gào thét dẫy ruộng. Động tác lật chiếc xe bass ban đầu cũng dừng lại. Mà người bắt yêu trẻ tuổi nhân cơ hội này đến gần tên ngốc kia, vận toàn bộ chân khí trong người đá một phát vào người tên kia. Một tên ngốc bị đá lăn trên đất, nhưng năng lượng tà mà nồng đậm trên người hắn lại chủ động hộ thể. Người bắt yêu trẻ tuổi đá một cước rất mạnh nhưng không tạo thành bất cứ tổn thương nào cho gã ngốc đó. Thậm chí, năng lượng tà ma nồng đậm đó còn bắt đầu ăn mòn dây chó yêu trên người tên ngốc kia. Đù, người bắt yêu trẻ tuổi không nhịn được chửi một tiếng. Lúc nãy hắn định đá tên kia ra khỏi đường xe chạy, không để nhiều người bình thường bị cuốn vào chuyện này thêm nữa. Nhưng không ngờ, một kích toàn lực của hắn chỉ có thể đá tên này lăn trên đất mà thôi. A a a a, nước mắt, nước mũi, nước dãi của tên ngốc đó cứ chảy ròng ròng. Mà lúc này. Năng lượng tà ma tinh thuần trên người tên đó đã được kích hoạt. Những tà ma chi lực này ngưng tụ lại, có hai luồng sức mạnh rót vào trong mắt của tên ngốc. Con người trong mắt của tên ngốc hóa thành con người như của loài mèo. Sau khi con người bị biến dị, tên ngốc kia nhìn thấy người bắt yêu trẻ tuổi đang trong trạng thái ẩn thân, nhìn thấy đầu bên kia sợi dây xích trói mình đang nằm trong tay người bắt yêu. Đây là kẻ địch của hắn ta. A a a. Tên ngốc kia lồm cồm bò dậy, sau đó hắn ta cúi đầu, bổ nhào về phía người bắt yêu trẻ tuổi. Dưới sự trợ giúp của sức mạnh trong cả cơ thể và năng lượng tà ma, lúc hắn toàn lực sông lên thì tốc độ càng ngày càng nhanh. Nếu như bị đụng chúng thì dù là tu sĩ nhị phẩm cũng không chịu nổi. Nhưng mà, người bắt yêu trẻ tuổi nhìn thấy cảnh này thì trong lòng vui mừng. Hắn nhanh chóng chạy trốn về phía trước, mà tên ngốc kia thì giống như một con bò tót, nhắm đúng người bắt yêu trẻ tuổi, không ngừng truy đuổi sau lưng hắn tốt lắm, đuổi ta đi, tiếp tục đuổi theo ta đi. Người bắt yêu trẻ tuổi lầm bẩm Trong mắt những người bình thường, vào lúc định lật ngã chiếc xe bass, tên ngốc chuyên đi lật xe này không lật được mà ngã xuống đất. Sau đó, tên ngốc đó đột nhiên tiến vào trạng thái cuồng nộ, tự nhiên lại chạy mất. Tất cả mọi người có mặt ở hiện trường đều thở phào nhẹ nhõm. Tên ngốc này chạy mất thì không còn gì tốt hơn nữa nhưng mọi người vừa mới cảm thấy may mắn thì tên ngốc ở đằng xa kia lại đột nhiên xoay người, chạy về đường thiên tỏa. Sau khi đuổi theo người bắt yêu một đoạn đường, hắn ta phát hiện mình không đuổi kịp đối phương. Vì thế hắn ta lại quay lại muốn tiếp tục lật xe. Đuổi không kịp thì không đuổi nữa, đây chính là tư duy logic của gã ngốc đó. Người bắt yêu trẻ tuổi cảm thấy thật là đau mề. Hắn cắn chặt răng, chỉ có thể tiến lên trước. Đồng thời, hắn rút côn ba khúc bên hông ra lắp thành một chiếc côn hàng ma, đập vào đằng sau lưng tên ngốc. Chương 843, vẫn còn quá trẻ. Tên ngốc đó không biết tránh né là gì, hắn ta bị côn hàng ma đập thẳng vào người. Phá tà lôi pháp trên côn hàng ma được người bắt yêu kích hoạt. Sau khi đánh trúng một côn vào người tên ngốc kia, có sấm sét nổ lên. Năng lượng tà ma trên người tên ngốc không thể nào chống lại được lôi pháp phá tà, phòng ngự bị phá vỡ. Tia sét nổ lẹt xẹt. Những người bình thường có mặt ở đây không nhìn thấy côn hàng ma và người bắt yêu trẻ tuổi, bọn họ chỉ nhìn thấy lưng của tên ngốc đột nhiên có sấm sét bắn ra. Vì sao sau lưng tên đó tự nhiên lại có sấm sét thế? Chẳng lẽ tên ngốc này là người máy sao? Rất nhiều người đột nhiên nảy lên suy nghĩ này trong đầu. Cũng chỉ có người máy điên cuồng mới có sức lật cả ô tô thôi. Nhưng khoa học kỹ thuật bây giờ đã có thể chế tạo ra người máy giống người thật như thế rồi sao? Hơn nữa, tên ngốc này còn chảy nước dãi nữa chứ. Khoan đã, lẽ nào hắn ta là quái vật nửa người nửa máy à? A à, a, à, à, à. tên ngốc kêu lên thảm thiết, lưng hắn bị cháy đen cả, hắn ta bị đánh ngã xuống đất lần nữa. Nhưng sắc mặt của người bắt yêu trẻ tuổi lại càng ngưng trọng hơn. Một kích này của côn hàng ma rõ ràng đã phá hủy phòng ngự của năng lực tà ma, đánh thẳng lên da thịt của tên đó nhưng lại chỉ tạo thành vết thương ngoài da cho đối phương mà thôi. Lưng hắn nhìn có vẻ chảy ra chóc thịt đấy, nhưng hoàn toàn không bị thương nặng. Huyết thống yêu tộc trên người hắn ta chắc không phải thuộc loài ô quy tinh đấy chứ. Phòng ngự quá là biến thái. Chóc yêu nhân trẻ tuổi thầm phỉ nhổ. Mà lúc này, gã ngốc đó bị ăn đòn đau lại trở nên điên cuồng, đôi con người loài mèo của hắn đỏ ngầu. Hắn lồm cồm bò từ dưới đất dậy, thở hồn hển rồi lại bổ nhào về phía người bắt yêu trẻ tuổi lần này tên ngốc bị chọc giận hoàn toàn rồi hắn xông về phía người bắt yêu trẻ tuổi như một con mãnh thú lần này hắn ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua nhất định phải bắt được rồi xé nát người bắt yêu trẻ tuổi đó ra người bắt yêu trẻ tuổi lại bắt đầu chạy dẫn dụ tên ngốc đó rời khỏi đây đồng thời trong lòng người bắt yêu trẻ tuổi có hơi bất an hiện tại hắn cũng không thể chắc chắn mình có đánh thắng được tên ngốc đó không tuy rằng đối phương không có bất cứ kỹ xảo gì nhưng phòng ngựa cao, máu lại nhiều, cộng thêm sức khỏe kinh khủng của hắn, thật là làm cho người ta đau đầu mà. Đến côn hàng ma mình cũng tế ra rồi mà chỉ có thể khiến đối phương chịu chút nỗi đau ra thịt mà thôi. Bây giờ, chỉ có thể thử đòn mạnh nhất là tên phá ma và đòn cuối cùng là thương trừ yêu thôi, xem nó có tác dụng gì với tên kia không. Cứ như thế, tên ngốc chạy ầm ầm tới, hắn ta và người bắt yêu trẻ tuổi chạy càng ngày càng xa lần này hắn ta không quay đầu lại nữa chẳng mấy chốc mọi người không còn nhìn thấy bóng của tên đó nữa những chủ xe may mắn sống sót trên đường thiên tỏa đều lộ ra vẻ mặt sống sót sau kiếp nạn nhưng vẻ mặt của những chủ xe bị lật thì khổ sở kẻ thủ phạm lật xe cứ thế chạy mất rồi các chú cảnh sát còn chưa tới hiện trường thủ phạm đã chạy mất dạng luôn rồi cũng không biết các chú cảnh sát có bắt được tên này không nữa những kẻ nguy hiểm như thế này tuyệt đối phải bắt lại giam vào nhà tù kiên cố nhất để hắn ngồi tù mọt gông. Thực ra, dưới tình huống những người có xe bị lật không ngừng gọi điện báo cảnh sát thì các chú cảnh sát đã vội vàng đuổi tới hiện trường rồi. Bây giờ, họ vẫn còn đang trên đường tới đây. Người bắt yêu trẻ tuổi nhanh nhẹn chạy phía trước, hắn muốn dẫn tên ngốc đó đến nơi vắng người qua lại. Nhưng mà, xung quanh đây đều là các khu vực phồn vinh, khắp nơi đều là người, muốn tìm một nơi vắng người thật là khó sao chỗ nào cũng toàn là người thế người bắt yêu trẻ tuổi cười khổ đây cũng là lần đầu tiên hắn tới khu vực gần đường bạch kinh ở thành phố văn châu căn bản không biết chỗ nào ít người một tí rừ 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 lúc này tốc độ của tên ngốc đằng sau lưng hắn càng ngày càng nhanh quan trọng hơn là sợi dây chó yêu trói quanh người hắn ta sắp không trụ nổi nữa nó đã bị năng lượng cửu u ăn mòn rất nhiều rồi một khi dây chó yêu bị ăn mòn hết tốc độ của tên ngốc đó còn được nâng cao thêm một bậc nữa thật đáng tiếc, nếu có thể triển khai không gian bắt yêu thì tốt rồi. Người bắt yêu trẻ tuổi lầm bẩm đáng tiếc hắn chỉ có cảnh giới nhị phẩm, hơn nữa chỉ có một mình, hoàn toàn không thể mở ra không gian bắt yêu một cách thuận lợi được. Trong lúc hắn suy tư, hắn nhìn thấy con đường ven bờ sông tương đối vắng vẻ. Nơi này khá ít người qua lại, có một chỗ đất trống rộng rãi. Ở chỗ này đi, giải quyết tên ngốc kia thôi. Người bắt yêu trẻ tuổi thầm nói trong lòng. Đồng thời, hai tay của hắn trà sát liên tục, một mũi tên toàn thân màu bạc xuất hiện trong tay hắn. Trên thực tế, từ lúc bắt đầu dẫn dụ tên ngốc này chạy, hắn đã chuẩn bị tung ra đại chiêu của mình rồi. Đây chính là một trong những đòn tấn công mạnh nhất của hắn hiện giờ, tên phá ma, nó rất có hiệu quả trong việc đối phó với những quái vật có phòng ngự cao. Hú hú hú, sau lưng hắn, dường như trời sinh tên ngốc kia đã dung hòa với năng lượng của thế giới cửu U, cứ cách một thời gian, dưới sự ảnh hưởng của sức mạnh của thế giới cửu U, hắn ta lại trở nên cường đại hơn. Người bắt yêu trẻ tuổi cũng cảm nhận được điều này. Phải tốt chiến tốc thắng mới được. Nếu như cứ để tên ngốc này mạnh hơn thì hắn thật sự không có chút cơ hội chiến thắng nào. Đột nhiên, hắn đứng khựng lại rồi xoay người. Mũi tên phá mà toàn thân màu bạc kia ngắm chúng vào đầu của tên ngốc. Vốn dĩ, có thể chế phục, bắt sống được tên ngốc là tốt nhất. Nhưng người bắt yêu trẻ tuổi không đủ năng lực bắt sống đối phương. Thậm chí, chỉ thoáng sơ sẩy một chút thôi thì bản thân hắn cũng sẽ bị tên đó xé nát. "Nguyện thế gian này không còn tà ác nữa." Người bắt yêu trẻ tuổi nói nhỏ. Tên phá ma bắn ra nhanh như tia chớp, mà tên ngốc kia vẫn không hề né tránh, cho dù hắn ta biết tránh thì đối diện với công kích nhanh như thế, hắn ta vốn cũng không tránh kịp. Mũi tên phá ma cắm phập vào trong năng lượng cửu u bao quanh cơ thể gã ngốc tia lửa điện lại lóe lên, lớp phòng ngự do năng lượng cửu u tạo thành trong chớp mắt bị đâm thủng. Ngay lập tức, tên phá ma cắm vào đầu của tên ngốc, thân mũi tên cắm sâu vào trong đầu tên đó. Sau đó, tên ngốc này ngã đùng xuống đất, tay chân không ngừng co giật, không thể đứng dậy được nữa. Xong rồi, người bắt yêu trẻ tuổi thầm nói. May mà tên phá ma có hiệu quả, nếu không hắn chỉ có thể tế ra thương trừ yêu thôi. Nhưng với cảnh giới hiện tại của hắn, dùng thương trừ yêu một lần thì nửa năm không thể xuống giường được. Sau khi bị trúng tên, tên ngốc đó không ngừng co giật nhưng vẫn chưa chết hẳn. Người bắt yêu trẻ tuổi tay cầm côn hàng ma, cẩn thận đến gần đối phương. Nếu tên ngốc này vẫn chưa chết thật thì có lẽ hắn có thể cân nhắc việc bắt sống đối phương. Nếu như có thể liên lạc với các tiền bối bắt yêu cấp cao thì chắc hẳn có thể tịnh hóa năng lượng cửu u trên người tên này đúng vào lúc người bắt yêu trẻ tuổi còn cách tên ngốc kia 3 mét thì đột nhiên bị vấp một cái. Có thứ gì đó đột nhiên chui từ dưới đắt lên, quấn vào chân của hắn. Người bắt yêu trẻ tuổi vô thức nhảy ngược về sau. Đồng thời, hắn thấy thứ vướng vào chân mình chính là dây chói yêu mà hắn dùng để chói tên ngốc kia. Lúc này, dây chói yêu đã biến thành màu đen, hơn nữa nó lại còn tấn công lại chính người bắt yêu. Dây chói yêu bị ô nhiễm rồi. Năng lượng dơ bẩn của thế giới cửu u cường đại đến thế sao? Người bắt yêu trẻ tuổi không dám tin. Trước đây hắn cũng từng đi theo các vị tiền bối đối phó với tà ma cửu u. Tuy rằng năng lượng dơ bẩn trên người tà ma cửu u rất cường đại, có thể làm ô nhiễm vạn vật trên thế gian, nhưng tuyệt đối không kinh khủng giống trên người tên mốc này. Chỉ trong một thời gian ngắn mà nó đã có thể ô nhiễm dây chói tiên, biến nó thành một tà khí thứ vần quanh cơ thể tên ngốc này tuyệt đối không phải là năng lượng thế giới cửu u bình thường. Phạch, sau khi bị ô nhiễm, dây chói yêu tràn đầy năng lượng cửu u, nó giống như một con rắn độc, quấn vào người bắt yêu nhân trẻ tuổi. Người bắt yêu trẻ tuổi lùi về sau liên tục, côn hàng ma trong tay hắn ngăn dây chói yêu lại. Dây chói yêu giống như có linh tính, nó quấn vào côn hàng ma rồi quấn quanh người bắt yêu như một con rắn. Đù chân khí trong cơ thể người bắt yêu trẻ được đẩy ra, trên côn hàng ma có tia lửa điện nổ ra. Xẹt xẹt xẹt, năng lượng cửu u trên dây chó yêu bị tia lửa điện nổ tan, dây chó yêu màu đen không còn năng lượng chống đỡ thì rơi xuống dưới đất. Mà đúng lúc này, khóe mắt người bắt yêu trẻ tuổi liếc thấy tên ngốc kia lại dãy rụa bò từ dưới đất lên. Tên phá ma trên chán hắn vẫn còn đâm sâu vào trong đầu, hai mắt của tên đó đỏ ngầu, trên mặt đầy vẻ dữ tợn. Hắn nửa ngồi trên đất, làm tư thế chạy cự ly ngắn của vận động viên Điền Kinh. Ngay lập tức, tên ngốc đó điên cuồng bổ nhào về phía chóc yêu nhân trẻ tuổi. Khoảng cách quá gần rồi, hai người chỉ còn cách nhau 5 mét, tên ngốc đó chạy hai bước lớn liền đến trước mặt người bắt yêu trẻ tuổi. Người bắt yêu trẻ tuổi chỉ đành vung côn hàng ma lên, vận chân khí toàn thân để chống lại cú va chạm này. Người bắt yêu cảm thấy dường như mình bị một chiếc xe tải với vận tốc 150 cây em hát đụng bay vậy. Cánh tay cầm côn hàng ma trong nháy mắt mất đi chi giác. Nếu như không phải có chân khí hộ thể thì có lẽ hai tay của hắn đã bị phế luôn rồi. Đáng chết, tên này lại trở nên mạnh hơn rồi. Người bắt yêu cắn chặt răng, nói. Nhưng đòn tấn công của tên ngốc đó vẫn chưa kết thúc, hắn ta chạy hết tốc lực, đuổi kịp người bắt yêu trẻ tuổi bị đụng bay. Sau đó, cơ thể to lớn của hắn nhảy lên, đè người bắt yêu trẻ tuổi xuống dưới đất. Hộc hộc hộc, tên ngốc kia thở hổn hển hai mắt trở nên đỏ ngầu khóe miệng còn có nước dãi chảy xuống cơ thể mảnh khảnh của người bắt yêu bị đè dưới người tên ngốc hắn không thể động đậy được hắn cố hết sức vận chuyển chân khí trong cơ thể nhưng không thể thoát khỏi gã to con trên người mình ta sắp tèo rồi trong lòng người bắt yêu trẻ tuổi tràn đầy tuyệt vọng hắn vẫn còn trẻ quá nếu như là người bắt yêu có kinh nghiệm dày dạn thì sau khi dùng tên phá mà bắn chúng gã ngốc này thì thường là không bắt sống đối phương mà sẽ bổ thẳng một đau luôn nhưng người bắt yêu trẻ tuổi vẫn có chút mềm lòng nên kết quả bị tên ngốc kia lội ngược dòng. A! À, 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 à. Gã ngốc kia phát ra tiếng kêu đầy đắc ý, sau đó, hắn ta há to miệng ra, cắn về phía người bắt yêu. Sau khi bị năng lượng của thế giới cửu u làm ô nhiễm, tên ngốc này đã dần dần biến thành một sự tồn tại giống như tà ma cửu u. Đối với tà ma cửu u, tu sĩ loài người hoặc là đưa về thế giới cửu u để ấy ấy xong tu, đại bổ, hoặc là ăn luôn có thể tăng công lực của bản thân, vẫn có tác dụng đại bổ. Mà tên ngốc này hiển nhiên không có ý ấy ấy với người bắt yêu trẻ tuổi, hắn ta muốn ăn người bắt yêu luôn. Mà đúng lúc này, một thân ảnh thành thuộc ổn trọng lặng lẽ xuất hiện đằng sau lưng gã ngốc ấy, vỗ nhẹ một trưởng vào người hắn ta. Chương 844, thiếu niên, bảo giáp bán 5 vàng thôi, có muốn không nào? Một trường nhìn như nhẹ bẫng nhưng sau khi trường ấn hạ xuống, Thân thể mạnh mẽ với phòng ngự vỏ rùa của tên ngốc kia cứ vậy mà gục xuống. Hai mắt tên ngốc kia suýt chút nữa thì trợn trừng ra khỏi hốc mắt, rõ ràng hắn đang chịu đựng cơn đau đớn không cách nào hình dung. Thế nhưng ngay cả hét thảm một tiếng hắn cũng không phát ra được, cứ vậy mà bất tỉnh. Thân ảnh thành thuộc trứng chạc kia vươn tay kéo cơ thể khổng lồ của tên ngốc lại, tránh cho thân thể to lớn của hắn đè bẹp người bắt yêu trẻ tuổi đáng thương. Tiếp đó, thân hình thành thuộc chứng chạc kia vung tay lên ném cơ thể tên ngốc sang một bên. Tiểu đạo hiếu, người vẫn ổn chứ? Vị tiền bối này mỉm cười nói. Người bắt yêu trẻ tuổi nhìn về phía vị tiền bối kia thì thấy người nọ mày rậm mắt to, khí thế vững vàng như núi. Cảm ơn ân cứu mạng của tiền bối. Tiểu hữu không cần khách sáo. Vị tiền bối kia mỉm cười nói. Bản tòa Hoàng Sơn chân Quân, vừa lúc đi ngang qua nơi đây thì thấy tiểu hữu dũng cảm quên mình dẫn tên ngốc này đi, phẩm chất của tiểu hữu rất tốt. Người tới chính là giang bá tử của nhóm cửu châu số 1 khu, là trưởng nhóm Hoàng Sơn chân Quân. Ngày hôm qua sau khi Hoàng Sơn Trân Quân xử lý một ít việc vặt vãnh thì đi tới thành phố Văn Châu. Hắn muốn bắt một kẻ về quy án trước khi bế quan trùng kích cảnh giới tôn giả, tránh cho lúc bản thân bế quan, trong nhà lại bị trộm dọn sạch sành xanh. Cũng may đúng lúc Hoàng Sơn chân quân đi ngang qua nơi này, nếu không người bắt yêu trẻ tuổi đã bị tên ngốc đè dưới thân ăn trọn cả xương rồi. Chỉ là đầu óc Vãn Bối nóng lên thì đã ra tay mất rồi. Người bắt yêu trẻ tuổi ngượng ngùng nói: "Đúng rồi, Vãn Bối là người bắt yêu một hệ có chữ Lót thuần. Đạo hiệu là Thuần Lương." Có đôi khi hắn thật sự rất xấu hổ khi nói ra cái đạo hiệu này, bởi vì mỗi khi hắn nói ra cái đạo hiệu này là lập tức có loại cảm giác ác ý giả nai ấy. Chào các tiền bối, ta tên là Thuần Lương, ta rất ư là Thuần Khiết, xin chiếu cố ta nhiều hơn. Hoàng Sơn Trân Quân mỉm cười rồi nói rất tự nhiên. Thuần Lương đạo hiếu, người rất khá đấy. Nói đến người bắt yêu, Hoàng Sơn Trân Quân cũng nhớ tới người bắt yêu Lô Ly mà thuộc hạ đắc lực của mình là Tàng Thiên Câu Chu Ly đã mang về. Hiện tại hình như người bắt yêu Lô Ly kia còn chưa rời đi nữa. Sứt lời, Hoàng Sơn Trân Quân lại xách tên ngốc kia lên, vươn tay đánh ra một luồng pháp thuật kiểm tra vào trong cơ thể tên ngốc. Ừm, tình huống rất giống với những gì thư hàng tiểu hữu nói, rót lực lượng của thế giới cửu u vào trong cơ thể sẽ làm ô nhiễm thân thể nhân loại bình thường rồi bị cải tạo thành quái vật. Quả nhiên loại tình huống này không phải là ngẫu nhiên, Hoàng Sơn chân quân cao mày thầm nghĩ. Người bắt yêu thuần lương đứng lên, đứng ngay phía sau lưng Hoàng Sơn chân quân. Hoàng Sơn tiền bối, trong quá trình chiến đấu với tên ngốc này ta có thể cảm giác được thân thể tên ngốc đang không ngừng bị cải tạo, hơn nữa càng ngày mạnh. Ừm, Hoàng Sơn chân Quân gật đầu nói. Thuần Lương Tiểu Hiếu, ta muốn mang tên ngốc này đi, e rằng sự kiện tên ngốc này bị năng lượng thế giới cửu U làm ô nhiễm không phải ngẫu nhiên mà là có người thao túng phía sau màn. Tiểu Hiếu có thể giao tên ngốc này cho ta xử lý hay không? Không thành vấn đề, đương nhiên không thành vấn đề nếu không có tiền bối ra tay giúp đỡ thì nói không chừng ta đã bị tên ngốc này cắn chết rồi người bắt yêu thuần lương vội vàng nói hoàng sơn chân quân mỉm cười rồi vươn tay tế ra một thanh phi kiếm sau đó chất tên ngốc đang hôn mê lên mà đúng lúc này phía xa truyền đến tiếng còi cảnh sát inh ỏi cuối cùng các chú cảnh sát cũng chạy tới hơn nữa còn dựa vào camera theo dõi một mạch lần theo dấu vết tên cuồng ma lật xe kia mà chạy tới lân cận Hoàng Sơn tiền bối, cảnh sát tới rồi, hay là chúng ta đi trước đi? Người bắt yêu thuần lương nói, đồng thời hắn cũng kích hoạt trận pháp ẩn thân trên người mình lần nữa, giấu đi thân hình của mình. Ừ, không vội, trước tiên để ta xử lý hiện trường chút đã. Hoàng Sơn chân quân mỉm cười, sau đó hắn moi ra một con rối nhỏ rồi ném lên mặt đất. Ngón tay lại chập thành kiếm rạch một cái trên người tên ngốc. Kiếm khí xẹt qua, một dòng máu chảy ra từ người tên co con, rơi xuống trên thân con rối nhỏ. Ngay sau đó, con rối nhanh chóng bành trướng lên, trong nháy mắt đã biến thành dáng dấp của tên ngốc. Đây là thứ tương tự với con rối thế thân, giống như con rối mà Tống Thư Hàng đã nhặt được trước đây. Nhưng con rối này của Hoàng Sơn Trân Quân là bán thành phẩm, sau khi biến ảo thành hình người thì không thể nhúc nhích, vẫn bị vây trong trạng thái hôn mê. Trước hết để bán thành phẩm này lại ứng phó cảnh sát một chút, bằng không, một tên ngốc với lực phá hoại siêu khủng biến mát một cách thần bí sẽ khiến người bình thường càng thêm khủng hoảng. Tiếp đó, chỉ cần chờ sau khi Hoàng Sơn chân quân xử lý xong tên to còn và năng lượng cửu u trên người hắn rồi lại mang tên ngốc đã khôi phục bình thường đổi chỗ cho con rối thế thân là xong. Cuối cùng, Hoàng Sơn chân quân vươn tay bấm pháp ấn, một luồng gió nhẹ thổi qua đã chôn vùi toàn bộ tàn dư năng lượng thế giới cửu u lưu lại ở hiện trường lúc người bắt yêu chiến đấu với tên ngốc. Vẫn là tiền bối suy nghĩ chu đáo. Thuần Lương nói, mấy cái này chỉ là ít kinh nghiệm trong cuộc sống thôi. Đúng rồi, tiếp theo tiểu hữu muốn đi đâu, có cần ta đưa ngươi một đoạn không? Hoàng Sơn Trân Quân dò hỏi, không cần làm phiền tiền bối đâu ạ, à. chút nữa ta có hẹn với một người bạn gặp mặt ở đường Bạch Kinh thành phố Văn Châu. Ta đến đó chờ hắn là được. Thuần Lương liên tục khua tay nói, ồ, tiểu đạo hữu cũng muốn đến đường Bạch Kinh sao, vừa khéo ta cũng muốn đến đó chi bằng ta và ngươi cùng đi nhé Hoàng Sơn chân quân mỉm cười nói trùng hợp vậy à ánh mắt Thuần Lương sáng lên vãn bối cầu còn không được vị Hoàng Sơn tiền bối này là một chân quân lục phẩm đó hơn nữa xem khí tức của hắn thì e rằng hắn chính là người nổi bật trong số những chân quân lục phẩm nếu cùng đồng hành hắn có rất nhiều vấn đề và nghi hoặc trong phương diện tu luyện có thể nhân cơ hội nhờ vị tiền bối này chỉ điểm một hai dáng vẻ hoàng sơn tiền bối thoạt nhìn rất dễ nói chuyện nói không chừng sẽ giải đáp một ít nghi hoặc trong tu luyện của hắn đây chính là cơ hội và duyên phận đó vì vậy người bắt yêu trẻ tuổi cùng hoàng sơn chân quân đồng hành đi đến đường bạch kinh trên đường đi hoàng sơn chân quân có ý chỉ điểm vị người bắt yêu có phẩm chất không tệ này cho nên mới làm chậm tốc độ lại hai người trong trạng thái ẩn hình dùng tốc độ toàn bộ mà đi về phía đường bạch kinh phi kiếm trở tên ngốc lơ lửng phía sau Hoàng Sơn chân Quân. Người bắt yêu trẻ tuổi nắm lấy cơ hội hỏi han Hoàng Sơn Trân Quân rất nhiều nghi hoặc mà hắn gặp phải trên phương diện tu luyện. Mà Hoàng Sơn Trân Quân cũng dùng phương pháp thông tục dễ hiểu để giải thích nghi hoặc cho người bắt yêu trẻ tuổi. Trong mấy phút ngắn ngủi, người bắt yêu trẻ tuổi được lợi ích không nhỏ, rất nhiều chỗ nghĩ không thông trong tu luyện trước đây thì nay đã sáng tỏ thông suốt thu hoạch trong mấy phút đồng hồ này đã ngang bằng với mấy tháng thậm chí là nửa năm khổ tu của hắn chỉ chờ hắn trở về tìm một chỗ bế quan tu luyện thì nói không chừng có thể tăng lên một cảnh giới nhỏ đối với thuần lương mà nói mấy phút này quả thực quá ư là hạnh phúc rồi đáng tiếc thời gian hạnh phúc luôn luôn ngắn ngủi rất nhanh thì hai người đã đến giao lộ đường bạch kinh hoàng sơn tiền bối ta phải ở chỗ này chờ người bạn tốt kia của ta thuần lương có hơi không nỡ mà mở miệng hắn hy vọng có thể đi cùng Hoàng Sơn chân quân thêm lát nữa để lắng nghe thêm ít kinh nghiệm. Vậy tiểu hữu chúng ta tạm biệt ở đây, hy vọng về sau chúng ta còn có cơ hội gặp lại. Hoàng Sơn chân quân mỉm cười, tiếp đó thuận miệng hỏi. Đúng rồi tiểu hữu người muốn chờ vị đạo hữu nào sao? Người ta chờ kỳ thật là một người bạn trên mạng, hắn chỉ là một người bình thường. Người bắt yêu trẻ tuổi trả lời. Ta còn chưa từng hỏi tên hắn, chỉ biết nickname của hắn là Thư Sơn Áp Lực Đại, nhà hắn ngay trên đường Bạch Kinh, vì vậy ta và hắn hẹn gặp ở nơi này. Hử, Thư Sơn Áp Lực Đại, Hoàng Sơn Trân Quân, Phụt, tiền bối ngài làm sao vậy? Người bắt yêu trẻ tuổi thuần lương nghi hoặc hỏi. Ha 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 ha, không sao, chỉ là đột nhiên nghĩ đến một chuyện thú vị. Hoàng Sơn Trân Quân nói, Thư Sơn Áp Lực Đại không phải là Tống Thư Hàng Tiểu hữu sao? mọi chuyện trên thế giới này thật sự trùng hợp đến vậy à? Hoặc giả, chỉ là người có nickname giống nhau chăng? Khổ, vậy thuần lương tiểu hiếu, sau này chúng ta sẽ có ngày gặp lại. Hoàng Sơn chân quân tạm biệt người bắt yêu thuần lương. Tạm biệt tiền bối. Thuần lương bịn dịn phất tay. Hoàng Sơn chân quân xoay người đi về phía xa, tiếp đó hắn lấy điện thoại ra vừa đi vừa nhắn tin cho Tống Thư Hàng. Thư Hàng tiểu Hiếu có phải ngươi hẹn một người bạn trên mạng gặp mặt ở đường Bạch Kình không? Một lát sau, Tống Thư Hàng trả lời: "Ơ, Hoàng Sơn Tiền Bối, làm sao ngươi biết việc này thế?" Hoàng Sơn Chân Quân nói ra rất dài dòng, tóm lại là trong lúc trùng hợp, ta đã gặp được người bạn trên mạng này của ngươi. Tống Thư Hàng gạch nối: "Hoàng Sơn Chân Quân, bây giờ ta đang đứng cùng người bạn trên mạng kia của ngươi, chờ ngươi trên đường Bạch Kinh chừng nào thì ngươi tới tống thư hàng tiền bối chờ chút sau khi ta mang mấy cô nàng diệp tư đi mua sắm xong thì lập tức dẫn họ qua tìm các ngươi bên cạnh ta giờ còn có ba nhóc giặc con tốc độ sẽ chậm một chút hoàng sơn chân quân được sau khi trò chuyện xong hoàng sơn chân quân cất di động đi có đôi khi duyên phận trên thế giới này đặc biệt thú vị thế đó vì vậy hoàng sơn chân quân quay đầu lại Trở về chỗ người bắt yêu trẻ tuổi Thuần Lương đang đợi. Sau khi Thuần Lương tạm biệt Hoàng Sơn chân Quân thì tìm một cái ghế trên đường Bạch Kinh ngồi xuống, tiếp đó lấy di động ra hí hoái. Đầu tiên hắn mở ra cái video mình post lên kia chính là cái video hắn trùm bao tải cao thăng sư huynh. Hắn trông thấy khán giả nhiệt tình không ngừng ném tiền cho hắn, mỗi phút đồng hồ bình luận đều không ngừng tăng lên, nhìn từng câu bình luận gương mặt Thuần Lương vui đến nở hoa. Lại đi! đáng tiếc ta không thể ra tay với người bình thường. Bằng không sau khi trùm bao tải cao thăng sư huynh, lại đá hai cước, khẳng định số fan sẽ càng cao hơn. Thuần Lương lẩm bẩm nói. Mà lúc này người bắt yêu trẻ tuổi không phát hiện Hoàng Sơn chân Quân đã đi mà quay lại, rồi lặng lẽ đi đến sau lưng hắn. Lúc này biểu cảm trên mặt Hoàng Sơn chân Quân trông đặc biệt vui vẻ. Đậu xanh, tìm được một tên nhóc còn giỏi tìm đường chết hơn cả tam lãng bên ngoài nhóm cửu châu số một thế này, Đúng là hiếm có thật. Khụ. Hoàng Sơn chân quân nhẹ nhàng ho khan một tiếng nhắc nhở Thuần Lương sự hiện hữu của hắn. "Ơ, ờ, tiền bối, sao ngài quay lại rồi?" Người bắt yêu trẻ tuổi vui vẻ hỏi. Hoàng Sơn chân quân mỉm cười moi ra một kiện bảo giáp. "Tiểu đạo hữu, chỗ này của ta có chiếc bảo giáp năm sao, bán năm vàng thôi, người có muốn không nào?" Chương 845: Dối trá gặp nhau, nhiệt tình ôm nhau. Người bắt yêu trẻ tuổi. Ngu người tại chỗ luôn. Tình huống thay đổi quá đột ngột, một giây trước vẫn là tiền bối cao nhân hiền lành sâu hiểm khó dò. Một giây sau đột nhiên lại đến đây PA bảo giáp gì đó, còn bảo là năm vàng một chiếc. Nếu không phải từ khí tức trên người có thể xác định vị tiền bối trước mắt này đích thật là Hoàng Sơn chân Quân thì không chừng người bắt yêu trẻ tuổi đã cho rằng đây là gian thương bất lương hoặc tên bịp bợm xem hắn là kẻ ngốc, muốn đến lừa gạt hắn sau khi trầm mặc một lát người bắt yêu trẻ tuổi hỏi do tiền bối năm vàng là bao nhiêu linh thạch hoàng sơn chân quân vẫn giữ nụ cười mỉm bình tĩnh như trước cuối cùng hắn chỉ nhét bảo giáp vào trong tay người bắt yêu trẻ tuổi quên đi bảo giáp này cho ngươi mượn đấy nó rất nhẹ mặc vào cũng sẽ không gây trở ngại cho hành động của ngươi lần sau gặp lại ngươi nhớ trả nó cho ta là được hơ người bắt yêu trẻ tuổi hoàn toàn không phản ứng kịp mặc nó vào đi, người sẽ cần dùng đến nó đấy. Tốt nhất là bây giờ lập tức đi tìm một chỗ mặc nó vào đi. Hoàng Sơn Trân Quân nói xong thì chắp hai tay sau lưng, thong dong rời đi. Lúc đầu hắn còn muốn cùng vị người bắt yêu trẻ tuổi này ở đây chờ tống thư hàng tiểu hữu tới. Nhưng bây giờ vị người bắt yêu trẻ tuổi này tìm đường chết như vậy, Hoàng Sơn Trân Quân chỉ cần nghĩ đến lúc tống thư hàng tiểu hữu lại đây gặp mặt vị người bắt yêu trẻ tuổi này, cảnh tượng kia thốn đến nỗi khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng. Ừm, vì vậy có lẽ hắn nên đi bắt cái tên, vân vụ kia trước đi. Đương nhiên hắn sẽ âm thầm chú ý tình huống nơi này, nhìn xem cảnh gặp mặt giữa tống thư hàng tiểu hữu và vị người bắt yêu trẻ tuổi này. Hoàng Sơn chân quân rời đi, người bắt yêu trẻ tuổi bê bảo giáp mà cau mày vắt óc suy nghĩ. Hoàng Sơn tiền bối cố ý đưa chiếc bảo giáp này cho hắn mượn, lại nhắc nhở hắn tìm cơ hội mặc nó vào, chẳng lẽ nói kế tiếp mình sẽ gặp phải nguy hiểm gì sao? Cần cái bảo giáp này hộ thể à. Xét thấy Hoàng Sơn chân quân sâu hiểm khó dò nên sau khi người bắt yêu trẻ tuổi suy nghĩ một lát thì tiếp tục duy trì trạng thái ẩn hình, sau đó tìm một nơi không ai thấy mà mặc bảo giáp vào bên trong quần áo. Tiếp đó, hắn lại lấy quần áo dự phòng thay ra, bộ đồ trước đó đã bị hư hại trong lúc chiến đấu với tên to con. Chiếc bảo giáp này giống y đúc như Hoàng Sơn chân quân đã miêu tả, nó nhẹ như không vậy khi mặc vào cũng sẽ không gây trở ngại cho hành động của hắn. Không biết lực phòng ngự của nó thế nào nhỉ? Đang lúc suy tư, di động của hắn có tin nhắn đến. Là tin nhắn từ bạn tốt thư sơn áp lực đại. Viện trưởng, bây giờ ngươi đang ở đường đường Bạch Kinh à? Cuối cùng thì thư sơn áp lực đại cũng sắp tới sao? Người bắt yêu trẻ tuổi vội vàng trả lời. Ta đang ở đó đây, người sắp tới sao? Ta ở trong cái đình nhỏ ngay tại giao lộ chờ ngươi đấy. Ta mặc áo khoác màu vàng nhạt, rất dễ nhận ra. Thư Sơn áp lực đại, "Được giờ ta qua ngay, ta mặc áo màu đen ngắn tay, sau lưng còn dẫn theo ba đứa nhóc, đến lúc đó ngươi có thể nhìn thấy ta." "Ok, ta chờ ngươi." Khóe miệng người bắt yêu trẻ tuổi lộ ra ý cười. Cũng không biết đến cùng Thư Sơn áp lực đại sẽ là người như thế nào đây. Hình như là một sinh viên, hẳn là tương đối ngây thơ hoạt bát nhỉ. Bên kia Tống thư hàng dẫn theo Diệp Tư, quả quả, thi, chúc đi ra khỏi shop quần áo. Trong tay Tống thư hàng xách rất nhiều túi mua sắm, bên trong chứa đầy trang phục mà Diệp Tư chọn ra. Mà lúc này, trên người Diệp Tư và Tống thư hàng đều mặc áo tê sớt màu đen cùng kiểu dáng, đây là áo đôi, giá cả còn mắc hơn một chiếc tê sớt đơn bình thường gấp mấy lần, chúng nó chuyên được dùng để làm thịt những đôi tình nhân đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt. Đi thôi, đến đường Bạch Kình viện trưởng bệnh viện tâm thần đang chờ chúng ta đấy. Tống Thư Hàng cười nói. Vừa rồi, Hoàng Sơn Trân Quân gửi tin nhắn qua, nói hắn gặp được viện trưởng bệnh viện tâm thần nên muốn cùng người kia chờ mình ở đường Bạch Kinh. Nhưng một lát sau, Hoàng Sơn Trân Quân lại đột nhiên gửi tin nhắn đến, nói hắn lâm thời có việc phải đi trước một bước. Mặt khác, Hoàng Sơn Trân Quân dặn dò Tống Thư Hàng không nên nhắc tới chuyện hai người họ có quen biết với viện trưởng bệnh viện tâm thần. Hắn bảo Tống Thư Hàng cứ gặp nhau, như thường, với vị viện trưởng bệnh viện tâm thần này là được rồi. Tống Thư Hàng bị Hoàng Sơn chân quân làm cho không hiểu ra sao, hoàn toàn không cách nào giải thích được đến cùng Hoàng Sơn tiền bối đang suy nghĩ cái gì. Hơn nữa nói đi nói lại thì Hoàng Sơn chân quân và viện trưởng bệnh viện tâm thần gặp nhau thế nào vậy? Có điều, dù sao cũng sắp tới giờ rồi, là lúc đi gặp người bạn trên mạng có tên viện trưởng này. Ba phút sau, hai tay Diệp Tư Hoạt bát chắp sau lưng, đi phía trước mở đường. Có lẽ là bởi vì Tống Thư Hàng cùng cô đi dạo phố mua quần áo nên hôm nay tâm tình cô rất tốt. Quần áo trên người quả quả, thi, chúc cũng thay mới hết toàn bộ, đi theo phía sau Diệp Tư. Tống Thư Hàng ở phía sau cùng áp trận, trong tay hắn sách theo rất nhiều túi mua sắm, trọng lượng không nhẹ chút nào. Một nhóm 5 người đi tới chỗ cái đình nhỏ nơi giao lộ đường Bạch Kinh. Viện trưởng bệnh viện tâm thần đã nói hắn đang ở bên trong cái đình nhỏ đó, mặc áo khoác màu vàng nhạt. Tống Thư Hàng nhẹ giọng nói rồi nhìn về phía cái đình nhỏ kia từ phía xa. Trùng hợp là dường như người bắt yêu trẻ tuổi trong đình nhỏ có thần giao cách cảm, cũng ngẩng đầu nhìn về phía đám người Tống Thư Hàng. Tiếp đó, ánh mắt người bắt yêu trẻ tuổi rơi vào trên thân Diệp Tư. Mặc áo tê xuất màu đen, sau lưng dẫn theo ba nhóc giặc con. Không sai, cô ấy chính là Thư Sơn áp lực đại. Ánh mắt người bắt yêu trẻ tuổi sáng lên về phần tống thư hàng cách mấy người diệp thư một đoạn ngắn bị người bắt yêu trẻ tuổi xem nhẹ theo bản năng nói sao đây ta đúng là kinh nghỉ bất ngờ luôn tuy rằng trong đầu hắn đã từng lướt qua một suy nghĩ nếu thư sơn áp lực đại là em gái thì sao lúc đó cái ý niệm hoang đường này đã bị hắn nhanh chóng ném ra sau đầu bởi vì hắn cảm giác thư sơn áp lực đại không thể nào là em gái nhưng không ngờ thực tế thường hay máu chó hơn cả tiểu thuyết Thư Sơn Áp Lực Đại thật sự đúng là một em gái, hơn nữa trông còn rất xinh. Cô có mái tóc dài thiên về màu nâu, tóc dài được tết tỉ mỉ thành bím tóc. Tóc mái thật dài thấp thoáng che đi ánh mắt của cô. Trên người cô còn tản ra một loại khí tức của người đọc sách. Đáng tiếc, Thư Sơn Áp Lực Đại là người đẹp kiểu thiếu nữ văn học, không phải gu của hắn. Hắn thích kiểu em gái đáng yêu ngạo kiều hơn. Thế nhưng, dù không phải loại hình hắn thích thì người đẹp vẫn là người đẹp, ngắm nhiều bổ mắt bạn trên mạng của ta là đại mỹ nhân siêu cấp, nghĩ tới là thấy phi linh rồi. Người bắt yêu trẻ tuổi dám khẳng định, nếu hắn và vị người đẹp bạn trên mạng này chụp chung một tấm hình post lên cho đám bạn mình xem thì tuyệt đối có thể khiến đám đồng nghiệp người bắt yêu của hắn đỏ cả mắt. Nghĩ tới đây, người bắt yêu trẻ tuổi vui vẻ nhảy nhót ra khỏi đình nhỏ, bước nhanh tới trước mặt bốn người diệp tư, quả quả, thi, chúc. Cô chính là thư sơn áp lực đại à. Người bắt yêu trẻ tuổi cười nói với Diệp Tư lần đầu gặp mặt, ta chính là viện trưởng bệnh viện tâm thần. Diệp Tư chớp mắt, sau đó cười khẽ nói. Thư Hàng, tìm được người rồi. Phía sau Diệp Tư, Thư Sơn áp lực đại tiểu hữu đã tiến vào trạng thái hắc hóa. Đậu ngóa 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 ngóa. Là hắn. Dù cái tên trước mắt đã thay bộ quần áo khác, thế nhưng dáng người này, còn có khí tức này, có hóa thành cho Tống Thư Hàng cũng nhận ra đây chính là kẻ đã đánh lén hắn rồi chùm bao tải hắn ở toilet khách sạn hôm nay. Đi mòn gót giày mà tìm chẳng thấy, đến khi tìm được lại chẳng mất chút công sức nào. Thiện giả thiện báo, ác giả ác báo, không phải không báo, chỉ là chưa tới lúc. Thế gian này có nhân tất có quả, hoa nở bởi nhân nào thì sẽ kết quả nấy. Đây chính là con mồi tự chui đầu vào lưới tự dâng mình đến miệng đó. Kế tiếp mình nên hoan nghênh hắn thế nào đây? Dùng quyền pháp cơ sở 2, 1 giây 300 quyền, tốc độ từng quyền vượt qua vận tốc âm thanh để hắn hiểu được sự tàn khốc của giới tu sĩ à. Hay là ném vòng quanh địa cầu theo hình xoắn ốc mô phỏng theo lưu tinh kiếm dùng một lần để hắn nhấm nháp khoái cảm thăng thiên theo hình xoắn ốc đây. Muôn vàn suy nghĩ trong đầu. Thế nhưng trên mặt tống thư hàng lại lộ ra nụ cười hiền hòa. Xin chào viện trưởng bệnh viện tâm thần, lần đầu gặp mặt, ta chính là thư sơn áp lực đại, thật ngại quá để viện trưởng đợi ở đây lâu như vậy tống thư hàng cảm giác lúc này đây mình thật sự quá dối trá rồi lúc người bắt yêu trẻ tuổi ở đối diện nhìn sang tống thư hàng thì nụ cười trên mặt cứng lại trong một phần ngàn giây đậu hóa 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 là cao thăng sư huynh tại sao có thể như vậy thư sơn áp lực đại ấy thế mà lại là cao thăng sư huynh mẹ nó thế này thì ngưỡng chết mất ngày bàn nãy hắn vừa chùm bao tải cao thăng sư huynh còn post lên mạng nữa chứ tỉnh táo lại tỉnh táo lại hèn gì lúc trước khi mình nói vừa xem xong trận chiến mặt pháp thư sơn áp lực đại lại hỏi thăm quan điểm của mình về cao thăng sư huynh thì ra tên nhóc này chính là người đóng vai cao thăng sư huynh có cần trùng hợp vậy không trời may mà bản thân không có tìm đường chết không post video lên vòng bạn bè trên tài khoản chat hơn nữa trước khi đánh lén cao thăng sư huynh bản thân còn cố ý che lại mặt và phần lớn thân hình của mình vì vậy, Cao Thăng Sư Huynh Thư Sơn áp lực đại có lẽ không nhìn thấy mặt mình và chắc cũng không nhận ra mình đâu nhỉ. Từ đó suy ra, chỉ cần hắn bình tĩnh lại, xem như những chuyện này đều chưa từng xảy ra là được rồi. Trong đầu người bắt yêu trẻ tuổi xoay chuyển cực nhanh, cuối cùng Hà quyết định, cứ xem như đây thật sự là lần đầu tiên mình gặp Thư Sơn áp lực đại là ok. Vì vậy, trên gương mặt người bắt yêu trẻ tuổi nhanh chóng khôi phục nụ cười hiền hòa rồi cười nghinh đón Tống Thư Hàng, sau đó vươn tay ra muốn bắt tay với Tống Thư Hàng. Lần đầu gặp mặt, Thư Sơn áp lực đại, ta chính là viện trưởng bệnh viện tâm thần. Ngạc nhiên thật đấy, thì ra ngươi là người diễn vai cao thăng sư huynh, ngươi đừng nên giấu ta vậy chứ. Nếu như ngươi không giấu ta thì ta tuyệt đối sẽ không trùm bao tải ngươi đâu. Ha ha ha, Tống Thư Hàng đẩy kính dâm một cái, kính dâm lần này là vật thật hắn mua được. Sau đó hắn rỗi hai tay ra cho viện trưởng một cái ôm nhiệt tình sở dĩ ta gạt ngươi là vì muốn làm viện trưởng ngươi kinh nghỉ đó mà. Người bắt yêu trẻ tuổi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, xem ra thư sơn áp lực đại thật sự không nhận ra hắn. Thế nhưng vì sao luôn cảm thấy có chỗ nào đó không ổn vậy kia? chương 846, ta muốn làm một việc lớn. Người bắt yêu trẻ tuổi cảm thấy hình như mình đã xem nhẹ cái gì đó rất quan trọng thì phải. Vừa rồi lúc bỗng nhiên trông thấy thư sơn áp lực đại là cao thăng sư huynh, hắn ngu người ngay sau đó, đầu óc hắn xoay chuyển cực nhanh, nghiêm túc suy nghĩ phải đối mặt với cao thăng sư huynh như thế nào. Bây giờ ngẫm lại thì hình như hắn đã xem nhẹ vài thứ gì đó. chẳng hạn như ba đứa nhóc con kia, tiểu hòa thượng và hai bé loli trên người chúng đều có lực lượng khí huyết dao động. là tu sĩ. chẳng hạn như em gái ban nãy bị hắn nhận nhầm là thư sơn áp lực đại, tuy rằng không cảm ứng được khí huyết hoặc chân khí, linh khí dao động trên người cô. thế nhưng làn da cô nhẵn mịn hơn nữa toàn thân tràn đầy lực lượng tuyệt đối không phải cô gái bình thường là tu sĩ lại chẳng hạn như thư sơn áp lực đại đang ôm mình nhiệt tình này lực lượng hai tay của hắn có hơi lớn quá mức lẽ nào thư sơn áp lực đại này cũng là tu sĩ sao không thể nào sẽ không trùng hợp đến vậy chứ người bắt yêu trẻ tuổi càng nghĩ càng thấy không thích hợp đang lúc người bắt yêu trẻ tuổi suy nghĩ tìm tòi đột nhiên hắn cảm thấy xương sườn của mình nhói lên cái ôm của Thư Sơn áp lực đại quả thực giống như gấu bự ôm siết cho chết ấy, lực lượng càng lúc càng lớn. Tên này là cố ý à? Người bắt yêu trẻ tuổi lập tức nhớ đến Hoàng Sơn tiền bối. Trước khi tiền bối rời đi thì có lén đưa bảo giáp cho hắn rất đỗi thần bí. Chẳng lẽ Hoàng Sơn tiền bối biết trước chuyện sau khi mình và Thư Sơn áp lực đại gặp nhau sẽ xảy ra một màn này ư? Cho nên mới đưa hắn chiếc bảo giáp kia để phòng thân sao? Không đúng, Giờ mình tuyệt đối không thể thừa nhận bản thân đã từng chùm bao tải thư sơn áp lực đại. Đánh chết cũng không thể thừa nhận. Thẳng thắn được khoan hồng, ngồi tù mục xương, kháng cự sẽ nghiêm trị, về nhà ăn Tết. Vì vậy, người bắt yêu trẻ tuổi ho khan một tiếng rồi nói. Khụ, thư sơn áp lực đại, người ôm chặt quá rồi. Ha ha, đành chịu vậy, bởi vì ta kích động quá. Tống thư hàng nghiến răng nghiến lợi nói. Bạn của ta à, vừa rồi ở toilet trong khách sạn ngươi chùm bao tải ta, còn quay video ta post lên website. Giờ ta nhìn thấy ngươi là lại kích động đến mức toàn thân run rẩy, không biết phải cảm ơn ngươi thế nào mới tốt đây. Ha, ta không hiểu ngươi đang nói gì. người bắt yêu trẻ tuổi giả bộ nghi hoặc. Đồng thời, hắn thử vùng vẫy một cái, nhưng sức lực của Thư Sơn áp lực đại quá lớn. May mà có bảo giáp của Hoàng Sơn chân quân bảo vệ thân thể, nếu không hắn sẽ không chịu nỗi cái ôm của gấu này mất không cần phủ nhận đâu bạn của ta ạ à. tống thư hàng cười ha ha nói dù là ngươi che mặt nhưng ta tuyệt đối sẽ không nhớ nhầm dáng người và khí thức của ngươi chịu chết đi thiên chu nha đậu xanh quả nhiên ngươi cũng là tu sĩ à người bắt yêu trẻ tuổi thấp giọng nói ngươi nói xem tống thư hàng đã chuẩn bị xong xuôi phải khiến tên nhóc này nếm thử mùi vị bị bay lên theo hình xoắn ốc quanh trái đất mới được lúc này Người bắt yêu trẻ tuổi đột nhiên kinh hãi nói: "Chờ chút, chờ chút đã, thư sơn áp lực đại, mau buông ta ra." Ánh mắt mọi người bên cạnh nhìn chúng ta trở nên rất quái dị rồi kìa. Lúc trước, vì để thư sơn áp lực đại có thể thuận lợi tìm được mình, sau khi thay xong bảo giáp và quần áo, hắn bèn thu lại trận pháp ẩn hình trên người. Vì vậy hiện tại tất cả người bình thường trên đường Bạch Kinh đều có thể nhìn thấy bọn họ giờ thư sơn áp lực đại và hắn ôm nhau nhiệt tình mãi mà không chịu buông tay nếu như là bạn bè gặp lại ôm một cái cũng rất bình thường nhưng hai thằng con trai cứ ôm chầm lấy nhau không tách ra càng ôm càng chặt thì cứ sai sai thế nào ấy người bắt yêu trẻ tuổi có thể cảm giác được ánh mắt những người chung quanh nhìn hắn đều có vẻ hơi bất thường rồi thậm chí xa xa đã có mấy em gái dùng một tay che miệng cười khẽ tay kia lấy di động ra chuẩn bị chụp ảnh nữa kia phần lớn tu sĩ đều sẽ có diện mạo rất khá. Dù sao một đường tu luyện, phạt mau tẩy tủy, muốn làn da có làn da, muốn vóc người có vóc người. Trừ khi là công pháp đặc thù, hoặc là tu luyện chút ma công nào đó, bằng không giá trị nhan sắc của phần lớn tu sĩ đều không thấp. Hai chàng trai có gương mặt thanh tú ôm chặt lấy nhau mãi không tách ra trên giao lộ đường bạch kinh, hình ảnh này hút mắt quá đỗi. Ha ha, vậy ta buông tay nhé. Tống Thư Hàng nói sau đó, hắn vươn tay dùng sức ném người bắt yêu trẻ tuổi đến giữa không chung. Ban đầu Tống Thư Hàng muốn thử, cú ném xoắn ốc bay thẳng lên trời. Nhưng mà bây giờ bọn họ đang đứng trên giao lộ đường Bạch Kinh, khắp nơi đều là người thường. Nếu như ném một người lên cao hơn 10 mét, còn bay lên trời theo hình xoắn ốc thì quần chúng vây xem không rõ chân tướng sẽ giật mình đến mức ngu người luôn mất. Cho nên, Tống Thư Hàng lâm thời thay đổi ý niệm trong đầu. Tạm thời buông tha cho hắn một lần trước đi. Chờ sau khi về nhà lại gặp hắn trên sân tỉ võ. Sau khi người bắt yêu trẻ tuổi bị ném đến giữa không trung thì làm ngay một cú diều hâu trở mình cực đẹp rồi hạ xuống mặt đất. Một chiêu này trông ngầu kinh luôn. Các cô em chuẩn bị chụp hình ở phía xa không khỏi liên tục vỗ tay. Người bắt yêu trẻ tuổi mỉm cười chắp tay với mấy em gái xinh đẹp. Tống thư hàng, gạch nối, quả nhiên vẫn nên trực tiếp nện kim cương cơ sở quyền pháp vào cái tên này cho rồi. Một giây ba trăm quyền, mắt trần của người bình thường hầu như không nhìn thấy hắn ra quyền. Năm phút sau, Tống Thư Hàng dẫn người bắt yêu trẻ tuổi về nhà. Ta nói này, Thư Sơn áp lực đại. Ta xin lỗi, trước đó ta trùm bao tải ngươi là ta không đúng. Có điều ta thật sự không có ác ý, chỉ là đùa chút thôi. Dọc đường đi, người bắt yêu trẻ tuổi nói. Tống Thư Hàng cười khẽ nếu lúc đó ngươi có ác ý thì một giây ba trăm quyền của ta đã rơi xuống trên người ngươi rồi khổ vậy vừa rồi người mạnh tay ném ta lên trời ngay trước mặt mọi người cho nên chúng ta xem như hủy nhau đúng không người bắt yêu trẻ tuổi nói tống thư hàng nhếch miệng lên nghĩ hay nhỉ lát nữa ngươi và ta đánh một trận bất kể thắng bại thế nào thì giữa chúng ta đều xem như hủy nhau người bắt yêu trẻ tuổi đánh đánh giết giết tàn nhẫn lắm giờ là thời đại hòa bình rồi, chúng ta không thể giải quyết trong hòa bình sao? Có thể chứ, ngươi đứng yên đừng nhúc nhích để ta chùm bao tải một lần rồi quay clip post lên mạng như ngươi đã làm ấy, vậy xem như huề rồi. Tống Thư Hàng cười ha ha nói. Thậm chí tên Topic hắn cũng đã nghĩ xong rồi, Cao Thăng Sư Huynh mạnh mẽ phản kích, người chùm bao tải cuối cùng bị chùm ngược lại. Ừm, hay chúng ta cứ đại chiến một trận đi, đúng lúc hôm nay ta được một vị tiền bối chỉ bảo, có rất nhiều linh cảm, Người bắt yêu trẻ tuổi thành thật nói, khi nói xong hắn lại nghĩ đến một việc. Đúng rồi, thư sơn áp lực đại, cảnh giới của ngươi là mấy phẩm thế. Tam phẩm mạch thứ hai nguyệt âm mạch. Tống thư hàng cười ha ha nói. Người bắt yêu trẻ tuổi. Gạch nối. Ta thả để cho ngươi trùm bao tải thì hơn. Trong nhà tống thư hàng. Vân vụ đạo trưởng ngồi trên sofa chơi điện thoại. Hiện tại trong phòng khách chỉ có một mình hắn. Ba tống lâm thời có việc ra ngoài mẹ Tống thì vẫn luôn bận bịu trong phòng bếp. Đạo trưởng rảnh rỗi nên post một status trong vòng bạn bè của mình. Hôm nay rốt cuộc có thể gặp vị tiểu hữu kia, hôm nay ta nhất định phải thành công mượn được bảo vật từ trong tay hắn. Tiếp đó dựa vào bảo vật này để vui vẻ tăng lên một tiểu cảnh giới. Sau khi post bài xong thì theo thường lệ lại có vài trăm bạn tốt ấn like, bình luận. Vân vụ đạo trưởng hài lòng tắt điện thoại. Rốt cuộc, Tống Thư Hàng tiểu hữu cũng sắp về rồi hắn đã cảm ứng được khí thức của tống thư hàng ngay ở ngoài cửa lách cách tiếng chìa khóa mở cửa tiếp đó tống thư hàng dẫn theo diệp tư ba nhóc con và người bắt yêu trẻ tuổi đi vào cửa chính ơ ờ, trong nhà có khách sao ạ à? tống thư hàng nhìn thấy đôi giày ngoài cửa thì nghi hoặc nói ngay sau đó hắn cảm ứng được một luồng khí thức quen thuộc ở phòng khách trong nhà sau khi mẹ tống nghe được tiếng mở cửa thì ra đón cười trả lời thư hàng con về rồi vị khách này là Lý Vân Tiên sinh ở cách phách, ông ấy vẫn luôn muốn gặp con đấy. Nhưng mấy lần trước ông ấy toàn lệch giờ bỏ qua cơ hội gặp con, vì vậy hôm nay hắn bèn ở trong phòng khách chờ con đấy. Quả nhiên là hắn, phân vụ đạo trưởng của không không đạo môn. Con hiểu rồi, con đi gặp hắn chút nhé. Tống Thư Hàng cười nói. Lúc này người bắt yêu trẻ tuổi chào hỏi mẹ Tống. Chào bác gái à. Ồ, lại có khách mới à. Hoan nghênh tới nhà bác làm khách, mấy đứa tới phòng khách nghỉ ngơi một lúc trước đi. Mẹ Tống cười rồi dặn dò. Trong phòng khách, Tống Thư Hàng dẫn người bắt yêu trẻ tuổi và ba đứa nhóc con cùng đi gặp vân vụ đạo trưởng. Diệp Tư thì đến phòng bếp pha trà đãi khách. Đã lâu không gặp, vân vụ tiền bối. Sau khi Tống Thư Hàng vào phòng khách thì phất tay với vân vụ đạo trưởng. Gương mặt vân vụ đạo trưởng đanh lại nhìn Tống Thư Hàng. Mù mỡ nó luôn rồi. Hắn không nhìn lầm, trên người đứa nhóc tên Tống Thư Hàng này lại tràn ra sóng năng lượng của cảnh giới tam phẩm. Hơn nữa thể chất của hắn đã gần như chạm tới cường độ tứ phẩm. Lúc này mới bao lâu chứ? Cách lần gặp mặt trước mới qua bao lâu? Hơn nửa tháng trước thôi đúng không nhỉ? Lần gặp mặt trước hắn nhớ cảnh giới của Tống Thư Hàng mới là nhất phẩm mà. Chẳng lẽ do mình nhớ sai sao? Người bắt yêu trẻ tuổi cũng đang âm thầm đánh giá vân vụ đạo trường lại là một vị tiền bối không cảm giác được thực lực, ít nhất cũng là cảnh giới ngũ phẩm trở lên ấy nhỉ. Lúc trước, hắn còn lo lắng một mình bạn trên mạng thư sơn áp lực đại đến khu Giang Nam sẽ có nguy hiểm, vì vậy hắn cố ý đến đây muốn đi đến Đại học Giang Nam cùng Tống Thư Hàng, dọc theo đường đi sẽ bảo vệ Tống Thư Hàng. Nhưng trên thực tế tên này căn bản không cần mình bảo vệ. Tống Thư Hàng thấy vân vụ đạo trưởng trầm mặc không nói thì nghi hoặc hỏi. Tiền bối, ngươi làm sao vậy? Không có gì, chỉ là cảm giác trường giang sóng sau xô so sóng trước, sóng sau càng mạnh hơn sóng trước thôi. Vân vụ đạo trưởng cảm thán nói. Tuy rằng biết rõ vân vụ đạo trưởng đang lấy ví dụ cảm khái, thế nhưng nghe vào tai tống thư hàng lại luôn có cảm giác đây là đang hình dung tam lãng tiền bối. Khụ, tiền bối, ta nghe mẹ nói ngươi vẫn chờ ta à? Không biết ngươi muốn tìm ta có chuyện gì? Tống thư hàng hỏi. Mặt khác, trong lòng tống thư hàng có chút thương hại vân vụ đạo trưởng, bởi vì thiên địch của vân vụ đạo trưởng là Hoàng Sơn chân Quân đã tới thành phố Văn Châu, thậm chí đã tới đường Bạch Kinh. Cũng không biết hiện giờ chân Quân đang làm gì nhỉ. Là như vậy, ta muốn ở cạnh tiểu hữu tu luyện một đoạn thời gian. Bây giờ ta gần như sắp đột phá một tiểu cảnh giới rồi. Vân vụ đạo trưởng bình tĩnh nói. Thì ra là thế. Tống Thư Hàng gật đầu nói. Vân vụ đạo trưởng biết trên người hắn có ngộ đạo thạch cho nên muốn ở cạnh hắn cọ ngộ đạo thạch, trùng kích một tiểu cảnh giới. Vân vụ đạo trưởng lại nói. Chờ vượt qua tiểu cảnh giới này xong thì ta định đi làm một việc lớn. Nói xong lời cuối cùng, vân vụ đạo trưởng còn gật gù đắc ý ngâm thơ. Mai kia phá phong đạt tự do, trộm sạch nhà Hoàng Sơn Đại Ngốc. Tống Thư Hàng chương 847, vân vụ đạo nhân luận về con muỗi Mặc dù Tống Thư Hàng không biết hiện tại Hoàng Sơn chân Quân đang ở vị trí nào, nhưng có thể khẳng định chân Quân đang ở đường Bạch Kinh, nói không chừng bây giờ chân quân đang theo dõi cũng nên chắc hẳn một màn gật gù đắc ý ngâm thơ mới nãy của vân vụ đạo trưởng đã lót vào trong mắt hoàng sơn chân quân rồi đạo trưởng ngươi chết chắc rồi người bắt yêu trẻ tuổi ở bên cạnh trước mắt tứ hỏi chờ chút trộm sạch nhà hoàng sơn đại ngốc lẽ nào hoàng sơn đại ngốc là chỉ hoàng sơn chân quân sao trong lúc đang suy tư vân vụ đạo trưởng đưa tay lấy ra một phong thư giao cho tống thư hàng tiểu hiếu trong phong thư này ghi lại một ít chuyện thú vị có liên quan đến ngươi và người nhà của ngươi. Đây coi như là thù lao ta trả để tu luyện cạnh ngươi trong thời gian sắp tới. Trong thư ghi lại chuyện có một con rối hình nhện lặng lẽ leo vào trong nhà tống thư hàng, nó bị vân vụ đạo trưởng hủy hết chân, bây giờ đang nằm phơi thây trên đèn treo. Chắc chắc tống thư hàng sẽ rất có hứng thú với nó. Có liên quan đến người nhà của ta. Tống thư hàng nhận lấy lá thư rồi mở ra nhìn, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về vị trí đèn treo. Quả nhiên nơi đó có một con nhện nhỏ như cúp áo, mất hết chân, nằm im bất động ở trên đèn treo. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng nhảy lên, giơ tay nắm lấy con rối nhện. Lúc này con rối nhện đang đứng ở trạng thái tắt máy, không hề nhúc nhích. Tống Thư Hàng thở dài. Sau khi trở thành tu sĩ, hắn vẫn luôn lo lắng người nhà mình sẽ bị cuốn vào vòng nguy hiểm của tu sĩ. Cho nên hắn vẫn nghĩ chờ thực lực bản thân lớn mạnh một chút, hắn sẽ tìm một chốn bình yên rồi đưa người nhà đến đó. Nhưng không ngờ lại có người vươn tay đến nhà hắn nhanh như vậy rồi. Rốt cuộc chủ nhân của con rối nhện này là ai? Lát nữa giao vật này cho Hoàng Sơn tiền bối xem thử, nói không chừng có thể thông qua con nhện này tìm ra chủ nhân của nó. Tống thư Hàng thầm nghĩ. Trong đầu hắn có một suy đoán, người sẽ làm ra loại chuyện thế này, lại còn biết địa chỉ gia đình hắn tình nghi đầu tiên chính là công tử hải của vô cực ma tông. Đa tạ đạo trưởng, Tống Thư Hàng trở lại phòng khách, nói lời cảm tạ. Đừng khách khí, đây chỉ là thù lao mà thôi, giao dịch công bằng. Vân vụ đạo trưởng nhấp một ngụm trà, cười nói. Tống Thư Hàng cất con rối nhện vào, phần thù lao này của vân vụ đạo trưởng thật nặng. Xét về mức độ nào đó, vân vụ đạo trưởng đã cứu người nhà Tống Thư Hàng một lần. Tống Thư Hàng nhìn về phía vị vân vụ đạo trưởng muốn làm chuyện đại sự kia, lại nghĩ đến việc Hoàng Sơn Trân Quân đã tới thành phố Văn Châu, trong lòng có chút không đành. Hay là âm thầm nhắc nhở đạo trưởng một chút, ít nhất không để hắn cứ đâm đầu vào chỗ chết thế chứ. Đạo trưởng, người và Hoàng Sơn tiền bối không thể giải hòa với nhau à? Tống Thư Hàng nói, nếu ngươi lại muốn đi trộm sạch nhà Hoàng Sơn tiền bối, một khi lại bị Hoàng Sơn tiền bối phát hiện thì hậu quả khó mà tưởng tượng nổi đó ha 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 ha. Vân vụ đạo trưởng cười to, hỏi ngược lại. Thư hàng tiểu hiếu, người biết con mũi không? Chuyện này thì có liên quan gì đến con mũi chứ? Tống thư hàng suýt chút nữa không tiếp được lời của vân vụ đạo trưởng. Những thành viên trong liên minh tìm chết giới tu sĩ đều có lối suy nghĩ như một con đường núi vòng vèo quanh co, ngay cả vua tốc độ trong Iniso D lái xe trên con đường này cũng bị lật luôn ấy chứ. Luận về con mũi, Kiểu chết oanh liệt nhất trong cuộc đời của một con mũi chính là chết khi đậu hút máu trên mặt người ta. Bởi vì chỉ cần để cho mọi người tự tát vào mặt mình một cái té lửa thì cho dù con mũi có chết cũng thấy đáng giá. Vân vụ đạo trưởng thở dài nói. Tống Thư Hàng. Đừng thấy ta ít đọc chuyện cười mà lừa ta. Gần đây ta vẫn luôn trao rồi vốn chuyện cười của mình đấy nhé. Đây chẳng phải là chuyện cười cũ dích của thời xưa ơi là xưa sao. Chuyện cười của mười mấy năm trước rồi đấy ta cũng muốn như vậy. Tòng mắt vân vụ đạo trưởng hiện ra vẻ kiên định. Chỉ cần có thể in một cái tát vé lửa lên mặt Hoàng Sơn Đại Ngốc, cho dù có bị phong ấn 8 năm 10 năm nữa cũng đáng giá. Tống Thư Hàng Đáng cái đầu ngài ấy. Bó tay rồi, không thể nào khai thông tư tưởng được. Đây không phải là vấn đề về khoảng cách thế hệ, đây hoàn toàn là do giá trị nhân sinh quan hoàn toàn khác nhau. Vậy nên thời gian gấp rút lắm, hay là chúng ta bắt đầu tu luyện từ bây giờ luôn nhé. Vân vụ đạo trưởng đứng lên nói, hắn đã đợi hơn một tháng rưỡi rồi nên bây giờ hắn phải tranh thủ từng phút từng giây để tu luyện, không thể lãng phí một chút thời gian nào hết. Thậm chí, bây giờ hắn chỉ thiếu một chút xíu trợ lực là có thể xông phá bình cảnh, tấn thăng một tiểu cảnh giới. Tiền bối đừng gấp, thật ra hôm nay ta phải lên đường đi khu Giang Nam, nếu như tiền bối muốn tu luyện cùng ta. Chỉ bằng đi theo ta đến Giang Nam luôn vậy. Tống Thư Hàng dò hỏi. Không, đi bế quan với ta trước đi, nhiều nhất non nửa ngày là ta có thể đột phá một tiểu cảnh giới rồi. Ta có lòng tin dữ lắm. Vân vụ đạo trưởng nói. Tống Thư Hàng còn đang ngây ngốc chưa kịp hiểu gì đã đi vân vụ đạo trưởng kéo đi bế quan tu luyện. Diệp Tư cũng mang theo quả quả, hai bé Loli là Thi và Trúc đi theo bế quan cùng với vân vụ đạo trưởng. Chỉ để lại người bắt yêu trẻ tuổi với vẻ mặt đầy khó hiểu ngồi trong phòng khách. Đợi đã, tại sao vân vụ tiền bối đi tu luyện mà lại phải dẫn thư sơn áp lực đại theo? Chẳng lẽ là pháp môn song tu đặc thù nào đó sao? Trong lòng người bắt yêu trẻ tuổi thắc mắc, nếu là pháp môn song tu, vậy Diệp Tư cô nương mang ba đứa nít danh đi theo làm gì? Chơi chung với nhau sao? Không đúng không đúng, hay công pháp của thư sơn áp lực đại khá đặc thù, là loại có thể tác động đến những tu sĩ khác, tăng cường tốc độ tu luyện của mọi người. Người bắt yêu trẻ tuổi cảm thấy rất tò mò, hắn rất muốn đi theo để xem thử nhưng tu luyện là chuyện rất riêng tư hắn lại không quen vị vân vụ đạo trưởng kia nếu đi theo có thể sẽ gây ra hiểu lầm sau khi suy nghĩ một hồi người bắt yêu trẻ tuổi quyết định kiềm nén sự tò mò trong lòng không đi theo tham gia náo nhiệt nhân 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 cách phách trong nhà vân vụ đạo trưởng lúc đạo trưởng mua cái nhà này sau khi làm xong hết các loại thủ tục sang tên này nọ lập tức cải tạo toàn bộ căn nhà một lần. Ở trong nhà mở ra một căn phòng thích hợp cho việc tu luyện. Bởi vì linh khí ở đường Bạch Kinh khá loãng nên lúc tu luyện phải dùng rất nhiều linh thạch. Vân vụ tiền bối, người chuẩn bị tu luyện bao lâu? Tống Thư Hàng dò hỏi. Vân vụ đạo nhân cười ha ha nói. Chừng non nửa ngày là được, nhiều nhất là 6 giờ. Nếu thuận lợi thì thời gian sẽ ngắn hơn nữa. Hơn một tháng qua, ta đã chăm chú gọt rũa để viên kim đan trong cơ thể ta trở nên sáng bóng. Tiếp theo chỉ cần cho ta chút linh cảm để ta hoàn thành nét vẽ cuối cùng trong bước kim đan cấu đồ, là có thể để thăng kim đan lên đến tiểu cảnh giới thứ hai từ kim đan. Đến lúc đó, không không diệu thủ của ta có thể thi triển một môn cấm pháp siêu cấp. Mục tiêu trộm sạch bảo tàng của Hoàng Sơn Đại Ngốc đang nằm trong tầm tay. Sau khi tu sĩ bước vào cảnh giới ngũ phẩm, trong đan điền sẽ ngưng tụ ra một viên kim đan, nền tảng để cấu thành đại đạo ở thời kỳ viễn cổ cảnh giới ngũ phẩm này được xưng là cảnh giới kim đan được coi là ngưỡng cửa chính thức tiếp xúc với đại đạo công thêm việc lúc ngưng tụ kim đan đan thành rồi thì không hối hận được nữa bởi vì sau khi đan thành trên kim đan có bao nhiêu đạo long văn thì mãi mãi vẫn giữ như vậy vĩnh viễn không cách nào thay đổi mà số lượng long văn trên kim đan lại quan hệ chặt chẽ đến tương lai của tu sĩ cho nên ở thời kỳ viễn cổ mới có câu một viên kim đan định đại đạo là như vậy trong cảnh giới linh hoàng ngũ phẩm lại phân ba tiểu cảnh giới. Tiểu cảnh giới thứ nhất là thực kim đan, là giai đoạn mới vừa ngưng tụ ra một viên kim đan. Sau khi bước vào thực kim đan, tu sĩ cần phải dựa theo bản tâm của mình phát họa ra đồ án trên kim đan, bước này gọi là kim đan cấu đồ. Bản tâm của mỗi một vị tu sĩ khác nhau, dù có tu luyện công pháp giống nhau thì đồ án phát họa ra cũng hoàn toàn khác nhau, sau này sức mạnh của kim đan cũng sẽ khác nhau cho nên cảnh giới kim đan cũng cực kỳ coi trọng tu vi của tâm cảnh. Sau khi hoàn thành xong bước kim đan cấu đồ, ngay lúc đồ án hoàn thành, thực kim đan trong cơ thể lại được gọt rũa càng thêm sáng bóng, càng thêm ngưng thực. Màu sắc của kim đan cũng hóa thành màu vàng tía, đây chính là tiểu cảnh giới thứ hai của ngũ phẩm tử kim đan. Mỗi một đường, mỗi một nét trong bước kim đan cấu đồ đều phải hết sức thận trọng, bởi vì một khi vẽ ra rồi sẽ không có cơ hội hối hận nữa đặc biệt là nét vẽ cuối cùng khi hoàn thành đồ án nét vẽ này chính là nét vẽ quan trọng nhất rất nhiều tu sĩ bị mắc kẹt tại nét vẽ cuối cùng trong bứa kim đan cấu đồ không phải bọn họ không muốn vẽ mà là do bọn họ không biết vẽ thế nào thiếu một chút linh cảm và ngộ tính ở nét cuối bây giờ vân vụ đạo trưởng cũng nằm ở cảnh giới này nhưng hắn rất tự tin với bước kim đan cấu đồ của mình bây giờ chỉ chờ mượn dùng ngộ đạo thạch tăng lên ngộ tính cùng linh cảm khiến cho nét vẽ quan trọng nhất này có thể hoàn mỹ không tỉ vết. Sau tử kim đan, tiểu cảnh giới thứ ba là lưu ly kim đan, đây cũng là cửa ải cũng như bình cảnh cuối cùng để tấn thăng chân quân lục phẩm. Có rất nhiều trường hợp do số lượng long văn trên kim đan không đủ nên không ít linh hoàng ngũ phẩm cả đời bị vây ở cảnh giới lưu ly kim đan, không thể tiến thêm được nữa. Cảnh giới này cách vân vụ đạo trưởng còn khá xa, tạm thời không nói đến. Sau khi vào phòng, Tống Thư Hàng và Vân Vụ Đạo Nhân ngồi cạnh nhau. Giờ bắt đầu tu luyện, mời tiểu hữu sử dụng ngộ đạo thạch giúp ta một tay. Vân Vụ Đạo Nhân nói. Tống Thư Hàng đưa tay vào túi thu nhỏ một tấc lấy ra ngộ đạo thạch, trên đó còn có thông nương mang màu xanh pha chút đỏ đang co lại thành một đoàn, lẳng lặng đóng vai một cây hành. Mặc dù Vân Vụ Đạo Trưởng rất tò mò tại sao trên ngộ đạo thạch của Tống Thư Hàng đột nhiên có thêm một cây hành. Nhưng dù sao cũng là chuyện của người ta, không liên quan đến hắn hắn chỉ cần biết đây là ngộ đạo thạch, chỉ cần biết công năng của ngộ đạo thạch không yếu bớt là được rồi. Căn phòng cách phách, Diệp Tư mang ba đứa nhóc đến, nhưng cũng không mang ba đứa vào phòng tu luyện của vân vụ đạo nhân. Bế quan tu luyện là chuyện riêng tư, không tu sĩ nào lại muốn có người ngoài ở bên cạnh lúc mình đang bế quan cả. Cho nên Diệp Tư đã dẫn ba đứa nhóc tới căn phòng sát vách phòng tu luyện. Ở chỗ này, ba đứa nhóc vẫn có thể nhận được một phần hiệu quả của ngộ đạo thạch, tăng ngộ tính lên, ngưng tụ càng nhiều lực lượng khí huyết, tăng cường hiệu quả tu luyện. nhân 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 ba tiếng sau, vân vũ đạo nhân chợt mở mắt ra, nhếch miệng cười. nhờ có ngộ đạo thạch phụ trợ, hắn thuận lợi hoàn thành nét vẽ cuối cùng trong bước kim đan cấu đồ. lúc này, kim đan trong cơ thể hắn càng thêm sáng bóng, linh lực vận chuyển trên người càng thêm thông thuận, màu sắc của kim đan cũng đang biến dần thành màu vàng tía xong rồi. Vân vụ đạo trưởng vui vẻ nói. chương 848, cớ sao thần đạo lại không thể gửi thư thông báo chứ? Chúc mừng đạo trưởng. Tống thư hàng cũng mở mắt. Chỉ mới tu luyện 3 tiếng, thực lực của hắn cũng không tăng lên được bao nhiêu. Trong thời gian này, tiên thiên chân khí hóa dịch do tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công tu luyện ra, không mạnh bằng linh lực từ trong cơ thể diệp tư phản hồi tới. Trong quá trình trùng kích mạch dương viêm, cũng không hữu hiệu bằng hoạt tuyền. Bây giờ, tốc độ đả tọa tu luyện của Tống Thư Hàng đã thua xa tốc độ tuôn hách rồi. Cảm ơn. Vân vụ đạo trưởng khẽ mỉm cười. Tiếp đó, hắn đưa tay vào ngực lấy ra một tấm thiếp giao cho Tống Thư Hàng. Tiểu Hữu người có thể giúp ta một chuyện cuối cùng được không? Giúp ta giao thư thông báo này cho Hoàng Sơn Đại Ngốc. Thư thông báo. Tống Thư Hàng xứng sốt hỏi lại. Đúng vậy, thư thông báo hơn một tháng nay ta đã xem rất nhiều phim điện ảnh cũng như phim truyền hình hiện đại ta phát hiện trong những bộ phim có liên quan đến thần trộm đạo trích trước khi muốn lấy đi thứ gì đó nhân vật chính đều gửi thư thông báo đến trước làm như vậy có thể tạo ra tác dụng đánh rắn động cỏ rất tốt hơn nữa cũng cực cun ngầu thậm chí ta có thể dùng thư thông báo để chơi trò dương đông khụ vân vụ đạo trưởng ho khan một tiếng sau đó vô cùng tự tin nói hơn nữa ta là thần đạo mà là thiên tài của không không đạo môn. Ngay cả đạo trích trong phim cũng có thể gửi thư thông báo, cớ sao ta lại không thể gửi chứ. Tiền bối, dù sao thì phim ảnh cũng chỉ là phim ảnh. Phim ảnh chỉ là hư cấu, hoàn toàn khác với thực tế. Ngài nhất định phải nghĩ thật kỹ rồi hãy làm. Tống Thư Hàng khuyên nhủ. Vân vụ đạo trưởng vốn đã tìm đường chết lắm rồi, bây giờ lại còn phát thư thông báo cho Hoàng Sơn tiền bối nữa, đúng là chết không thể chết hơn nữa mà. Không, đây không phải là tự đâm đầu vào chỗ chết, đây là tự cắt đầu dâng lên cho Hoàng Sơn chân quân luôn rồi. Dù sao vân vụ đạo trưởng cũng đã giải quyết con rối nhện giúp hắn, Tống Thư Hàng không đành lòng nhìn đối phương cứ đi chịu chết một cách ngốc nghếch như vậy. Yên tâm đi, ẩn sĩ tất có diệu kế, tiểu hữu chỉ cần giúp ta chuyển giao thư thông báo này cho Hoàng Sơn đại ngốc là được rồi. Vân vụ đạo trưởng cực kỳ tự tin nói. Và lại ta cũng đã lên sẵn kế hoạch rồi, sẽ không hành động lỗ mãng đâu. Tống thư hàng, lên kế hoạch làm thế nào để đi chịu chết sao? Vậy chào tiểu hữu nhé, sau này gặp lại. Giờ ta phải tìm một chỗ an tĩnh để tu luyện bí học bất truyền của không không đạo môn bọn ta. Chờ đến ngày thần công đại thành, chính là lúc ta dọn sạch toàn bộ tài sản của hoàng sơn đại ngốc. Lúc vân vụ đạo trưởng nói tới chỗ này, lại chợt nổi lên thi hứng. Mặc dù hắn không hề có chút thiên phú làm thân nào, nhưng lúc hắn nổi hứng lên thì lại rất thích ngâm mấy câu năm đó bị áp dưới phong ấn, mai kia phá ấn được tự do. Đợi ngày thần công ta đại thành, chính là lúc Hoàng Sơn đại ngốc phá sản. Vân vụ đạo trưởng cao giọng ngâm vang. Ngâm sông, hắn lại lắc đầu. Hay, câu cuối không ổn, phá hỏng nguyên cả bài thơ luôn rồi. Tống thư hàng. Trở về phải chỉnh sửa lại bài thơ này cho thật hay, sau đó đưa vào vân vụ thi tập của ta mới được. À tiểu hữu này, người nhất định phải giúp ta giao thư thông báo này đến tận tay Hoàng Sơn Đại Ngốc nhé. Chào Tiểu Hiếu, sau này gặp lại. Vân vụ đạo trưởng chắp tay chào Tống Thư Hàng, sau đó nhảy về phía cửa sổ. Dầm! Vân vụ đạo trưởng đụng phải song chắn chống trộm. Bất kể là cao thủ võ lâm trong tivi hay là tu sĩ trong thực tế đều không thích đi cửa chính. Dù sao cũng là cao nhân đi mây về gió mà, dù cách mười mấy tầng lầu, ai cũng nhảy từ trong cửa sổ ra cái vù, sau đó rời đi một cách tiêu sái. Chỉ có điều trong hiện đại, rất nhiều cửa sổ đều lắp song chắn chống trộm. Lúc các cao nhân phóng qua cửa sổ, chỉ cần sơ ý chút thôi là rất dễ đụng vào những song chắn chống trộm này. Ôi chao! Vân vụ đạo nhân đã bị trúng chiêu. Hơn nữa sau khi đụng vào song chắn chống trộm, hắn còn bị bắn ngược trở lại, ngã xuống đất nữa chứ. Oh my god! Từ bao giờ mà chất lượng của song chắn chống trộm ở hoa hạ lại khủng thế này? Tống Thư Hàng trợn to mắt nghĩ. Vân vụ đạo trưởng cũng trợn to mắt ngạc nhiên, hắn là tu sĩ ngũ phẩm đấy nhé, thể chất vô cùng mạnh mẽ. Cho dù là vạn lý trường thành, chỉ cần hắn đụng mạnh một cái là có thể vỡ ngay. Nhưng đây chỉ là song chắn chống trộm, làm sao ngăn hắn lại được chứ? Ngay lúc hai người đang suy tư, đột nhiên có một đạo kiếm quang từ xa lao vụt tới, đụng vào ô cửa sổ khác. Dầm cả cửa sổ và khung chống trộm đều bị đánh bay sau đó một bóng người thành thuộc ổn trọng xuất hiện bên cạnh tống thư hàng và vân vụ đạo trưởng người kia mỉm cười đi tới cạnh tống thư hàng hắn giơ tay lấy thư thông báo từ trong tay thư hàng vân vụ đạo hữu ta nhận được thư thông báo của người rồi người tới chính là hoàng sơn trân quân hắn mỉm cười giơ thư thông báo đưa qua đưa lại rồi nói bây giờ có muốn khoanh tay chịu trói luôn không giống hệt như tống thư hàng đã đoán Quả thật Hoàng Sơn chân Quân vẫn luôn theo dõi vân vụ đạo nhân, hơn nữa thủ đoạn theo dõi cũng rất phong phú đa dạng. Bảo giáp trên thân người bắt yêu trẻ tuổi, điện thoại di động vân vụ đạo nhân mới mua, rất nhiều đồ dùng sinh hoạt mà vân vụ đạo nhân đã mua, trong những thứ này đều cất giấu tai mắt của Hoàng Sơn chân Quân. Sở dĩ ban đầu Hoàng Sơn Trân Quân bình tĩnh để mặc cho vân vụ đạo nhân chạy thoát, đi ra ngoài tiêu giao tử tại cũng là vì từ đầu tới cuối, vân vụ đạo nhân đều không thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Ngay cả mấy trăm nick fan hâm mộ mà vân vụ đạo nhân mới kiếm được cũng là nick phụ của Hoàng Sơn chân Quân. Hơn nữa, cũng chính là một nhóm nick phụ ngày trước. Vẫn là cách điều chế đó, vẫn là mùi vị quen thuộc đó. Chỉ là đổi cái vỏ mới mà thôi. Hoàng Sơn đại ngốc, sao ngươi lại ở chỗ này? Vân vụ đạo nhân giật mình nói. Hoàng Sơn chân Quân cười ha ha đáp. Ta tới vào sáng sớm hôm nay rồi thật ra từ lúc ngươi rời khỏi phong ấn của ta cho tới bây giờ thì ta vẫn luôn chú ý đến ngươi em gái ngươi vân vụ đạo nhân cả giận nói có hiểu quyền cá nhân là gì không hả ha ha hoàng sơn chân quân cười khẩy ta sẽ không khoanh tay chịu trói đâu cho dù ngươi muốn bắt ta cũng phải trả giá đắt vân vụ đạo nhân cắn răng nói ha ha hoàng sơn chân quân tiếp tục cười nhạt ngoắt ngón tay thách thức chiến đấu chính diện người vân vụ đạo nhân cũng không đánh lại tay của hoàng sơn chân quân a à, a à, à, xem chiêu không không đại phá diệt thủ vân vụ đạo nhân nhào tới vỗ một trưởng về phía hoàng sơn chân quân trong hư không bàn tay hắn bỗng hóa thành bàn tay linh lực to lớn dài năm thước rộng ba thước nhìn qua có uy lực rất mạnh hoàng sơn chân quân nhíu mày sau đó thân hình hắn nhoáng lên một cái biến mất tại chỗ lúc xuất hiện lại hắn đã ở ngay sau lưng vân vụ đạo nhân rồi. Hoàng Sơn chân quân dùng khuỷu tay phải đánh lên lưng vân vụ đạo nhân. Phịch, vân vụ đạo nhân ngã xuống đất, trên người hắn bùng lên một loạt tia lửa cùng ánh chấp. Tia lửa cùng ánh chấp, tống thư hàng trợn to hai mắt, không có máu cùng vết thương. Tách tách tách, trong ánh chấp, thân hình vân vụ đạo nhân rút nhỏ lại. Càng rút càng nhỏ, cuối cùng ngay tại chỗ hiện ra một con rối thế thân. Tống thư hàng. Ồ, không ngờ lại là con dối. Sản phẩm chất lượng cao của Mạc Môn, nếu tranh mua vào ngày 11 tháng 11 hàng năm sẽ được giảm giá 25%. Năng lực ngụy trang của con dối thế thân này siêu xuất sắc, thậm chí ngay cả Hoàng Sơn Trân Quân cũng bị lừa. Từ đầu tới cuối, Tống Thư Hàng không hề phát hiện ra vân vụ đạo nhân đã đánh cháo, để con dối này ở đây từ lúc nào nữa. Ồ, nhà ngươi cũng có bản lĩnh đấy. Hoàng Sơn Trân Quân nhẹ giọng nói kha kha kha, đương nhiên rồi. Từ khi biết được tiểu hữu quen biết với Hoàng Sơn Đại Ngốc nhà ngươi, ta vẫn luôn đề phòng tình huống thế này. Con dối thế thân của vân vụ đạo nhân phát ra tiếng cười đắc ý. Hắn là người của không không đạo môn, thông qua con đường trong môn phái, hắn có thể biết được rất nhiều tin tức. Hoàng Sơn chân Quân cười nói. Xem ra ngươi còn chưa đần đến mức hết thuốc chữa nhỉ. Đương nhiên rồi, nếu không làm sao ta có tự tin trộm sạch động phủ của ngươi chứ hoàng sơn đại ngốc hãy đợi đấy chờ đến ngày thần công của ta đại thành chính là lúc ngươi phải táng ra bại sản cầm lấy thư thông báo của ta cứ ở đó nơm nớp lo sợ chờ ta đến thăm đi con dối thế thân kêu lên sau khi nói xong con dối lập tức ngã xuống đất không động đậy nữa có tiến bộ hơn hồi đó rồi hoàng sơn chân quân đưa tay thu hồi con dối thế thân sau đó hắn nhếch miệng lên ánh mắt nhìn về phương xa trên đường bạch kinh đáng tiếc cho dù ngươi có tinh quái thế nào đi nữa cũng trốn không thoát lòng bàn tay ta đâu. Tống Thư Hàng Xem ra kế thoát thân của vân vụ đạo trưởng cũng không hoàn mỹ, Hoàng Sơn Trân Quân vẫn có thể nắm bắt được hành tung của hắn. Song Hoàng Sơn Trân Quân cũng không lập tức đuổi bắt vân vụ đạo nhân, lẽ nào hắn cố ý thả vân vụ đạo nhân chạy đi. Kiểu này chẳng khác gì mèo đang vờn chuột. Một lát sau, Hoàng Sơn Trân Quân thu hồi tầm mắt, quay đầu nhìn về phía Tống Thư Hàng cười nói xin lỗi thư hàng tiểu hữu nhé, chắc tên vân vụ này gây không ít phiền toái cho người nhỉ. Không có gì, thật ra vân vụ đạo trưởng còn giúp ta một chuyện nữa là đằng khác. Tống thư hàng vừa nói vừa đưa tay vào trong ngực lấy ra con rối nhện to cớ cúc áo, sau đó đưa cho Hoàng Sơn chân quân rồi nói. Trước đây không lâu, con rối nhện này đã lẻn vào trong nhà ta. Vân vụ đạo nhân không nhìn ra tác dụng của nó là gì, nhưng vì tránh cho nó gây ra chuyện xấu nên đã phá hủy hết chân của nó. Đây là một loại con rối mô hình nhỏ dùng để giám thị, nhưng mà... Hình như nó đã được cải tạo lại rồi, thú vị đây. Hoàng Sơn Trân Quân nhìn con rối nhện, nói. Ta cũng không dành về phương diện con rối, nếu ngươi có thời gian thì có thể để cho hằng hỏa Trân Quân nhìn thử xem, bây giờ hắn cũng được coi là một đại sư con rối đấy. Chắc chẳng bao lâu nữa hằng hỏa Trân Quân sẽ đến cửa tìm ngươi thôi, nhau ra thiếu ngươi một ân tình lớn, hẳn lại có thứ tốt muốn tặng cho ngươi đấy. Bạch Vân Thư Viện của Nho Gia mua rất nhiều con rối từ mặc môn, tất cả con rối đều do hàng hỏa chân quân làm chủ và khống chế. Dân ra, Hằng hỏa chân quân cũng trở thành một đại sư con rối. Tống Thư Hàng gật đầu, nhận lại con rối nhện rối cất nó vào. À Thư Hàng tiểu hữu này, cái người bình thường bị ma khí của thế giới cửu u cải tạo qua mà các ngươi bắt được ấy, bây giờ hắn thế nào rồi? Hoàng Sơn chân quân thu liếm nụ cười, nói chỉ sợ chuyện này không phải do trùng hợp đâu, mà là có một vị tồn tại của thế giới cửu u cố ý gây ra. Nói không chừng đây lại là một hồi kiếp nạn đấy. Dứt lời, Hoàng Sơn chân quân vẫy tay, lại có một thanh phi kiếm bay tới, tên ngốc to con lật xe nọ đang nằm trên đó. chương 849, cao nhân đều không đi đường bình thường. Người bình thường bị năng lượng thế giới cửu u ô nhiễm mà ta bắt được trước đó đang bị nhốt trong pháp khí của Diệp Tư rồi, đặt ở sân sau nhà ta ấy. Tống Thư Hàng trả lời. Nói xong, hắn nhìn về phía tên to con ở sau lưng Hoàng Sơn chân Quân. Tên to con này cũng bị năng lượng thế giới cửu u ô nhiễm, cải tạo, cường hóa tương tự như trường hợp của người đàn ông trung niên mà bọn họ đã gặp trước đó. Tống Thư Hàng có thể cảm ứng được năng lượng thế giới cửu u nồng đậm từ trên người đối phương, hạch tâm trong tâm khiếu hắn bắt đầu dục dịch. Hạch tâm trong tâm khiếu có khẩu vị rất tốt, bất kể linh thạch hay lực lượng thế giới cửu u, bất kể số lượng nhiều hay ít, nó đều không chê. Nhưng từ lần Bạch Tôn giả ra tay phóng ấn hình chiếu kim liên do hạch tâm chiếu ra lúc trước, hạch tâm trong tâm khiếu đã biết điều hơn rất nhiều. Ít nhất sẽ không mặc kệ ý kiến của ký chủ tống thư hàng, tự động chiếu ra hoa sen đi hấp thu năng lượng giống như lần đầu tiên nữa. Hoàng Sơn chân Quân chỉ vào tên to con hỏi. Thư hàng tiểu hữu trạng thái của tên to con này có giống như của người đàn ông trung niên mà người bắt được không? Tống Thư Hàng gật đầu đáp. Hoàn toàn giống nhau, đều bị năng lượng thế giới cửu u cuốn lấy, cường hóa và cải tạo. Cộng thêm loại năng lượng thế giới cửu u nồng đậm này nữa, nhất định là do cùng một người gây ra. Bây giờ có thể khẳng định chuyện này không phải là trùng hợp, mà là kế hoạch của một vị tồn tại mạnh mẽ nào đó trong thế giới cửu u, chỉ là không biết mục đích của đối phương khi ô nhiễm những người bình thường này, chuyển hóa họ thành tà ma thế giới cửu u là gì mà thôi dù sao chắc chắn cũng không phải chuyện tốt đẹp gì hoàng sơn chân quân gật đầu nói thư hàng tiểu hữu trước hết mang ta đi xem thử người bị thế giới cửu u ô nhiễm mà các ngươi bắt được đã sau đó ta sẽ mang hai người này đi nhìn xem có thể tìm ra được tin tức gì hữu dụng từ trên người bọn họ không ngoài ra ta còn phải đi bắt tên vân vụ ngu ngốc kia về trước tối nay sau đó phong ấn lại lần nữa xem ra vân vụ đạo trưởng không sống nổi qua tối nay rồi Tiếp đó, Tống Thư Hàng mang Hoàng Sơn chân Quân đi tới căn phòng cách vách. Trong phòng, Diệp Tư một tay chống cầm đọc sách. Trong số sách mà vân vụ đạo trưởng cất giữ, phần lớn đều là sách về lịch sử hoa hạ gần trăm năm qua, cùng với một số sách giới thiệu về sản phẩm khoa học kỹ thuật mới. Ví dụ như như cửa chống trộm này, khóa chống trộm này, khóa điện tử này, hệ thống nhận dạng bằng dấu vân tay, hệ thống nhận dạng bằng mống mắt này, v, v. Đều là một số sách phù hợp với sở thích của vân vụ đạo trưởng còn ba nhóc con quả quả, thi, chúc thì đang ngồi thành một hàng, nghiêm túc tu luyện. Đối với tu sĩ cảnh giới nhất phẩm, ngộ đạo thạch thể hiện hiệu quả rất rõ rệt. Nó không chỉ tăng cường ngộ tính của tu sĩ nhất phẩm, mà bên trong ngộ đạo thạch còn có một loại năng lượng đặc biệt, loại năng lượng này không thuộc về hệ thống tu sĩ, nhưng lại có thể giúp tu sĩ nhất phẩm làm ít công to khi trùng kích khiếu huyệt. Diệp Tư ngẩng đầu, thấy Tống Thư Hàng và Hoàng Sơn chân Quân bèn nói. Ba đứa nhóc này còn cần đả tọa tu luyện một lúc nữa, thư hàng cứ dẫn Hoàng Sơn chân quân về nhà mang tên bị nhốt trong lồng đi đi, ta đợi ba tiểu tử này tu luyện xong sẽ mang bọn họ trở về. Hiển nhiên là Diệp Tư đã nghe được cuộc nói chuyện giữa Hoàng Sơn Trân Quân và Tống Thư Hàng. Được, vậy phiền người trông nom ba đứa quả quả nhé. Tống Thư Hàng lại đưa mộ đạo thạch cùng với thông nương cho Diệp Tư, để cho ba đứa nhóc có thể mượn mộ đạo thạch tiếp tục tu luyện sau đó Tống Thư Hàng dẫn Hoàng Sơn chân quân đi đến sân sau nhà mình, giao người đàn ông bị năng lượng thế giới cự u ô nhiễm cho Hoàng Sơn tiền bối. Trong nhà Tống Thư Hàng Trong thời gian Tống Thư Hàng bị vân vụ đạo trưởng bắt đi bế quan tu luyện, người bắt yêu trẻ tuổi ăn ké một bữa cơm ở nhà Tống Thư Hàng, sau đó lại ngồi nhàm chán trong phòng khách chờ mấy người Tống Thư Hàng trở về. Ngồi đợi mãi, đợi đến mấy tiếng đồng hồ. Sau đó, người bắt yêu trẻ tuổi đột nhiên vỗ đầu mình một cái. Chết toi, sao ta còn ở đây chờ Thư Sơn Áp Lực Đại trở lại làm gì vậy trời? Đáng lẽ phải thừa dịp hắn không có ở đây, cáo từ rời đi mới đúng chứ. Nếu giờ cứ ngồi đây đợi, một lát nữa tên Thư Sơn Áp Lực Đại kia trở về thế nào cũng tìm ta trả thù cho coi. Chuyện hắn lấy bao bố chùm đầu Thư Sơn Áp Lực Đại còn chưa tính toán sổ sách xong đâu. Ngoài ra, sở dĩ hắn muốn ở thành phố Văn Châu chờ Tống Thư Hàng cùng nhau đi khu Giang Nam là vì hắn cứ tưởng Tống Thư Hàng là người bình thường cho nên hắn muốn bảo vệ thư hàng trên đường đi khu giang nam nhưng bây giờ người bạn trên mạng lúc trước bỗng lắc mình một cái biến thành một vị tu sĩ còn là cảnh giới tam phẩm cao hơn hắn một phẩm cấp nữa chứ thế này thì cần gì hắn phải bảo vệ nghĩ tới đây người bắt yêu trẻ tuổi đứng dậy đi chào tạm biệt mẹ tống cô ơi đến giờ tống thư hàng vẫn chưa về thời gian cũng không còn sớm con còn có việc nên chắc phải rời đi trước đây ạ à. nhờ cô nói với tống thư hàng một tiếng nói con ở khu giang nam chờ nó nhé. Người bắt yêu trẻ tuổi nở nụ cười tươi giói nói. Cái tên Tống Thư Hàng này là do hắn nghe được từ trong miệng mẹ Tống lúc Tống Thư Hàng còn chưa về nhà. Mẹ Tống cười gật đầu, vốn bà còn định giữ cậu thanh niên này ở lại. Nhưng Tống Thư Hàng bị vân vụ đạo trưởng mang đi mấy tiếng rồi mà vẫn chưa thấy về. Người bắt yêu trẻ tuổi ngồi một mình buồn chán trong phòng khách, mẹ Tống và người bắt yêu trẻ tuổi không có tiếng nói chung nên bầu không khí cũng khá lung túng. Cho nên trong tình huống con trai đã đi thật lâu mà chưa thấy về thế này, mẹ Tống cũng không giữ cậu trai trẻ này ở lại nữa. Người bắt yêu âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau đó hắn đi tới cửa, nhưng hắn còn chưa đưa tay mở cửa thì cửa đã tự động mở ra rồi. Cửa tự động. Ngay sau đó, Hoàng Sơn Chân Quân và Tống thư hàng vừa nói vừa cười đẩy cửa vào. Sau lưng Hoàng Sơn Chân Quân có một thanh phi kiếm đang bay lơ lửng, trên độn quang của phi kiếm chở theo hai người một người là TAAN to con lúc trước, một người khác chính là một người đàn ông trung niên. Trên người hai người này đều có vết tích nhiễm phải năng lượng thế giới cửu U. Hoàng Sơn tiền bối. Vừa thấy chân quân, người bắt yêu trẻ tuổi lập tức sững sờ. Sao Hoàng Sơn tiền bối lại xuất hiện ở đây? Tiểu Hữu chúng ta lại gặp nhau rồi. Hoàng Sơn chân quân quay qua nhìn người bắt yêu, khẽ mỉm cười nói. Bảo giáp ta cho người mượn dùng có tốt không? người bắt yêu trẻ tuổi. quả nhiên Hoàng Sơn tiền bối có quen biết với thư Sơn áp lực đại. bảo giáp gì thế? Tống thư hàng hỏi. ơ ờ, vậy là chưa sử dụng bảo giáp của ta sao? xem ra tính khí của thư hàng tiểu hữu còn hiền hòa hơn tưởng tượng của ta nhiều à? Hoàng Sơn chân quân bật cười. người bắt yêu trẻ tuổi. trên mặt Tống thư hàng hiện lên dấu chấm hỏi to đùng. sau đó người bắt yêu trẻ tuổi mang cái mặt nhăn như khỉ ăn ớt đi theo tống thư hàng và hoàng sơn chân quân về lại phòng khách trong phòng khách mẹ tống thấy tống thư hàng trở lại bèn lên tiếng nói thư hàng về rồi đấy à à này mới nãy bạn con ngồi đây chờ con rất lâu chờ mãi mà không thấy con về nên chào mẹ rồi rời đi trước rồi con có gặp được cậu ấy không cô ơi con vẫn còn đây ạ à. người bắt yêu trẻ tuổi theo sau hoàng sơn chân quân tiến vào phòng khách vẫy tay chào mẹ tống Mẹ Tống bật cười nói: Lại có khách tới à? Vậy chờ một chút, để mẹ đi pha trà mời khách." Dứt lời, mẹ Tống đứng dậy đi pha trà, ngừng phòng khách lại cho ba người thư hàng. Chờ mẹ Tống rời đi, Hoàng Sơn chân quân quay qua nói với Tống thư hàng: "Thư hàng tiểu hữu, không biết vào đầu tháng 9 người có rảnh lúc nào không? Chừng một ngày thôi." "À, hình như từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 9 là thời gian báo danh của đại học Giang Nam bọn ta." sau đó ước chừng ngày 6 mới đi học, chắc ta có thời gian rãnh đó. Tống Thư Hàng trả lời. Hoàng Sơn tiền bối có chuyện gì cần ta giúp một tay sao? Từ khi vào nhóm, Tống Thư Hàng vẫn luôn được Hoàng Sơn chân quân giúp đỡ, có thể nói Hoàng Sơn chân quân chính là tấm gương của tất cả các chủ nhóm. Đạo hữu nào trong nhóm có chuyện cần giúp đỡ, người đầu tiên mà bọn họ nhớ tới chính là Hoàng Sơn chân quân. Cho nên nếu Hoàng Sơn chân quân có chuyện cần hỗ trợ, Tống Thư Hàng sẵn lòng giúp đỡ thật ra là vậy, đồng quái tiên sư và Bắc Hà Tán Nhân đã hẹn nhau quyết đấu trên đỉnh tử cấm vào đầu tháng 9 này. Hoàng Sơn Trân Quân nói, Tống Thư Hàng gật đầu, đúng là có chuyện này, hình như vào lúc hắn mới vừa gia nhập nhóm cửu châu số một không lâu, đồng quái tiên sư đã lên nhóm chát ước đấu với Bắc Hà Tán Nhân. Hoàng Sơn Trân Quân nói, ban đầu ta đã hứa bọn họ, nếu như ta tranh thủ được thời gian thì vào đầu tháng 9, ta sẽ đi đỉnh tử cấm chủ trì cuộc quyết đấu cho bọn họ, hơn nữa còn mang theo chút quà nhỏ tặng hai người bọn họ. Nhưng mà giờ tính toán thời gian, chắc đầu tháng 9 ta đã bế quan rồi. Cho nên, nếu thư hàng tiểu hữu có rảnh thì có thể thay mà ta đi đỉnh tử cấm một chuyến, mang chút quà nhỏ cho đồng quái và bắc hà được không? Không thành vấn đề, cứ giao cho ta. Tống thư hàng gật đầu đáp, hắn cũng rất tò mò muốn biết kết quả của cuộc quyết chiến ở đỉnh tử cấm. Hơn nữa, vốn dĩ hắn cũng định đi xem trận quyết đấu đó với bạch tiền bối mà. Vậy thì xin nhờ thư hàng tiểu hữu nhé." Hoàng Sơn chân quân dứt lời, lấy từ trong pháp bảo không gian của mình ra hai cái hộp gỗ, bên trên có viết chữ, một cái là viết đồng quái, một cái là viết Bắc Hà. "Hoàng Sơn tiền bối đừng khách khí." Tống thư hàng nhận lấy hai món quà, sau đó cất chúng vào túi thu nhỏ một tấc. Lúc này hắn bỗng nghĩ đến một vấn đề khiến hắn rất tò mò. "Đúng rồi, Hoàng Sơn tiền bối này, nếu như ngài bế quan thì ai sẽ chủ trì hôn lễ của Đậu Đậu đây?" hôn lễ của đậu đậu sẽ là cảnh tượng thế nào nhỉ đậu đậu còn chưa thể huyễn hóa thành hình người vậy một nửa kia của nó rốt cuộc sẽ là sinh vật gì đây còn nữa đến lúc đó làm sao đậu đậu biến thành cô dâu được nhỉ tống thư hàng tò mò không thôi không chỉ hắn mà phần lớn thành viên trong nhóm cửu châu số một đều cảm thấy rất tò mò yên tâm đi ta sớm sắp xếp đâu vào đấy hết rồi hoàng sơn chân quân cười nói tính toán thời gian cũng đến lúc ta phải lên đường đi bắt phân vụ đạo nhân về rồi, chào thư hàng tiểu hữu nhé, hẹn sau này gặp lại. Dứt lời, Hoàng Sơn chân quân tiêu sái đi tới ban công ngoài phòng khách, tung người từ cửa sổ ban công nhảy ra ngoài. Cao nhân đều không đi đường bình thường. Nhưng lát nữa mẹ ta pha trà xong mang tới đây, thấy Hoàng Sơn tiền bối ngài không có trong phòng khách, cũng không thấy bước ra cửa rời đi, vậy ta phải trả lời với mẹ thế nào đây? chẳng lẽ nói vừa rồi bạn tốt của con đã nhảy qua cửa sổ ban công đi mất rồi à? Tống Thư Hàng dối rắm vô cùng. mươi 850, mỗi ngày làm một việc thiện, thế giới tốt đẹp biết bao. Mà lúc này, trong động phủ của Hoàng Sơn Trân Quân, cô dâu chờ gả đậu đậu đã thoát khỏi trạng thái một bãi, khôi phục lại bình thường. Nhưng lúc này nó đang bị nhốt trong phòng giam ở nơi sâu nhất của động phủ. Nơi này có vô số tầng cấm chế, còn có Tàng Thiên Câu Chu Ly trông chừng ở bên ngoài. Cho dù Đậu Đậu có là cao thủ tuyệt đỉnh về phương diện bỏ nhà ra đi, cũng không tìm được phương pháp thoát khỏi nơi này trong thời gian ngắn. Trong lúc nhàm chán, Đậu Đậu chỉ có thể chơi game đỡ buồn. Bây giờ nó đang chơi một tựa game mới. Sau đó bà xã sở sở của nó trong game trước đó, chính là cô bé mới 17, 18 tuổi, nhìn qua rất đáng yêu ấy cũng chuyển qua cày game mới với nó. Hôm nay bà xã sở sở của nó trong game cũng đang online. Vì vậy đậu đậu đi theo bà xã đánh phó bản, PK với người khác, còn mang người trong bang hội canh sát của kẻ địch. Chơi gần nửa ngày, rốt cuộc tâm trạng buồn bực của đậu đậu cũng khá lên một chút. Chơi mệt rồi thì nghỉ ngơi, trong lúc nghỉ ngơi, bà xã sở sở trong game mở chức năng chat voi. Đậu đậu dò hỏi, sở sở, lát nữa có chơi tiếp không? Hôm nay không được, lát nữa em phải ao rồi. Đúng rồi đậu đậu nói anh nghe chuyện này nè, sắp đi học rồi, một năm tiếp theo em phải chuẩn bị thi đại học. Đến lúc đó thời gian online chơi game có thể sẽ giảm đi rất nhiều. Thanh âm nũng nịu của tiểu mỹ nhân truyền tới, tên ớt của đậu đậu trong game mới cũng gọi là đậu đậu. Ha 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 ha, phải lấy việc học làm đầu, anh hiểu được mà. Đậu đậu trả lời, chỉ là trong lòng nó vẫn có chút luyến tiếc. Mấy tháng nay, bà xã sở sở trên mạng vẫn luôn làm bạn chơi game, đánh phó bản, đi PK với người khác với nó. Nếu một năm tiếp theo, trong game thiếu đi đối phương, thế thì game cũng không còn thú vị nữa. Lúc này, tiểu cô nương lại nói. À đậu đậu này, bộ phim trận chiến mạt pháp mà anh đóng xem hay lắm đó, em đi ra dạp xem rồi. Mặc dù anh diễn vai đại nhân vật phản diện cao thăng sư huynh, nhưng em vẫn thấy anh rất đẹp trai. Mắt chó của đậu đậu bỗng ươn ướt, xin lỗi nhé, ta không đóng vai cao thăng sư huynh, hơn nữa tối duyệt cư sĩ đại nhân vật phản diện chân chính trong phim sẽ khóc đó. Nhưng giờ nói đến nó mới nhớ, suýt chút nữa là quên mất rồi. Vào lần đầu tiên bà xã sở sở gọi video chat cho nó, nó đã kéo Tống thư hàng tới để làm thế thân, sợ rằng tiểu cô nương này đã lầm tưởng Tống thư hàng là nó rồi. Vì vậy đậu đậu trả lời. Đương nhiên rồi, bất kể ông xã của em diễn vai gì cũng sẽ sáng chói giống như trăng sáng trong bầu trời đêm vậy, không thể nào mà che giấu được. À bà xã này, em thấy con sủng vật địa ngục ma khuyển của đại nhân vật phản diện thế nào? Có ngầu không? Ô, chính là con chó lớn mười đầu đó hả? Nhìn hơi đáng sợ, nhưng cuối cùng mười đầu của nó đều bị con thôn thiên miêu kia xử đẹp, nên em lại thấy nó hơi tội nghiệp. Sở sở tiểu cô nương trả lời. Đậu đậu thở dài ảo não, không hiểu sao lại thấy có chút đau lòng. Đúng rồi, đậu đậu, lần trước chat với anh, anh có nói mình là sinh viên đại học đúng không? bây giờ anh tốt nghiệp chưa anh học trường đại học nào vậy tiểu cô nương cố lấy dũng khí hỏi đậu đậu nghe mà đần mặt ra nó cũng quên mất là mình đã nói chuyện này với bà xã sở sở lúc nào có thể là chát trong lúc đánh quái vô tình để lộ ra chuyện tống thư hàng là sinh viên đại học chăng ưng ừ, bây giờ mình nên nói với bà xã là tống thư hàng ở khu đại học giang nam hay là thực tập sinh nhỉ đậu xanh không được Sao nó có thể để bà xã thân ái tới khu đại học Giang Nam được chứ? Lỡ cô ấy gặp được thư Hằng thì phải làm sao bây giờ? Đến lúc đó lỡ may bà xã gặp được Tống thư hàng thật, ngộ nhận đối phương chính là ông xã đậu đậu trên mạng rồi rơi vào lưới tình với người ta, thế chẳng phải là nó may áo cười không công cho Tống thư hàng sao? Vì vậy đậu đậu trả lời, thật ra ông xã của em đã tốt nghiệp đại học rồi. Vậy ạ? À? tiếc ghê em còn định cố gắng thi đậu cùng trường đại học với đậu đậu sau đó đi gặp anh nữa chứ tiểu cô nương thất vọng nói đậu đậu lè lưỡi thở phào định mệnh nguy hiểm thật nhà đầu này còn muốn thi vào cũng trường đại học sau đó gặp nhau ngoài đời nữa chứ cũng may bản gâu gâu cơ chí thoát được một kiếp ngay lúc đậu đậu chuẩn bị an ủi tiểu cô nương cửa nhà giam đột nhiên bị người đẩy ra đậu đậu lại đang chơi game đấy à chu ly mỉm cười lên tiếng nói. Chu Ly thân là đội trưởng của tiểu đội chuyên chùi mông thay đậu đậu mỗi khi nó bỏ nhà ra đi, khi biết tin đậu đậu tự tìm đường chết, hoàn toàn chọc giận Hoàng Sơn Trân Quân. Bây giờ Trân Quân đang chuẩn bị gả đậu đậu ra ngoài, đêm đó Chu Ly cùng bạn bè vui vẻ uống một trận say mềm. Đậu đậu nhìn Chu Ly, hư lạnh một tiếng. Đúng rồi, đậu đậu, ta mang áo cưới đến cho ngươi này. Đây là Trân Quân đặc biệt chuẩn bị cho ngươi đó, có đến mấy chục kiểu dáng, ngươi chọn một mẫu thích hợp đi. Trần Quân nói qua, nhất định phải gả ngươi đi thật vẻ vang, thật rình rang. Chu Ly mỉm cười nói, "Đậu đậu." Lúc này, trong máy vi tính bỗng truyền ra thanh âm kinh ngạc của Sở Sở tiểu cô nương. "Áo cưới, đậu đậu, lấy chồng, đậu đậu cả kinh. Chết rồi, lúc tên Chu Ly ngu ngốc này vào nhà, mình quên tắt chat voice. Bà xã Sở Sở của mình trên mạng nghe hết những lời Chu Ly nói rồi. Làm sao bây giờ?" phải giải thích thế nào với bà xã đây? Một hồi lâu sau, sở sở tiểu cô nương hỏi. Đậu đậu, anh sắp kết hôn rồi hả? Ôi chào ôi có đâu nào, ông xã em sẽ không dễ dàng đâm đầu vào chỗ chết vậy đâu. Muốn ép anh kết hôn à? Đừng có hòng. Đậu đậu nghiến răng nghiến lợi nói. Sở sở tiểu cô nương lại trầm mặc hồi lâu, sau đó lại hỏi. Đậu đậu, anh là con gái hả? Bởi vì cô nghe được, đậu đậu sẽ mặc áo cưới gả cho người ta. Ôi chao ôi có đâu nào, làm sao có thể, anh là đàn ông đích thực đấy. Áo cưới gì chứ, chỉ là một đống đồ tấu hài thôi à. Nhưng anh sẽ không khuất phục đâu, cùng lắm thì bỏ nhà ra đi thôi. Đậu đậu cắn răng nói. Chu Ly đứng ở một bên cười nhạt. Phù. Phía đối diện, sở sở tiểu cô nương thở phào nhẹ nhõm. Ngay lúc này, Chu Ly trời ác nói. Bây giờ đậu đậu người vẫn là giống đực, nhưng chẳng bao lâu nữa đậu đậu ngươi sẽ không còn là giống được nữa rồi, hoa ha ha ha. Lúc nói ra những lời, Chu Ly cảm thấy sảng khoái vô cùng, một loại sảng khoái có tên là khoái cảm trả thù. Đậu đậu. Sở Sở tiểu cô nương nhất thời lo lắng nói. Đậu đậu, bây giờ anh có gặp nguy hiểm gì không? Lẽ nào bọn họ muốn bắt anh phẫu thuật chuyển giới à? Có cần em báo cảnh sát không? Không có chuyện gì đâu, yên tâm đi, anh không gặp nguy hiểm gì hết đậu đậu quay đầu về phía chu ly cả giận nói tên chu ly khốn kiếp nhà ngươi ta cắn chết ngươi ha 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 chu ly khẽ mỉm cười hắn thả áo cưới đặc chế trong tay xuống sau đó xoay người ra khỏi nhà giam nhưng trước khi rời đi chu ly đột nhiên xoay người lớn tiếng nói à quên nói một chuyện tiểu cô nương em muốn biết manh mối về cao thăng sư huynh không nếu như muốn biết thì đến khu đại học giang nam đến đó rồi em sẽ biết thôi giúp người làm niềm vui là gội rễ của niềm vui. Mỗi ngày làm một việc thiện, người sẽ thấy thế giới thật tốt đẹp biết bao. Go gâu, đậu đậu chợt biến thành hình thái cao hơn hai thước, xông tới cắn một phát vào đầu Chu Ly. Máu tươi từ trên đầu Chu Ly chảy xuống, nhưng trên mặt Chu Ly lại lộ ra nụ cười thỏa mãn quỷ dị. Tiểu cô nương, không cần cảm ơn ta, ta tên là Chu Lôi Phong. Chờ đậu đậu không cam lòng nhả đầu ra, Chu Ly che vết thương trên đầu, mang theo vẻ mặt thắng lợi ra khỏi nhà giam lúc này sở sở tiểu cô nương dùng thanh âm kiên định nói đậu đậu mặc dù không biết bên anh đã xảy ra chuyện gì nhưng em sẽ cố gắng em nhất định sẽ thi đậu vào đại học giang nam đậu đậu em nhất định sẽ tìm được anh chờ chút trước hết hãy nghe anh giải thích đã đậu đậu kêu lên nhưng là bà xã sở sở của nó đã ao mất rồi đậu đậu khóc không ra nước mắt sau khi suy nghĩ một chút đậu đậu nhanh chóng đăng nhập vào nick chat của mình gọi chat voi ngay cho tống thư hàng nó nghĩ cần phải cảnh báo cho tống thư hàng một tiếng mà lúc này trong nhà tống thư hàng sau khi hoàng sơn chân quân nhảy cửa sổ rời đi người bắt yêu trẻ tuổi hỏi thư sơn áp lực đại khi nào chúng ta đi khu giang nam vậy ăn xong cơm tối rồi đi tống thư hàng trả lời người bắt yêu nói được vậy thì buổi tối đi để ta nhìn xem còn vé tàu cao tốc buổi tối không. Không cần không cần, tàu cao tốc quá chậm, đến lúc đó Diệp Tư mang chúng ta bay qua cho nhanh. Tống Thư Hàng đáp, đang nói chuyện, điện thoại của hắn bỗng reo lên. Hắn lấy điện thoại ra, vừa mở ra đã thấy đậu đậu dùng phần mềm chat voi gọi cho hắn. Tống Thư Hàng nhận cuộc gọi. Alo, đậu đậu đấy à, tìm ta có chuyện gì không? Đúng rồi, trước hết phải chúc phúc cho đậu đậu nhỉ, Chúc mừng ngươi sắp gả cho người ta nhé. Gâu gâu, cẩn thận bổn đại gia cắn ngươi đấy. Đậu Đậu cả giận nói. Ha ha ha, được rồi, trở lại chuyện chính, tìm ta chi vậy? Tống Thư Hàng hỏi. Ta nói cho ngươi biết, sang năm khi ở đại học Giang Nam, ngươi không được phép đi cua sở sở của ta. Đậu Đậu nghiêm túc nói. Ơ. Ờ, trong đầu Tống Thư Hàng lập tức nhớ tới sở sở cô nương mặc phái tơ tằm màu đen của sở gia hình như bây giờ vị cô nương kia đang ở bích thủy các chăm sóc lý âm trúc mà tóm lại không cho phép ngươi cua sở sở của ta nếu không cho dù ta có bị hoàng sơn chân quân biến thành chó cái thì ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu gâu gâu nhớ đấy tạm biệt đậu đậu tức giận cúp điện thoại tống thư hàng o gạch dưới o toàn nói vớ vẩn gì thế này tống thư hàng cất điện thoại di động vào đậu đậu nổi điên gì thế không biết trong lúc đang suy tư, điện thoại của hắn lại vang lên. Vì vậy Tống Thư Hàng lại một lần nữa lấy điện thoại di động ra, lần này là Bạch Tôn giả gọi tới. "Thư Hàng, bây giờ ngươi đang ở đâu thế? Thành phố Văn Châu hay là khu Giang Nam?" Bạch Tôn giả hỏi. "Vẫn còn ở thành phố Văn Châu, buổi tối lên đường đi khu Giang Nam. Còn Bạch Tiền Bối ngài thế nào rồi? Ngài đã thả Tam Lãng Tiền Bối cùng với Lưu Kiếm Nhất sư huynh ra khỏi bí cảnh chậm chạp chưa?" Tống Thư Hàng hỏi. Ừ, ta thả hai tên đó ra rồi, nhưng tên lưu kiếm nhất kia hơi lạ. Cứ đòi ở trong bí cảnh chậm chạp, kêu khóc không chịu đi ra, còn tam lãng đạo hữu thì lại kêu khóc muốn đi ra. Hai người này thật quái lạ, vì vậy ta dùng phi kiếm dùng một lần mang hai người bọn họ về Linh Điệp Đảo để cho Linh Điệp Đảo hữu tự xử. Đúng rồi, thư hàng người biết chuyện Linh Điệp Đảo hữu muốn đầu tư quay phim chưa? Bạch Tôn giả đáp. Chương 851, Bạch Phó đạo diễn ta biết chuyện Linh Điệp tiền bối muốn đầu tư quay phim. Tống Thư Hàng trả lời. Chuyện Linh Điệp tôn giả muốn quay phim này đương nhiên là Tống Thư Hàng có biết. Hắn còn biết cuồng đao tam lãng tiền bối sẽ vào vai chính, cốt truyện của phim chính là tam lãng tiền bối tìm đường chết, quẩy đủ kiểu trong đủ mọi hoàn cảnh. Trước đó, Linh Điệp tôn giả còn cố ý rủ hắn đóng một vai, đó là một nhân vật có sở thích mặc đồ con gái. Lẽ nào trong mắt Linh Điệp tôn giả, Tống Thư Hàng hắn là một quý ông thích mặc đồ con gái à? Nói sao đây nhỉ, ấn tượng đầu tiên đúng là rất quan trọng. Ha ha, khi bộ phim mà Linh Điệp đạo hữu đầu tư lần này bấm máy thì ta sẽ đi làm phó đạo diễn, học hỏi kinh nghiệm một phen. Chuẩn bị sau này còn làm đạo diễn. Bạch Tôn giả nói với vẻ đắc ý. Tống Thư Hàng bèn hỏi. Bạch tiền bối, ngài thật sự muốn làm đạo diễn à? Thục ra Tống Thư Hàng cảm thấy Bạch Tôn giả làm diễn viên sẽ tốt hơn nhiều, hắn chỉ cần đứng im một chỗ thì đã là một khung cảnh say lòng người rồi. Đương nhiên, chuyện gì ta thấy hứng thú thì nhất định sẽ làm đến cùng. Chí ít thì cũng phải để ta làm đạo diễn một bộ phim mới được. Bạch Tôn giả nói, à đúng rồi, thư hàng này, trong bộ phim này có một vai phụ khá là thú vị, người có muốn đề cử ai không? Trước đó ta đã hỏi thành viên của nhóm Cửu Châu số 1, nhưng mọi người vừa mới đóng một bộ xong nên tạm thời chưa có hứng thú đóng thêm. Cho nên, hay là ngươi nhận luôn vai phụ đó đi nhé, đến lúc đó ngươi bỏ ra một ngày là được rồi. Vai phụ nhỏ thú vị à. Tống Thư Hàng lập tức nghĩ đến nhân vật có sở thích mặc đồ con gái mà lúc trước Linh Điệp Tôn Giả đã mời hắn đóng. Không phải là vai đó đấy chứ. Nếu là vai đó thì ta tuyệt đối sẽ không đóng đâu. Hay là đề cử một người nào đó cho Bạch Tiền Bối nhỉ? Cái này, Bạch Tiền Bối à, để ta suy nghĩ kỹ cái đã, đến lúc đó sẽ đề cử một người cho ngài. Tống Thư Hàng trả lời, sau đó hắn suy nghĩ một hồi rồi lại hỏi. Đúng rồi, bạch tiền bối này, nhân vật này có sở thích gì đặc biệt không thế? Ví dụ như là thích mặc đồ con gái chẳng hạn. Bạch tôn giả đứng đối diện im lặng. Một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi nói. Thư Hàng à, không tự tìm cái chết thì sẽ không chết đâu. Người cũng muốn đến bí cảnh chậm chạp chơi à? Hả? Tống Thư Hàng ngu người, ta lại tìm chết rồi ư? mình làm cái gì với khi nào thế nhỉ? Ta chỉ muốn hỏi thăm, xem thử đó có phải là nhân vật thích mặc đồ con gái mà trước kia Linh Điệp Tôn giả từng nói với ta không thôi mà. Thế này thì có gì đâu mà tê tê im chết chứ. Chờ chút đã, đồ con gái, đồ con gái. Tống Thư Hàng lục lọi lại trong đầu mình từ mấu chốt. Sau đó, hắn nhớ lại mấy ngày trước, khi đi thăm dò mảnh vỡ của thiên giới giao chỉ thuộc thiên đình viễn cổ cùng với Bạch Tôn Giả và Tô Thị A Thập Lục lúc đó bạch tôn giả đã khoác mũ phượng với áo phượng nữ lên người. Thứ mà bạch tiền bối chỉ không phải là chuyện này đấy chứ. Trùng hợp, tất cả đều là trùng hợp thôi. Tống Thư Hàng nói, bạch tiền bối hiểu lầm rồi, ta không có ý đó đâu. Bạch tiền bối không trả lời, chỉ mỉm cười rất đối ôn hòa. Tống Thư Hàng cảm giác mình sớm muộn gì cũng tèo. Khổ, nhưng nếu nhân vật này đã không có sở thích mặc đồ nữ, Tống Thư Hàng bèn quay đầu nhìn viện trưởng đang nhấp từng hớp trà ở đối diện. Không biết người bắt yêu trẻ tuổi có hứng thú với việc đóng phim không nhỉ? Mình phải dùng cách gì để dụ hắn đi quay phim đây? Trong lúc đang suy tư, ở đầu dây điện thoại bên kia, chỗ bạch tôn giả đột nhiên truyền tới một tiếng vang thật lớn. Hình như cái gì đó nổ mạnh, hơn nữa bảo đảm uy lực của vụ nổ này không hề nhỏ. Tống Thư Hàng vội hỏi ngay. Bạch tiền bối, xảy ra chuyện gì thế? À, không có gì đâu, vừa rồi có hai tên âm thầm theo dõi ta, trông không tốt lành gì. Ta đánh tiếng gọi bọn chúng thì bọn chúng lập tức bỏ chạy. Thế là ta thuận tay ném một cái pháp thuật, nhưng lại không khống chế được uy lực nên khiến bọn họ nổ banh xác Ơ, ờ, có thu hoạch rồi, trên người bọn chúng không ngờ có ba đạo kỳ lân kim. Đây là tài liệu cực tốt để chế tạo pháp khí không gian. Đúng là thứ ta đang cần, trên trái đất bây giờ khó mà tìm thấy nó lắm bình thường chỉ có mấy người ở thời đại viễn cổ mới siêu tầm chúng không ngờ trên người hai tên này lại có được đúng là thu hoạch bất ngờ mà bạch tôn giả đáp tống thư hàng à đúng rồi thư hàng buổi tối ngươi phải đến khu đại học giang nam đúng không thế thì ta sẽ trực tiếp đến khu giang nam chờ ngươi nhé bạch tôn giả hỏi tống thư hàng ok bạch tiền bối chúng ta gặp nhau ở khu giang nam ừ gặp nhau ở khu giang nam À đúng rồi, còn việc này nữa. Hôm qua bộ phim trận chiến mạt Pháp mà chúng ta đóng đã chiếu rồi đúng không? Đúng vào ngày cuối tuần luôn nhỉ. Thành tích của phòng vé ngày và phòng vé tuần thế nào rồi? Có giành giải quán quân phòng vé không thế? Bạch Tôn giả hỏi. Tống Thư Hàng. Lát nữa ta sẽ hỏi Hoàng Sơn tiền bối xem sao, ngài ấy sẽ có số liệu chính xác hơn. Thôi bỏ đi, ta tự đi hỏi vậy, đến lúc đó bảo Hoàng Sơn đạo hữu đăng vào trong nhóm cho mọi người xem luôn. Bạch Tôn Giả nói, trong lúc nói chuyện, trong điện thoại lại vang lên tiếng huỳnh thật lớn. Bạch Tiền Bối, lại có người đánh lén à? Tống Thư Hàng vội vàng hỏi. Không phải, là ta bất cẩn té ngã, đập ra một cái hố to. Không sao đâu, xung quanh không có ai nhìn thấy, cũng không có camera. Ta dùng bình thổ chú khôi phục lại là xong ngay. Ừm, tiện tay cho thêm một pháp thuật, hóa cát chôn hai tên bị ta làm nổ banh xác này luôn. Tống Thư Hàng gạch nối chấm. Được rồi, à đúng rồi. Hôm qua Lệ Chi Tiên tử liên lạc với ta, hỏi ta khi nào thì đến di tích Trường Sinh Giả đó ở đáy biển. Đợi ngươi đăng ký nhập học xong thì chúng ta đi đến, động phủ Trường Sinh Giả Trình Lâm chơi thử đi. Ta cảm thấy ngươi chắc chắn sẽ có thu hoạch ở đó. Được đấy, nhưng ta lỡ hứa với Hoàng Sơn Chân Quân, đầu tháng 9 phải đại diện cho chân quân đi theo dõi trận chiến của đồng quái tiên sư và Bắc Hà tán nhân trên đỉnh Tử Cấm tiện tay mang theo hai món quà nhỏ tới đưa cho họ, chúng ta phải sắp xếp lại thời gian cái đã. Tống Thư Hàng đáp, đến lúc đó, chúng ta đi xem Bắc Hà Đại Chiến với đồng quái trước, xem xong thì liên lạc với lệ chi tiên tử đi thăm dò động phủ của trường sinh giả Trình Lâm. Bạch Tôn giả trả lời, cũng được, vậy cứ thế đi. Dù kỳ nghỉ hè của Tống Thư Hàng đã kết thúc nhưng nhân sinh của hắn vẫn muôn màu như cũ. Vậy ta cúp máy trước đây. À, chết giờ, mãi lo nói chuyện với ngươi nên dùng bình thổ chú quá tay giờ nó biến thành một ngón núi nhỏ luôn rồi bạch tôn giả hỏi qua điện thoại có cần cho nổ tung ngọn núi này không nhỉ gạch nối tống thư hàng bạch tiền bối ngài tự xem xét đi vậy giữ lại nhé nếu nổ nữa thì phiền lắm bạch tôn giả nói thôi không nói nữa ta cúp máy đây chờ chút bạch tiền bối ta đột nhiên nhớ đến chuyện này trong đầu tống thư hàng đột nhiên linh quang chợt lóe nói chuyện gì thế sao ta cứ thấy ngươi hơi bị nhiều chuyện thế nhỉ bạch tôn giả đáp tống thư hàng là thế này đây bạch tiền bối ngài có biết trường sinh giả trình lâm đó có bộ dạng thế nào không trong lòng ta có suy đoán và cách nghĩ thế này nếu như có thể để ta xem bộ dạng của trình lâm đó thì những manh mối trong lòng ta có thể sâu chuỗi lại với nhau ừ ưm bộ dạng ấy à hơi khó tả dù sao đối phương là trường sinh giả, có pháp tắc che giấu. Ta chỉ nhớ cô ta là tiên tử, mặc bộ đạo bào cổ, trên đầu đội đạo quan, ngồi trên hoa sen bạch ngọc. Dung mạo cụ thể thế nào thì ta cũng không thể dùng hai ba câu để giải thích cho ngươi được. Để ta xem có thể vẽ ra đại khái được không rồi đưa hình cho ngươi. Nếu không được thì chờ chúng ta đến di tích kia rồi ngươi tự xem là được. Bạch Tôn giả nói. Được rồi, cũng đành vậy thôi. Tống Thư Hàng nói. Hết rồi chứ? Hết rồi thì ta cúp máy nhé." Bạch Tôn giả nói. "Chắc là xong rồi." Tống thư hàng suy nghĩ một chút, không nhớ ra chuyện gì nữa. "Thế gặp nhau ở khu Giang Nam nhé." Bạch Tôn giả nói. "Ừ, gặp nhau ở đó. À, đợi chút, đợi chút đã, Bạch Tiền Bối còn chưa cúp đấy chứ?" Tống thư hàng lại nghĩ tới một chuyện quan trọng bèn vội vàng kêu lên. "Bạch Tiền Bối, người cúp chết rồi thì ta cũng chưa cúp đâu." ít nhất thì ta có thể sống lâu hơn ngươi mấy vạn năm đấy. Tống Thư Hàng Bạch tiền bối, ta muốn hỏi xem có cách nào vẫn bảo vệ được cha mẹ ta bình an khi ta ở xa nhà hay không. Mặc dù trên người ta có kha khá, khá phù bảo, nhưng muốn kích hoạt thì cần có tinh thần lực, không thích hợp cho ba mẹ của ta dùng. Từ sau khi có một con rối nhện lặng lẽ chui vào trong nhà thì Tống Thư Hàng lập tức lo lắng cho an nguy của ba mẹ mình nếu lúc đó không phải có vân vụ đạo nhân ở đây thì có trời mới biết con rối nhện đó sẽ làm ra những chuyện gì. Bạch Tôn giả hỏi, có người nhắm vào người nhà của ngươi à? Đúng vậy, Tống Thư Hàng đáp, thì cứ xử lý tên đó là được, đối phương người của thế lực nào đấy. Bạch Tôn giả nói, chỉ có ngàn ngày làm trộm, chứ làm gì có chuyện phòng trộm ngàn ngày đâu. Nhưng ta vẫn chưa xác định được là ai nhắm vào người nhà của ta nữa. Tống Thư Hàng nói, kẻ địch của ngươi nhiều đến thế à? Bạch Tôn giả hỏi, cũng không nhiều lắm, được tính là kẻ thù thực sự thì có ba người công tử hải của vô cực ma tông, giữa hắn và ta từng có mâu thuẫn. Còn có tộc chiến sĩ nhím biển, giữa bọn chúng và ta có thâm thù đại hận, thứ bảo vật mà boss của bọn chúng muốn đang nằm trong tay ta. Còn có tổ chức sát thủ tam thập tam thú tông nữa, nhưng tổ chức này hẳn là sắp bị bạch tiền bối xử gọn rồi. À còn có tà ma của thế giới cửu u nữa, kế hoạch tấn công thế giới kim liên nhau ra của bọn chúng đã bị ta phá hỏng, chắc là bọn chúng hận ta dữ lắm. Đại khái chừng bấy nhiêu. Tống Thư Hàng đáp, trong mấy tháng ngẩn ngùi thôi mà đã chọc vào mấy kẻ địch thuộc phái thực lực thế này cơ đấy, tài hút địch của Thư Hàng nhà ngươi cũng không vừa đâu. Bạch Tôn giả nói, oan uổng quá đi Bạch tiền bối, trong những kẻ địch này chẳng có ai là do ta chủ động chọc vào cả. Thù hận của đám vô cực ma tông là bị A thập lục và tô thị A thất tiền bối lôi vào. Thù hận của chiến sĩ nhím biển là bị vũ nhu tử và thế gia họ sở lôi vào, cộng thêm cả toàn phong tôn giả và diệt phượng tiền bối. Tà ma cửu u thì chẳng qua là ta nằm không cũng trúng đạn. Tống Thư Hàng nói, bạch tôn giả, tư thế nằm không cũng trúng đạn của ngươi đặc biệt hết chỗ nói. Mỗi lần nằm tới cuối thì mục tiêu oán hận đều rất thẳng xuống đầu ngươi là sao? chương 852, Thế ngoại đào nguyên bỏ không? Tống Thư Hàng nói, Bạch tiền bối, ngoại trừ diệt hết kẻ địch ra thì không còn cách nào khác sao nếu như có thể diệt hết thì hắn ước gì có thể dùng tốc độ nhanh nhất để xử lý sạch đám vô cực ma tông chiến sĩ nhím biển tránh cho bọn chúng thỉnh thoảng lại nhớ nhung hắn và người nhà của hắn nhưng hiện giờ hắn hoàn toàn không có thực lực tiêu diệt vô cực ma tông và chiến sĩ nhím biển vì thế trước tiên chỉ có thể nghĩ cách đảm bảo an toàn của người thân trước đã suy nghĩ chốc lát bạch tôn giả đáp ừm ta từng nghe hàng hỏa chân quân nói hắn muốn đi tìm ngươi lần này nho gia nợ ngươi một ân tình lớn bọn họ đang tìm cách cố gắng báo đáp cho ngươi đến lúc đó ngươi nhắc với Hằng hỏa chân quân chuyện an toàn của người nhà ngươi xem nho gia chắc chắn có rất nhiều cách để bảo vệ an toàn cho cha mẹ ngươi ví dụ như dựng một học đường nho gia ở cạnh nhà ngươi chẳng hạn vừa có thể tuyên truyền nho học vừa có thể giúp đỡ ngươi nhất cử lưỡng tiện về sau đợi ngươi cường đại hơn lên được cảnh giới tứ phẩm rồi thì còn có thể đến chỗ vài đạo hữu trong nhóm cửu châu số một học tập một số trận pháp phòng ngự, trận pháp cảm bẫy gì đó rồi bố trí xung quanh nhà ngươi. Ngoài ra, nếu như thất sinh phù phủ chủ vẫn chưa bế quan thì ngươi có thể mua một số phù bảo đặc biệt từ chỗ hắn. Không phải là loại phù bảo dùng một lần mà là phù bảo cao cấp, có thể sử dụng nhiều lần ấy. Đến lúc đó, ngươi có thể lấy máu ngươi làm chất dẫn, chế tạo hai tấm bùa hộ thân đưa cho cha mẹ ngươi chỉ cần không phải là tu sĩ tứ phẩm đỉnh phong ra tay thì cơ bản có thể bảo đảm sự an toàn của cha mẹ ngươi. Tống Thư Hàng hỏi, bùa hộ thân dùng máu tươi làm chất dẫn thì không cần dùng tinh thần lực để kích hoạt nữa đúng không? Đương nhiên rồi, sự khác biệt giữa phù bảo cao cấp và phù bảo dùng một lần chính là ở đây. Nhưng cái giá để chế tạo ra nó khá là cao, không phải chỉ cần dùng linh thạch là mua được đâu, người phải chuẩn bị tốt tâm lý đấy. Bạch Tôn giả nói, Tống thư hàng lại được tăng thêm hiểu biết. Cứ thế đi, nếu không còn chuyện gì nữa thì lần này cúp máy thật đấy." Bạch Tôn giả nói. Tống thư hàng nói: "Lần này thật sự không còn chuyện gì nữa rồi, chúng ta gặp lại ở giang nam nhé. Tạm biệt." Bạch Tôn giả nói xong thì tắt máy. Người bắt yêu trẻ tuổi đứng bên cạnh nghe thấy cuộc nói chuyện của Tống thư hàng và Bạch Tôn giả thì đổ mồ hôi lạnh hắn cảm thấy chuyện mình nổi hứng lên muốn qua đây bảo vệ Thư Sơn áp lực đạo đi Giang Nam đúng là một hành vi tự tìm đường chết. Kẻ địch của Thư Sơn áp lực đại đều rất cường đại, người bắt yêu trẻ tuổi thấy có áp lực như núi đè nặng lên người hắn. Sau khi nói chuyện xong với Bạch Tiền Bối, Tống Thư Hàng lại nhìn sang người bắt yêu trẻ tuổi đang ngồi uống trà ở đối diện. Ừm, nên dùng cách gì để dụ người bắt yêu này đi đóng phim đây? Thiếu niên ơi phó đạo diễn của bộ phim điện ảnh lần này chính là lăng dạ đấy, mê chưa? Có muốn được tiếp xúc trực tiếp với lăng dạ không? Thiên sứ xinh đẹp đang ở phương xa kêu gọi thiếu niên dũng cảm như người đấy, mau đi đóng phim, trở thành minh tinh đi. Hay là, thiếu niên à, người có biết người đầu tư của bộ phim điện ảnh này là ai không? Là Linh Điệp Tiền Bối, là Tôn Giả đấy. Phó đạo diễn của phim là ai người có biết không? Là Bạch Tiền Bối, là Tôn Giả đấy diễn viên chính của bộ phim này là ai ngươi có biết không là tam lãng trong giới tự tìm đường chết hắn là sự tồn tại còn mạnh hơn cả tôn giả nữa đấy thiếu niên ơi còn do dự điều gì nữa mau cầm điện thoại lên gọi vào số của bạch tôn giả báo danh tham gia đóng bộ phim lần này đi thôi ở phía đối diện người bắt yêu trẻ tuổi dùng mình một cái thư sơn áp lực đại có phải ngươi đang nghĩ cách báo thù ta không sao có thể chứ chúng ta là bạn tốt mà Tống Thư Hàng đáp, nếu như thật sự là bạn tốt, thì đừng tính toán chuyện lúc trước ta lấy bao tải trùm vào đầu ngươi nữa nhé. Người bắt yêu trẻ tuổi nói, hẳn chỉ cần nghĩ tới bảo giáp trên người do Hoàng Sơn chân Quân cho mượn là lại thấy lo sợ nơm nớp. Không ngờ Hoàng Sơn chân Quân lại cho hắn mượn bảo giáp, điều này có phải nghĩa là giá trị phẫn nộ của Tống Thư Hàng đã mắc rồi không? Nên chân Quân nghĩ rằng hắn cần bảo giáp hộ thể trang. Tống Thư Hàng nghe thế thì hai mắt đột nhiên sáng lên, Hắn mỉm cười, nói: Tha thứ cho ngươi cũng được thôi, dù gì chúng ta cũng là bạn bè mà. Lúc ngươi lấy bao tải chùm vào đầu ta thì hoàn toàn không biết ta chính là người đóng vai cao thăng sư huynh, chuyện có nguyên nhân cả. Nếu như ngươi biết ta chính là người đóng vai cao thăng sư huynh thì chắc chắn ngươi sẽ không lấy bao tải chùm vào đầu ta đúng không? Đương nhiên rồi. Người bắt yêu trẻ tuổi gật đầu một cái thật mạnh, Demacia, à sai rồi, là cao thăng sư huynh nhất phải chết mới đúng. Nếu như ngay từ đầu hắn biết người đóng vai cao thăng sư huynh chính là thư sơn áp lực đại thì lúc chùm bao tải lên đầu đối phương, hắn phải tiện tay đấm thêm hai quyền nữa, thế mới là bạn tốt. Vậy, nếu như ngươi muốn ta tha thứ thì có phải ngươi nên giúp ta một chuyện nhỏ không? Tống thư hàng mỉm cười nói. Yên tâm đi, tuyệt đối không phải là chuyện khó khăn gì đâu. Ngươi nói trước đi đã. Người bắt yêu nói, có một vai diễn trong phim điện ảnh cần một tu sĩ đóng, ta thấy ngươi được đấy. Tống Thư Hàng nói, người bắt yêu trẻ tuổi, là nhân vật thích giả gái kia sao, nếu là vai diễn đó thì xin cho ta được từ chối. Đừng nhắc tới giả gái thì chúng ta vẫn còn là bạn bè. Tống Thư Hàng nói, yên tâm đi, ta đã xác nhận rồi, không phải là cái vai thích giả gái kia đâu. Chỉ là một nhân vật rất thú vị thôi, hơn nữa, đóng một ngày là xong rồi. Người bắt yêu trẻ tuổi nắm cầm trầm tư, Muốn xóa bỏ hoàn toàn chuyện lấy bao tải trùm tống thư hàng thì cái giá là đóng một vai diễn thú vị. Giao dịch này hình như hơi lỗ, trùm bao tải vào người tống thư hàng chỉ là chuyện trong một cái chớp mắt nhưng lại phải trả giá cả ngày đóng phim. Trong lúc hắn suy nghĩ thì Tống thư hàng thong dong nói. "Đúng rồi, nhà đầu tư của bộ phim điện ảnh này là linh điệp tiền bối, là một tôn giả đấy." Hai mắt của người bắt yêu trẻ tuổi sáng bừng lên. Trong những môn phái lớn thì người có cấp bậc tôn giả đều là sự tồn tại cấp thái thượng trưởng lão, tu sĩ bình thường rất ít khi có cơ hội nhìn thấy tôn giả thật. Nếu như có thể nhìn thấy tôn giả bằng xương bằng thịt, có cơ hội được họ dạy bảo thì chắc chắn là một cơ duyên đấy. Nhưng mà, nhà đầu tư chưa chắc đã xuất hiện trước mặt các diễn viên. Người bắt yêu trẻ tuổi đang do dự. Tống thư hàng quan sát nét mặt của hắn ta thì biết ngay là có hy vọng. Người có biết phó đạo diễn của bộ phim này là ai không? là bạch tiền bối, cũng là một vị tôn giả nhé. Người bắt yêu gật đầu thật mạnh. Ta đóng. Phó đạo diễn khác với nhà đầu tư, chắc chắn sẽ xuất hiện trước mặt các diễn viên. Điều này đồng nghĩa Tống Thư Hàng đã tặng không cho hắn một cơ duyên rồi. Nếu không nắm lấy cơ duyên lần này thì đúng là đồ ngốc. Vậy chuyện này cứ quyết định như thế nhé. Ta lập tức gửi tin nhắn cho Bạch Tôn Giả để xác nhận chuyện này. Tống Thư Hàng nói xong thì nhanh chóng lấy điện thoại ra, trước tiên hắn chụp hai bức ảnh của viện trưởng. Sau đó hắn mở phần mềm chat, gửi một tin nhắn cho Bạch Tôn Giả, đồng thời gửi kèm ảnh của viện trưởng, hẳn phải xác nhận việc này, nếu không sợ tên kia sẽ hối hận. Bạch Tôn Giả trả lời lại rất nhanh. "Ok, đã nhận được, vậy nhân vật thú vị đó sẽ giao cho người thanh niên này. Cứ quyết định thế nhé." Tống Thư Hàng còn gửi thêm một icon mặt cười. "Ừm, đầu tháng 9" chúng ta sẽ đi xem trận quyết đấu giữa đồng quái và bắc hà sau đó ta sẽ đưa ngươi lệ chi thiên tử diệp tư đến động phủ của trường sinh giả trình lâm kia cuối cùng rút thời gian một ngày ra để đón ngươi và người thanh niên kia qua quay phim bạch tôn giả trả lời khoan đã đón ta và viện trưởng qua để quay phim á ờ, ừm bạch tôn giả đón viện trưởng cũng chính là người bắt yêu trẻ tuổi đó là được rồi lúc ấy ta vừa khai giảng việc học hành có hơi bận không thể tham gia đóng phim được. Tống thư hàng đáp, Bạch Tôn giả, cũng đúng, được thôi, đến lúc đó lại nói sau. Bạch Tôn giả cũng có lúc dễ nói chuyện mà. Trong lúc hai người đang nói chuyện thì mẹ Tống bưng trà, đồ ăn vặt và cả một ít hoa quả đi vào phòng khách. "Ồ, lúc nãy không phải vẫn còn một vị khách nữa sao?" Mẹ Tống tò mò hỏi. "Hoàng Sơn, anh Hoàng Sơn về trước rồi ạ." À? tống thư hàng suýt nữa thì nói đạo hiệu hoàng sơn chân quân ra mẹ tống đặt hoa quả và đồ ăn vặt xuống về rồi á về kiểu gì thế lúc nãy mẹ ở trong bếp không hề nghe thấy tiếng có người đi ra khỏi cửa mà có lẽ là mẹ không chú ý thôi ha ha tống thư hàng cười gượng hắn không thể nói hoàng sơn chân quân nhảy từ cửa sổ đi được đúng không à mẹ tống đáp một tiếng nhưng trên mặt vẫn chứa đầy vẻ nghi hoặc Mấy vị khách hôm nay đều là lạ thế nào ấy. Đúng lúc mẹ Tống đang suy nghĩ thì lại có tiếng chuông cửa truyền tới. Lại có khách tới à? Mẹ Tống hỏi. Chắc là thế ạ. À? Tống thư hàng nhớ tới chuyện cả Hoàng Sơn Chân Quân và Bạch Tôn Giả đều nhắc tới Hằng Hỏa Chân Quân, lẽ nào Hằng Hỏa Chân Quân tới rồi? Vì thế, Tống thư hàng đứng dậy ra mở cửa. Người ngoài cửa quả nhiên là Hằng Hỏa Chân Quân. Lúc này sắc mặt của Chân Quân vẫn hơi tái lúc đầu phải khống chế thế giới Kim Liên, không ngừng hồi sinh mọi người, Hằng Hỏa Chân Quân đã tiêu phí rất nhiều linh lực. Nhưng sau khi trở thành chúa tể của thế giới Kim Liên, Hằng Hỏa Chân Quân nhờ họa mà được phúc, bây giờ hắn đã tiến gần đến ngưỡng tôn giả rồi. Chỉ cần cho hắn thêm chút thời gian nữa thì nho ra sẽ lại có thêm một vị tôn giả mới. Bá Đao Tiểu Hữu vẫn còn ở nhà thì tốt quá rồi. Lúc trước nghe Hoàng Sơn Đạo Hữu và Bạch Đạo Hữu nói qua hôm nay ngươi sẽ tới Giang Nam Ta còn lo không gặp được ngươi ở thành phố Văn Châu chứ?" Hằng Hỏa chân quân mỉm cười. "Hằng Hỏa, anh Hằng Hỏa, mau vào nhà đi." Khóe mắt Tống Thư Hàng liếc thấy bóng mẹ Tống đứng đằng sau thì vội vàng sửa lời. "Hằng Hỏa chân quân rất biết lắng nghe, hắn theo Tống Thư Hàng vào nhà, đồng thời nói nhỏ. "Thư Hàng tiểu hữu, lúc trước ta từng nghe Bạch Đạo hữu nói, gần đây ngươi muốn tìm một thế ngoại đào nguyên đúng không?" Tống Thư Hàng gật đầu đúng là hắn muốn tìm một nơi tràn đầy linh khí để sau này dễ ổn định cuộc sống cho người nhà của mình hằng hỏa chân quân tiếp tục nói nếu thế thì vừa hay tiểu hữu cũng biết đấy nhờ phúc của tiểu hữu thế giới kim liên của nho gia chúng ta coi như được an toàn rồi bây giờ nho gia chúng ta đang khôi phục nguyên khí của thế giới kim liên đồng thời cho các đệ tử rời vào sống trong đó nếu thế thì một số thư viện bí mật ở hoa hạ của chúng ta sẽ để không chương 853, thật bực bội, người châu Âu đáng chết. Lần trước nhờ tống thư hàng ngăn cơn sóng dữ thế giới kim liên của nho gia mới được an toàn. Bổn nguyên của thế giới kim liên hao phí rất nhiều năng lượng, nhưng chỉ cần thế giới kim liên vẫn còn thì đệ tử nho gia có thể đuổi giết tà ma cửu u để cung cấp chất dinh dưỡng cho thế giới kim liên, để nó dần dần khôi phục. Hiện tại, nho gia đã tập trung các đệ tử trong các động thiên phúc địa đang phân tán khắp nơi trên thế giới lại rồi đưa vào trong thế giới kim liên thế giới Kim Liên vừa được khai sinh, cần phải có một số lượng lớn đệ tử vào trong đó xây dựng thế giới mới này, ví dụ như trồng linh thực, khắc trận pháp, di rời những kiến trúc quan trọng của nho ra vào thế giới Kim Liên, vận chuyển linh thạch các thứ. Việc này còn phức tạp hơn chuyện chuyển nhà của người bình thường nhiều. Sau khi một số lượng lớn đệ tử nho ra chuyển vào trong thế giới Kim Liên, những động thiên phúc địa mà họ ẩn cư ban đầu giờ để không. Mà lúc này, cao tầng của các thư viện nho ra biết được tin tống thư hàng muốn tìm một thế ngoại đào nguyên thì lập tức vỗ bàn quyết định chọn ngay động phủ thích hợp nhất trong số những động thiên phúc địa để chống kia để tặng cho tống thư hàng. Những động thiên phúc địa bỏ trống của nho ra đều là dạng nhỏ, nhưng số lượng lại không ít chút nào, chỉ riêng trong lãnh thổ hoa hạ đã có gần 23 động phủ rồi. Nhưng trong đó có hơn 10 động phủ đã cạn kiệt linh khí gần 100 năm nay nếu như muốn tiếp tục duy trì chúng thì phải trả phí linh khí cho một số môn phải bán linh khí để duy trì sự vận hành của động phủ. Những động phủ mà linh khí ngày càng cạn kiệt thế này không thích hợp để tặng cho thư hàng tiểu hữu, nếu không chỉ là tăng thêm gánh nặng cho thư hàng tiểu hữu mà thôi. Vì thế cuối cùng hàng hỏa chân quân đích thân đến thành phố Văn Châu để tặng những động phủ đã được chọn ra cho tống thư hàng. Thư hàng là khách mới hả con? Mẹ tống tò mò hỏi hôm nay thư hàng tiếp hết tốp khách này đến tốp khách khác tốp này vừa đi tốp kia lại đến liên tục không dứt tống thư hàng trả lời vâng ạ anh hàng hỏa đến nhà chúng ta chơi hàng hỏa chân quân mỉm cười đồng thời lấy một tấm danh thiếp ra đưa cho mẹ tống bác hẳn là mẹ của thư hàng tiểu hữu rồi cháu là tổng giám đốc tập đoàn văn hóa nho gia hoa hạ hàng hỏa mẹ tống chấp mắt nhận lấy danh thiếp nếu nhìn từ khí chất thì hàng hỏa tiên sinh này không phải là người tầm thường. Tống Thư Hàng quen được người anh thế này từ bao giờ thế? Dường như nhìn ra sự nghi hoặc trong lòng mẹ Tống, hằng hỏa chân quân mỉm cười, nói. Thực ra là thế này, mấy ngày trước, tập đoàn văn hóa nho ra hoa hạ, chúng cháu gặp phải một nguy cơ lớn có khả năng khiến cho chúng cháu bị phá sản. Lúc đó may là có Thư Hàng đứng ra giúp đỡ bọn cháu một việc lớn, giúp bọn cháu thuận lợi vượt qua nguy cơ phá sản lần này cháu tới là để cảm ơn thư hàng mẹ tống mẹ tống phát hiện mặt mình đột nhiên mắc chứng co giật vì bà không biết nên dùng biểu cảm thế nào để đối mặt với vị hàng hỏa tiên sinh này tống thư hàng nhà bà mà lại có bản lĩnh ngăn cơn sóng giữ giúp đỡ cho cả một tập đoàn vượt qua nguy cơ phá sản ư đây là chuyện mà con trai bà có thể làm được sao thế cho nên chúng cháu chuẩn bị cho thư hàng tiểu hữu một món quà vừa nói hàng hỏa chân quân vừa lấy ra một chiếc máy tính bảng mở ra một tấm bản đồ hoa hạ. Trên tấm bản đồ này có rất nhiều chấm tròn đỏ, phân bố khắp hoa hạ, tổng cộng có 11 chỗ. Những chấm đỏ này là sơn trang tư nhân và bất động sản để chống của tập đoàn văn hóa nhau ra hoa hạ chúng cháu ở khắp hoa hạ. Chúng cháu định tặng toàn bộ những sơn trang tư nhân và bất động sản để chống này cho thư hàng tiểu hữu. Hằng hỏa chân quân giải thích. Mẹ Tống. Mẹ Tống thực sự muốn làm cho vị hằng hỏa tiên sinh này tỉnh táo một chút, tặng liền một lúc 11 sơn trang tư nhân và bất động sản cho con trai mình là thế quái nào thế. Tống Thư Hàng Hắn còn tưởng rằng động thiên phúc địa để chống mà hằng hỏa chân quân nói nhiều lắm chỉ có 3-4 cái, không ngờ có tới 11 cái. Anh, hằng hỏa, món quà này quý quá, em chỉ chọn một nơi trong này là được rồi. Tống Thư Hàng đáp, hắn chỉ muốn chuẩn bị một nơi ở thế ngoại đào nguyên trong tương lai cho người nhà mà thôi chứ không có ý định trở thành địa chủ đâu. Thư Hàng đừng vội từ chối, trên thực tế, ngoại trừ Sơn Trang ở thành phố Văn Châu ra thì 10 sơn trang tư nhân còn lại đều là ta cố ý chọn ra, bên trong chúng có huyền cơ cả đấy. Lúc này, Hằng Hỏa Chân Quân mỉm cười, nói: "Chúng ta vào nhà cái đã, ta sẽ từ từ phân tích cho ngươi nghe. Thư Hàng, phòng của ngươi ở đâu?" Tống Thư Hàng chỉ về hướng phòng mình. "Là gian phòng đó." Hằng Hỏa Chân Quân cất máy tính bảng đi. "Đi thôi, vào phòng của ngươi đi." ta sẽ phân tích kỹ càng cho nghe. Dứt lời, hằng hỏa chân quân dẫn đầu đi vào phòng của tống thư hàng. Mà lúc này mẹ tống lại lén kéo lấy tay tống thư hàng. Thư hàng, lát nữa con khuyên cái vị hằng hỏa tiên sinh đó bình tĩnh một chút. Tặng một mạch người một khu bất động sản cho người khác như thế thì khoa trương quá. Con bảo cậu ấy đừng có xúc động nhất thời nhé. Mẹ yên tâm đi, trong lòng con tính cả rồi. Tống thư hàng nói, hằng hỏa chân quân đi phía trước trong phòng của Tống Thư Hàng. Trước tiên, hàng hỏa chân quân bày ra rất nhiều phù văn, bố trí một kết giới. Sau khi nhìn thấy hành động của hàng hỏa tiền bối, sắc mặt Tống Thư Hàng cũng trở nên ngưng trọng. Hiển nhiên, chuyện mà hàng hỏa tiền bối sắp nói rất quan trọng, vì thế nên hắn mới bố trí kết giới, để phòng người khác nghe lén, nhìn lén. Thư Hàng tiểu hiểu, người có biết thiên đình viễn cổ không? Hàng hỏa chân quân hỏi. Tống Thư Hàng gật đầu, đồng thời trong lòng hắn nảy ra một suy nghĩ, người sơn trang tư nhân mà hàng hỏa chân quân tặng cho hắn không phải là có liên quan đến thiên đình viễn cổ đấy chứ. Nếu như người biết thì ta cũng không cần giải thích nhiều nữa. Thư hàng tiểu hữu người cũng biết đấy, thiên đình viễn cổ đột nhiên sụp đổ có quan hệ nhất định với thế giới cửu U và người đó, kiếp nạn của nho ra bọn ta cũng có liên quan tới thế giới cửu U. Vì thế, sau khi thiên đình viễn cổ sụp đổ, nho ra bọn ta đã ra tay thu thập một số mảnh vỡ của thiên đình viễn cổ bọn ta định tìm ra một số manh mối hữu dụng từ chúng. Hàng hỏa chân quân trầm giọng nói. Vậy nho ra có thu hoạch gì không? Tống thư hàng hỏi. Hàng hỏa chân quân lắc đầu. Thu hoạch không lớn, sự sụp đổ của thiên đình viễn cổ thật sự khiến người ta trở tay không kịp. Những mảnh vỡ mà bọn ta thu thập được sau khi thiên đình sụp đổ có lớn có nhỏ. Những mảnh vỡ lớn chúng ta vẫn đang nghiên cứu, còn những mảnh vỡ rất nhỏ rất nhỏ, không hoàn chỉnh, gần như chẳng có bao nhiêu giá trị nghiên cứu đã được bọn ta bí mật chuyển đến khắp nơi trên thế giới, cuối cùng trở thành những động thiên phúc địa bí mật loại nhỏ của nho gia để một số đệ tử nho gia tu luyện cư trú. Nói cách khác, trừ sơn trang tư nhân ở thành phố văn châu gia thì 10 động thiên phúc địa khác mà ngươi chọn cho ta thực ra đều là mảnh vỡ của thiên đình viễn cổ ư? Tống thư hàng trợn tròn mắt. đúng thế. Hằng hỏa chân quân mỉm cười gật đầu. Ta nghĩ tiểu hữu sẽ có hứng thú với chúng hàng hỏa chân quân biết công pháp mà thư hàng tu luyện là tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công. Theo nghiên cứu của nho ra bọn họ với thiên đình viễn cổ, môn công pháp này được truyền thừa từ thiên đình viễn cổ. Tống thư hàng im lặng gật đầu, đúng là hắn rất tò mò với thiên đình viễn cổ. Vậy thì chuyện này cứ quyết định như thế nhé. Qua mấy ngày nữa ta sẽ giao hết quyền khống chế mười mảnh vỡ thiên đình viễn cổ và động phủ ở thành phố Văn Châu cho thư hàng tiểu hữu Hàng hỏa chân quân cười nói, Xong xuôi. Thực ra, dù mảnh vỡ thiên đình có nhỏ hơn nữa thì cũng có giá trị nghiên cứu. Nho ra giao những mảnh vỡ thiên đình viễn cổ quý giá này cho Tống Thư Hàng thực ra là thầm trả ân tình cho hắn. Ân tình lần này nho ra nợ Tống Thư Hàng rất lớn, nếu trả thì cũng phải từ từ lâu dài. Sau khi giải quyết xong chuyện 11 động thiên phúc địa, Tống Thư Hàng lại nghĩ tới một chuyện khác. Hắn lấy một con rối nhện từ trong túi thu nhỏ một tấc ra rồi đưa cho hàng hỏa chân quân. Đồng thời, hắn nói ngắn gọn lai lịch của con rối nhện này cho hàng hỏa chân quân nghe một lần. Thế nên hàng hỏa chân quân có thể giúp ta nhìn một cái xem con rối nhện này có công dụng gì không? Tống thư hàng hỏi. Hàng hỏa chân quân nhận lấy con rối nhện, loay hoay một lúc. Tuy không nhìn thấy chân quân có động tác gì nhưng con rối nhện lại bị gỡ ra, hóa thành hàng ngàn linh kiện phức tạp. Hàng hỏa chân quân gạt mấy linh kiện này ra một lúc rồi lên tiếng giải thích bản thể của con rối nhện này vốn là một con rối bình thường dùng để trinh thám. Thông qua bí pháp, nó có thể trinh thám, nghe lén ở nơi có khoảng cách rất xa. Bình thường lúc thám hiểm những cấm địa nguy hiểm hay là di tích cổ tu thì người ta đều sẽ dùng những con rối tương tự thế này. Nhưng mà, con rối nhện này đã bị cải tạo, bên trong còn chứa châm độc, chất độc trên châm tuy không chí mạng, nhưng giải loại độc này rất phiền phức. Ngoài ra, con rối nhện này còn có trận pháp tự bạo, một khi được dẫn nổ thì nổ tan nhà của ngươi cũng không thành vấn đề. Trong lòng Tống Thư Hàng hoảng sợ, dù vân vụ đạo trưởng đã bẻ gãy hết chân của con rối nhện này ra rồi, nhưng nếu như chủ nhân của nó phát điên mà kích nổ thì hậu quả đúng là khôn lường. Tống Thư Hàng lại hỏi. Hằng hòa tiền bối, từ con rối nhện này, có thể nhìn ra lai lịch của chủ nhân nó không? Hằng hỏa chân quân mỉm cười. Ha ha, tuy rằng đối phương che giấu rất tốt, gần như không lộ ra dấu vết gì nhưng vẫn không thoát khỏi cặp mắt của ta được. Vừa nói, hàng hỏa chân quân vừa lấy ra hơn 10 linh kiện đặc biệt từ con rối nhện. Nhìn thấy cấu tạo và thủ pháp của mấy linh kiện này không? Nhìn bề ngoài thì đây chỉ là thủ pháp chế tác, rượu cơ minh của một một phái nhỏ. Nhưng thật ra thì nó rõ ràng là thủ đoạn của vô cực ma tông. Tống Thư Hàng nhìn chầm chầm vào mấy linh kiện đó hồi lâu, ưm chả nhìn ra cái quái gì hết hắn thật sự không thể phân biệt nổi sự khác biệt giữa một vật có hình dạng như một cái ốc vít và một cái ốc vít khác cũng chỉ có đại sư về con rối như hàng hỏa chân quân mới có thể liếc một cái là nhìn ra sự khác nhau bên trong cổ nhiên là do vô cực ma tông gây nên tống thư hàng lẩm bẩm một khi nhắc tới vô cực ma tông thì không cần nói thêm gì nữa chắc chắn là tên công tử hải đó lúc này hàng hỏa chân quân lên tiếng đúng rồi thư hàng tiểu hiếu có muốn nhân cơ hội báo thù chủ nhân của con rối nhện này không? Hai mắt tống thư hàng sáng bừng lên. Báo thù thế nào? Dùng con rối nhện này làm trung gian, ta sẽ bố trí một trận pháp nhỏ. Chỉ cần bí mật một chút, trong nháy mắt chúng ta có thể tìm được vị trí của chủ nhân con rối. Sau đó thông qua liên hệ giữa hắn và con rối nhện này, tìm hiểu nguồn cội, gậy ông đập lưng ông. Hằng hỏa chân quân giải thích. Nghe có vẻ giống như đại chiến giữa các hacker vậy, hacker A thả virus vào máy tính của một tay mơ. Tay mơ bó tay không làm gì được bèn nhờ anh cả hacker B của mình. Kỹ thuật của hacker B rõ ràng cao hơn hacker A, không chỉ có thể diệt virus mà còn có thể dựa vào mã virus độc mà hacker A để lại phản công lại hacker A. Tống thư hàng chính là tay mơ kia, công tử hải là hacker A đáng thương, còn hằng hỏa chân quân chính là hacker B châu bò. Trên đỉnh núi Ma Hầu Phong thứ 69 của vô cực Ma Tông. Ba người chính năng, An Chi Ma Quân và Công tử Hải đang bế quan, đột phá cảnh giới ngũ phẩm. Mục tiêu của bọn chúng không phải là kim đan ngũ phẩm bình thường mà là ngưng tụ kim đan có bảy long văn trở lên. Chỉ khi có được kim đan linh hoàng bảy long văn trở lên mới lấy được quyền nói chuyện nhất định trong vô cực ma tông to lớn này. Lúc này, ba người làm theo kế hoạch Công tử Hải đề ra đâu vào đấy, từ từ đẩy cảnh giới của mình, ngưng tụ kim đan. Trên đỉnh đầu của ba người có luồng khí ba màu vàng đỏ và đen vần quanh. Đúng vào lúc này, đột nhiên công tử Hải nhăn mặt lại. Trên mặt hắn lộ ra vẻ thống khổ vô cùng. Vừa nãy hắn cảm thấy có người thông qua liên hệ giữa bản thể của hắn và con rối nhện, tấn công tinh thần của hắn. Thực lực của đối phương vô cùng cường đại, ít nhất là cảnh giới chân quân lục phẩm đỉnh phong. Dù tấn công tinh thần lực ở khoảng cách xa như thế nhưng vẫn làm cho hắn cảm thấy đầu đau như sắp bị xé rách. Quan trọng hơn là, hiện giờ hắn đang bế quan, Xuyết chút nữa là hắn bị tẩu hỏa nhập ma rồi. Nhưng để tránh quấy giày chính năng và an chi ma quân bên cạnh, công tử hải cắn răng chịu đựng cơn đau, hắn cắn chặt đến mức chảy cả máu. Trước tiên xem thử xem con rối ở đâu có vấn đề. Công tử hải thầm nhủ trong lòng. Tuy rằng hắn đang bế quan nhưng hắn còn rất nhiều kế hoạch phải thực hiện. Vì thế hắn bố trí rất nhiều con rối ở thế giới bên ngoài để thay hắn xử lý mọi chuyện. Công tử hải cảm ứng một chút con dối có vấn đề là con ở trong nhà tên thư sơn áp lực đại kia lại là cái tên này công tử hải cắn răng lúc đối diện với tống thư hàng hắn luôn có cảm giác bực bội khó hiểu luận tài trí luận thủ đoạn luận bố cục luận thực lực luận kinh nghiệm tên thư sơn áp lực đại chẳng có gì bằng hắn cả nhưng đối phương lại có vận may chết giấm công tử hải nhiều lần lập kế hoạch đối phó với thư sơn áp lực đại nhưng đều thất bại thảm hại một cách kỳ lạ nhưng tuyệt đối không phải là do hắn kém cỏi nhé ai bảo đối phương là người châu âu mà hắn là người châu phi chứ trong lúc đang suy nghĩ đột nhiên có một phù văn đột nhiên xuất hiện trước mặt công tử hải nhưng ngay sau đó phù văn ấy nổ bùm một cái rồi biến mất hoàn toàn công tử hải lập tức cảnh giác phía bên kia trong nhà tống thư hàng tống thư hàng giơ tay lên nhìn vào cánh tay của mình Lời nguyền ác mộng bị kinh văn thánh nhân áp chế phong ấn trên cánh tay hắn đột nhiên biến mất rồi. Chuyện gì xảy ra thế này? chương 854 xuất hiện sương mù kỳ lạ. Lời nguyền ác mộng này chính là lời nguyền kỳ quái đã kéo Tống Thư Hàng vào giấc mơ lạ lùng đến mấy lần. Cũng may là Tống Thư Hàng có bạch tiền bối tu hộ thể, nếu không đã bị lời nguyền ác mộng này hành đến chết rồi. Trước đây không lâu, sau khi nho ra tặng kinh văn thánh nhân cho hắn, kinh văn thánh nhân tự động kích hoạt, Nhổ bật cả dễ của lời nguyền ác mộng trên người hắn, phong ấn đến trên tay hắn, lúc này mới tính là hoàn toàn giải quyết lời nguyền phiền toái này. Nhưng mới vừa rồi, Hằng Hỏa Chân Quân đã bố trí một trận pháp phản kích xung quanh con rối nhện, cũng để Tống Thư Hàng đưa tay ấn vào trận pháp, để cho hắn quyết định phương thức đả kích tinh thần. Ví dụ như ngay lúc tinh thần của đối phương bị đả kích, đồng thời trong đầu cũng hiện lên một số hình ảnh kinh khủng, hoặc là lưu lại mấy câu làm màu để tỏ ra nguy hiểm chẳng hạn. Tống thư Hàng vốn định để lại câu gì đó cho công tử Hải, nhưng lúc tay hắn mới vừa ấn lên trận pháp, còn chưa kịp nhắn lại gì cho công tử Hà thì lời nguyền ác mộng trên tay bỗng biến mất. Lẽ nào lời nguyền ác mộng đã chạy đến chỗ của công tử Hải rồi sao? Tống thư Hàng nói thầm trong lòng. Vốn dĩ hắn còn muốn nghiên cứu lời nguyền ác mộng bị phong ấn trên tay một chút, xem thử có thể lấy được tin tức gì liên quan đến lời nguyền ác mộng này hay không. Nếu thật sự không được thì hắn vẫn còn bí pháp giám định có thể lấy được tin tức mình muốn. Nhưng không ngờ lời nguyền ác mộng tự dưng biến mất rồi. Lại nói đến con rối nhện nọ, thật ra hắn cũng có thể dùng bí pháp giám định để lấy được tin tức mình muốn từ chỗ dối nhện. Nhưng đại sư con dối hằng hỏa tiền bối đã đến rồi, hắn lựa chọn giao con dối nhện cho hằng hỏa tiền bối xử lý. Mà hằng hỏa tiền bối đúng là rất lợi hại, không chỉ dễ dàng đoán ra con dối nhện là tới từ vô cực ma tông, mà còn có thể mượn con rối nhện tiến hành đả kích tinh thần của công tử hải từ tầm xa. Xong việc, tinh thần lực của chủ nhân con rối nhện bị tổn thương, ít nhất có thể dần vặt tên đó suốt một tháng. Hàng hỏa chân quân mỉm cười, thu hồi trận pháp. Có thể khiến hắn một tháng không xuống được giường không? Tống Thư Hàng thuận miệng hỏi, từ khi đóng xong trận chiến mặt pháp, hắn bất giác lại nhớ kỹ câu thoại hư hỏng này. Phi, không nghiêm trọng vậy đâu, loại đau đớn này cũng tương tự như cơn đau lúc cầm búa tạ đập vào đầu hắn ấy. Nếu đối phương có đàn dược chữa trị tinh thần lực tổn thưởng, không chừng chưa tới một tháng cũng đã khôi phục rồi. Hằng hỏa chân quân trả lời. Trong lòng Tống Thư Hàng có chút tiếc nuối, hắn nói. Vậy thì giống với nỗi thống khổ mà ta phải chịu khi tinh thần lực quá mạnh mẽ trong khoảng thời gian trước rồi. Cũng tương tự vậy đấy. Hằng hỏa chân quân gật đầu, sau đó lại hỏi. À, thư hàng tiểu hữu này, người định khi nào tiết lộ chuyện giới tu sĩ cho người nhà của người biết. Rồi chừng nào mang bọn họ đến sống trong động thiên phúc địa vậy. Theo như hàng hỏa chân quân được biết thì bởi vì Hoàng Sơn đạo hữu bất ngờ thêm nhầm ai đi, cho nên tống thư hàng mới gia nhập vào nhóm cửu châu số 1. Sau đó lại bởi vì bị linh điệp đảo vũ nhu tử cô nương hiểu lầm, được dược sư trợ giúp, lại bất ngờ giúp đỡ tô thị A thập lục, sau đó lại nhận nhiệm vụ đón bạch chân quân xuất quan, Lúc này Tống Thư Hàng mới chính thức bước lên con đường tu sĩ, trở thành một vị tu sĩ tam phẩm. Chỉ có điều người nhà của Tống Thư Hàng đều là người bình thường. Tống Thư Hàng đáp: "Chắc là chờ thêm chút thời gian nữa, đợi ta chuẩn bị ổn thỏa hết lại nói cho bọn họ biết chuyện giới tu sĩ." Hằng Hỏa Chân Quân nghe vậy thì cười nói: "Đúng rồi, Thư Hàng tiểu hữu, gần đây nho gia chúng ta có ý định mở một học đường nho học ở thành phố Văn Châu để truyền bá học thuyết nho gia, vị trí nằm ở gần đường Bạch Kinh. Đến lúc đó thư hàng tiểu hữu có rảnh thì giúp đỡ chiếu cố học đường của bọn ta một chút nhé. Cảm ơn hàng hỏa tiền bối. Tống thư hàng nói lời cảm tạ, hắn biết nho ra làm như vậy là vì chiếu cố người nhà của hắn. Khách khí gì chứ, thư hàng tiểu hữu đường tu hành dài đằng đẵng nho ra chúng ta sẽ mãi mãi đứng về phía ngươi. Hằng hỏa chân quân nhẹ giọng nói, sau đó hắn chắp tay chào. Vậy chào tiểu hữu nhé, ta cũng không quấy dày nữa. Qua một thời gian, chờ ta sửa sang xong những động thiên phúc địa kia sẽ lập tức chuyển giao 11 động thiên phúc địa cho ngươi. Ta đi đây, gặp lại sau. Hằng hỏa chân quân dứt lời, xoay người đi về phía ban công trong phòng tống thư hàng, chuẩn bị bay vèo đi từ trên ban công. Người của nho ra rất có phong độ, cho dù là cao nhân cao cao tại thượng cũng không đi đường cửa sổ đi ban công lịch sự hơn. Tiền bối chờ đã. Tống thư hàng vội vàng gọi hàng hỏa tiền bối lại. Xin tiền bối nhất định phải rời đi bằng cửa chính, nếu không ta khó giải thích với mẹ lắm. hằng hỏa chân quân cười ha ha nói. Suýt nữa quên mất mẹ ngươi là người bình thường, thói quen ấy mà, muốn thay đổi cũng không dễ. Vậy chào thư hàng tiểu hữu nhé. suốt lời, hằng hỏa chân quân xoay người rời khỏi phòng thư hàng. Chờ tống thư hàng tiến hàng hỏa chân quân rời đi, mẹ tống lập tức kéo hắn hỏi thư hàng con khuyên hàng hỏa tiên sinh chưa con có nhận mười một chỗ bất động sản kia không đấy con nhận rồi tống thư hàng trả lời mẹ tống mẹ yên tâm đi hàng hỏa tiên sinh đã nghĩ rất kỹ rồi mới đưa ra quyết định không phải nổi hứng nhất thời đâu tống thư hàng an ủi mẹ tống mẹ tống đột nhiên cảm thấy hình như mình không theo kịp bước chân thời đại rồi chập tối Tống Thư Hàng, Diệp Tư, ba đứa nhóc cộng thêm người bắt yêu trẻ tuổi tạm biệt ba Tống Ba và mẹ Tống, lên đường đi khu Giang Nam. Trước khi rời đi, Tống Thư Hàng lại nghĩ cách âm thầm cho ba mẹ uống nước suối của suối nguồn sự sống, được kéo dài 50 năm tuổi thọ. Ngoài ra, Tống Thư Hàng còn mang đi hai con linh thú hải mã do ngựa giống tinh bồi thường. Hắn muốn xem thử khi tam thập tam thú thần công phối hợp với bách khoa toàn thư thuần dưỡng bách thú sẽ cho ra hiệu quả thế nào. Tống thư hàng vốn định để mọi người ngồi pháp bảo kim thư của Diệp Tư, vèo một cái, bay thẳng đến khu Giang Nam. Cách này rất nhanh, hơn nữa cũng không cần phải chen chúc trên tàu cao tốc. Nhưng giữa chừng lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cuối cùng cả đám đành phải buông tha cho kế hoạch vèo một cái, bay thẳng đến khu Giang Nam. Mà cái ngoài ý muốn này chính là hàng xóm của Tống thư hàng, người một nhà của đệ tử dự bị Joseph của hắn. Joseph tiên sinh khăng khăng muốn đi khu giang nam chung với nhóm người tống thư hàng, tiện thể để cho con gái báo danh. Sau đó không biết Joseph lấy đâu ra một chiếc MPV, Multiple Purpose Vehicle, chuẩn bị một đường lái đến khu đại học Giang Nam. Thấy người ta nhiệt tình như vậy, Tống Thư Hàng cũng khó lòng từ chối. Cuối cùng, một nhà Joseph cùng với nhóm người Tống Thư Hàng ngồi xe MPV, lên đường đi khu đại học Giang Nam. Dọc theo đường đi, con gái kỷ song tuyết của Joseph thỉnh thoảng lại dùng ánh mắt u oán nhìn chằm chằm Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng chỉ cảm thấy sau lưng như có thứ gì đang đâm vào, khó chịu muốn chết. Hắn thật hối hận lúc trước đã nổi hứng dậy thời đại vẫy gọi cho Joseph. Nếu như thời gian có thể đảo ngược đến thời điểm gặp Joseph, hắn nhất định sẽ lựa chọn rời đi một cách lạnh lùng cao ngạo, chỉ để lại cho Joseph tiên sinh một cá bóng lưng lạnh nhạt. Trên đường đi, lão tài xế Joseph phụ trách lái xe, vợ hắn ngồi ở chỗ ngồi kế bên tài xế tống thư hàng và người bắt yêu trẻ tuổi ngồi ngay phía sau tài xế diệp tư và kỷ song tuyết ngồi hàng ghế sau tống thư hàng phía sau nữa là ba đứa nhóc đường xá xa xôi tống thư hàng nhàn rỗi không có gì làm bèn lấy quyển pháp thuật phong ấn nhập môn mà bạch tôn giả đưa cho hắn ra lật xem phong ấn thuật cũng là một trong những thủ đoạn mà một người tu sĩ không thể thiếu được cũng là loại thủ đoạn mà bạch tôn giả đề cử hắn học tập nắm giữ chờ hắn xem xong quyển pháp thuật phong ấn nhập môn từ đầu tới cuối một lần, xe MPV bỗng dừng lại tại một trạm dịch vụ trên đường cao tốc. Mới đó mà dừng lại nghỉ ngơi rồi sao? Tống Thư Hàng tò mò hỏi, mới lái chưa được bao lâu mà. Joseph trả lời, chúng ta xuống xe nghỉ ngơi một chút, lát nữa đổi thành vợ chú lái xe. Sau một hồi, xe lại tiếp tục lên đường. Người bắt yêu trẻ tuổi bị ném đến ngồi kế bên vị trí tài xế, Joseph mò đến bên cạnh Tống thư hàng. Tống thư hàng. Sư phụ, gần đây ta rất chăm chỉ tu luyện, cảm giác tố chất thân thể mạnh hơn 3 tháng trước nhiều lắm. Đặc biệt là gần đây đến nhà sư phụ ăn vài bữa cơm, uống mấy bình trà, ta cảm giác thể chất mình càng mạnh hơn trước. Joseph nhỏ giọng nói. Tống thư hàng cười trừ, gật đầu một cái. Joseph lại dò hỏi. Sư phụ, rốt cuộc còn bao lâu nữa thì ta mới có thể vừa ra quyền đã đánh nổ không khí? Tống Thư Hàng mỉm cười lắc đầu nhưng lại không lên tiếng. Hắn có thể cảm giác được ánh mắt sắc bén của kỳ song tuyết ở ngay sau lưng, thốn phải biết. Dưới tình huống như vậy, bảo hắn làm sao mà mở miệng nói chuyện đây. Lúc này, kỳ song tuyết đột nhiên lên tiếng nói. Đúng rồi, bạn học Thư Hàng này, mình và mẹ đã đi ráp chiếu phim xem trận chiến mạt Pháp rồi, trong phim câu đẹp trai lắm đấy. Ha ha, vừa nghe đến trận chiến mạt Pháp, Tống Thư Hàng cảm thấy cả người không được tự nhiên. Cậu diễn vai Cao Thăng Sư huynh rất tốt. Sau khi suy nghĩ một chút, Kỳ Song tuyết lại nặn ra mấy lời khen ngợi nói. Cậu là một diễn viên giỏi. Nếu như có thể, Tống Thư Hàng tình nguyện kỹ thuật diễn xuất của mình tệ một chút, không muốn diễn vai Cao Thăng Sư huynh thật sống động, để bây giờ người trên khắp thế giới đều kêu gào Cao Thăng Sư huynh nhất định phải chết. Như thế này nữa. Ngoài ra, Đại Minh Tinh bạn học Thư Hàng à, học kỳ mới sắp bắt đầu rồi cậu đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với các bạn học khác chưa kỳ xong tuyết khẽ cười đây mới là nội dung mà cô muốn nói tống thư hàng tống thư hàng quỳ luôn phải làm thế nào đối mặt với một đám bạn học hét to cao thăng sư huynh nhất định phải chết đây nghĩ tới cảnh tường đó thôi đã thấy tuyệt vọng rồi đang nói chuyện vợ joseph đang phụ trách lái xe đột nhiên lên tiếng nói ủa sao lại có sương mù thế này sương mù dày quá, Joseph, chạm nghỉ cách đây có xa lắm không? Nếu không được thì chắc chúng ta phải tìm đường ra khỏi cao tốc thôi. trận sương mù này tới quá đột nhiên, mặc dù bà đã mở cả đèn sương mù và đèn cốt nhưng tầm nhìn vẫn bị hạn chế rất lớn. Tống thư hàng nhíu mày đóng quyển pháp thuật phòng ấn nhập môn lại. người bắt yêu ngồi cạnh ghế tài xế đồng thời xoay đầu lại nhìn thư hàng, hiển nhiên người bắt yêu cũng cảm thấy trận sương mù này có chỗ không ổn ánh mắt hai người tiếp xúc với nhau, Tống Thư Hàng khẽ gật đầu. chương 855, ngân phiếu thì sao nào? Xem thường ngân phiếu biết ngự kiếm hả? Trận sương mù này quá mức quỷ dị, không phải tự nhiên sinh ra, trong sương mù còn mang theo một loại năng lượng ba động đặc thù. Nhưng người bắt yêu trẻ tuổi lại không thể xác định được đây là yêu khí, là linh lực của tu sĩ, hay là lực lượng của tà ma. Cách khu phục vụ và cửa ra cao tốc hơi xa, thả chậm tốc độ xe, giữ xe cách, trước chậm rãi chạy đi. Joseph đáp, kỳ song tuyết nghi hoặc nói. Lạ thật, thời tiết hôm nay rất tốt mà, tại sao lại đột nhiên xuất hiện sương mù thế này? Lúc này, Tống Thư Hàng sử dụng năng lực đối thoại tâm linh để hỏi Diệp Tư. Diệp Tư, có thể xua tan mảnh sương mù này mà không kinh động đến cả nhà Joseph không? Không thành vấn đề, nhưng mà không cần đâu, đã có người ra tay rồi diệp tư mỉm cười nói với tống thư hàng trên không trung đột nhiên có một đạo kiếm quang từ xa bay vèo tới trên kiếm quang đứng một vị không đúng là một tấm ngân phiếu lớn tống thư hàng dội mắt nhìn lại không nhìn lầm đâu đó là một tấm ngân phiếu to lớn cao hai thước rộng một thước bên trên viết tiền giấy thông hành ở thiên đình tiếp theo là hai chữ ngân phiếu rất to bên dưới viết ngày tháng năm nhìn không rõ lắm Chính giữa tấm ngân phiếu viết mấy chữ có thể cầm bổn phiếu đến đổi lấy 10 vạn linh thạch cửu phẩm có độ tinh khiết cao. Này hẳn là địa điểm, nhưng do chữ viết mở quá nên không thấy rõ được. Tất cả chữ viết đều là chữ ở thời đại viễn cổ, khá giống với kiểu chữ trên kinh văn thánh nhân, nhưng vẫn có chỗ khác biệt rất nhỏ. Ngoài ra, hình như trên tấm ngân phiếu này có chức năng phiên dịch tự động, cho nên khi Tống Thư Hàng nhìn đến chữ viết trên tấm ngân phiếu biết ngự kiếm phi hành này, tự động đọc hiểu nghĩa trên đó. À ha, rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Yêu nghiệt chạy đi đâu, đầu ngươi chỉ giá 5 viên linh thạch thất phẩm, nạp mạng đi. Tấm ngân phiếu nọ bỗng mở miệng nói chuyện. Hơn nữa chữ rõ âm tròn, đúng là tiếng phổ thông tiêu chuẩn. Tống thư hàng. Ngay sau đó ngân phiếu nhảy lên, thân thể giống như chiếc quạt khẽ quạt một cái. Nhất thời cuồng phong nổi lên, xương mù dày đặc phủ đầy đường cao tốc trong nháy mắt đã bị quét tan không còn một mống. Đây không phải là pháp thuật gì cả, mà chỉ do tấm ngân phiếu nọ khẽ quạt một cái làm nổi lên cuồng phong nên mới có uy năng như vậy. Ơ, ờ, sao sương mù lại biến mất rồi, chuyện gì thế này? Vợ Joseph ngạc nhiên nói. Một mảnh sương mù dày đặc như vậy đột nhiên lại biến đâu mất tâm, thế này là thế nào? Chẳng lẽ trên đường có một đoạn ngắn xuất hiện chướng khí mà chúng ta lại trùng hợp đi đến đoạn đường đó, giờ thông qua rồi nên sương mù biến mất? Joseph quay đầu nhìn về sau xe, nhưng phía sau xe cũng không hề có sương mù dày đặc gì cả. Kỳ song tuyết cũng thấy vô cùng khó hiểu. Mà lúc này, Tống Thư Hàng nhìn tấm ngân phiếu trên không trung, dùng năng lực đối thoại tâm linh hỏi Diệp Tư. Diệp Tư, đây là vị cao nhân tiền bối nào thế? Lúc ra cửa mặc vào lớp da côn ngầu, sau đó quên cởi ra à? Diệp Tư lắc đầu, dùng năng lực trò chuyện tâm linh trả lời. Không, không phải là tu sĩ nhân loại, ta có thể thấy được bản chất của tấm ngân phiếu này. Chính là một tấm ngân phiếu, chắc nó cũng được coi như là linh vật thành tinh đấy. Xem thực lực của nó, ít nhất là từ cảnh giới ngũ phẩm trở lên. Tống thư hàng. Được rồi, hoa cỏ cây lá có thể thành tinh, đá cũng có thể thành tinh, con khỉ sinh ra từ trong đá cũng có thể thành tinh, vậy thì cớ sao một tấm ngân phiếu lại không thể thành tinh được chứ? Không thể kỳ thị chủng tộc đúng không? cho nên hãy tiếp nhận đi một tấm ngân phiếu thành tinh thôi mà mà tiếp nhận quan điểm này rồi mới thấy nó cũng đáng yêu đấy chứ huống chi người ta cũng không phải là ngân phiếu bình thường có thấy mấy chữ phía trên không tiền giấy thông dụng ở thiên đình hẳn hỏi đấy nhé từ xưa đến nay có thể xưng là thiên đình hình như cũng chỉ có thiên đình viễn cổ đã lụi tàn thôi nhỉ nói cách khác nó rất có thể là ngân phiếu thiên đình đã được sử dụng trong thời kỳ thiên đình viễn cổ còn tồn tại người ta xuất thân cao quý biết bao nhiêu, đá tinh bình thường ở phàm trần sao có thể so với nó được chứ. Ở trong thiên đình, một tấm ngân phiếu thông dụng được linh lực của vô số tu sĩ mạnh mẽ ở thiên đình tẩm bổ, cuối cùng mở ra linh trí bước lên con đường tu hành, chuyện này cũng rất bình thường mà. Ngoá, một tấm ngân phiếu. Người bắt yêu trẻ tuổi ngạc nhiên đến mức không nhịn được hô lên thành tiếng. Ngân phiếu gì cơ? Joseph hiếu kỳ hỏi. Không không, không có gì, vừa rồi ta bị hoa mắt ấy mà. Người bắt yêu trẻ tuổi lắc đầu nói. Nhưng kỳ song tuyết lại nhạy bén phát hiện ra, ánh mắt của người bắt yêu trẻ tuổi vẫn luôn nhìn chằm chằm vào một vị trí nào đó trên không trung, mà trùng hợp là ánh mắt của Tống Thư Hàng ngồi ở hàng ghế trước cô cũng đang nhìn về vị trí đó. Cô cũng quay đầu nhìn về vị trí kia nhưng lại không thấy gì cả. Viện trưởng, tấm ngân phiếu này là yêu vật à? Tống Thư Hàng dùng phương pháp truyền âm nhập mật hỏi. Người bắt yêu có xung động giết chóc rất mãnh liệt đối với những thứ có thuộc tính yêu, vừa nhìn thấy yêu tính sẽ bộc phát thú tính ngay. Không, nó không phải là yêu quái, hẳn là một dạng linh thú giống như hai con linh thú hải mã của ngươi vậy. Người bắt yêu trẻ tuổi trả lời. Đang nói chuyện, tấm ngân phiếu trên bầu trời lại ra tay lần nữa. Chỉ thấy thân thể nó bỗng cuộn lại thành một ống tròn. Lẽ nào nó sắp tung ra tuyệt kỹ tất sát? Tên tép siêu phía dưới, lão tử là ngân phiếu đấy, sao nào? Làm ngươi chướng mắt, ngân phiếu thì thế nào? Xem thường ngân phiếu hả? Từ trong ống tròn ngân phiếu truyền ra thanh âm rất lớn. Thanh âm này là dùng truyền âm nhập mật tập thể để phát ra. Tống Thư Hàng, Diệp Tư, ba đứa nhóc cùng với người bắt yêu trẻ tuổi ở phía dưới đều nghe được thanh âm này. Điếc tai nhức óc, người bắt yêu trẻ tuổi cười khổ nguấy nguấy lỗ tai. Đây là lần đầu tiên hắn thấy được một tấm ngân phiếu có cá tính thế này đấy vì ngân phiếu tiền bối này, chẳng qua là từ đó tới nay chúng ta chưa từng thấy tấm ngân phiếu có cá tính như ngài cho nên vô cùng thán phục, chúng ta không có ác ý gì cả, không quấy dày tiền bối hàng yêu trừ ma nữa. Người bắt yêu dùng phương thức truyền âm nhập mật trả lời. Hứ, trên bầu trời, tấm ngân phiếu nọ cao ngạo hừ một tiếng. Sau đó thân hình nó mở ra. Tiếp theo, trong những phù văn viễn cổ trên thân thể nó có một chữ sáng lên, đó là chữ hiện trong đoái hiện đoái hiện bằng đổi lấy tiền mặt. Yêu nghiệt, hiện hình. Ngân phiếu quát lên, chữ hiện chợt lóe lên. Phía dưới, tại một khối đất bùn bên cạnh đường cao tốc, bỗng có một con chuột phá đất chui lên. Con chuột này nhìn qua giống như chuột cống bình thường, chỉ là phóng đại gấp mấy lần, hơn nữa khắp người nó đều nhô lên từng khối bắp thịt quái dị. Đôi mắt của con chuột nọ không phải là mắt màu đen nhỏ lộ ra ngoài, mà là màu nâu giống như chim ưng trên thân con chuột có năng lượng màu đen lượn lờ ẩn hiện. Ánh mắt của Tống Thư Hàng nghiêm tức hẳn lên. Triệu chứng của con chuột này cực kỳ giống với người đàn ông trung niên mà bọn họ gặp ngày hôm qua, cùng như tên to con lật xe mà Hoàng Sơn Trân Quân đã hàng phục. Lại là do năng lượng tà ác thế giới cửu u dở cho quỷ. Năng lượng tà ác thế giới cửu u không chỉ có tác dụng với nhân loại bình thường, thậm chí còn có thể tác dụng lên thân thể động vật phổ thông nữa sao? sao trong lòng cứ có cảm giác tận thế sắp ập đến thế này. Người và động vật đều bị loại năng lượng quỷ dị nào đó ảnh hưởng, bắt đầu biến dị. Sau đó người và động vật đã bị biến dị khách tán nguy cơ trên toàn thế giới, hình thành tận thế. Ui, đại cát đại lợi, thế giới này cũng không phải là thế giới người bình thường trong phim, có tu sĩ ở đây mà, tình huống tận thế như vậy tuyệt đối sẽ không xảy ra. Tống Thư Hàng nói thầm trong lòng. Chít chít chít, sau khi bị buộc hiện thân, con chuột cơ cơ bắp to lớn nọ phát ra tiếng kêu rồn dập giống như đang tức giận. Nhưng ngay lúc này, một đạo kiếm quang chém xoẹt qua. Đầu của chuột cơ bắp văng lên cao nhưng chỗ vết thương lại không hề có một tia máu. Kiếm qua không để lại chút dấu vết, ngay khi kiếm khí lướt qua, chỗ vết thương bị đóng băng ngay lập tức, máu không chảy ra được. Vợ Joseph lái xe MPV đi càng lúc càng xa. Tống thư hàng thoáng thấy được tấm ngân phiếu kia cuốn lấy đầu lâu của chuột cơ bắp, lần nữa ngự kiếm phi hành, biến mất ở cuối chân trời. Ở phía sau, dưới uy lực còn sót lại của kiếm khí, thân thể của chuột cơ bắp lập tức tiêu tản, hóa thành phấn vụn dung nhập vào trong bùn đất. Lúc này người bắt yêu trẻ tuổi khẽ thở dài, truyền âm nói. Tiếc thật, con chuột nhìn qua chỉ có cường độ nhị phẩm mới nãy lại trị giá đến những năm viên linh thạch thất phẩm. Nếu ta có thể bắt nó lại thì phát tài rồi. Năm viên linh thạch thất phẩm, trước khi tống thư hàng mượn tiền của bạch tiền bối, toàn bộ gia sản của hắn chỉ có 400 viên linh thạch ngũ phẩm, tính ra cũng chỉ gần bằng 4 viên linh thạch thất phẩm mà thôi. Đúng là một khoản tiền lớn. Tống Thư Hàng thầm nghĩ, mới vừa rồi tấm ngân phiếu kia đã chủ động ra tay chém giết sinh vật bị năng lượng thế giới cửu u ô nhiễm để đổi lấy thù lao. Lẽ nào giới tu sĩ đã bắt đầu tổ chức tiêu diệt loại sinh vật bị năng lượng thế giới cửu u ảnh hưởng rồi sao? Có khi nào trước khi hắn và Hoàng Sơn Trân Quân phát hiện ra người đàn ông trung niên cùng với tên to con lật xe, cũng đã có tiền bối cao nhân giới tu sĩ phát hiện ra mối nguy hại tương tự, cũng đã triển khai hành động rồi không? Tống Thư Hàng suy nghĩ một lát, sau đó lấy điện thoại mở ra nhóm cửu châu số 1, nhanh chóng kể lại chuyện mà mình mới vừa thấy cho các thành viên trong nhóm biết. Khi hắn đăng tin xong, người thứ nhất phản hồi là Hoàng Sơn Trân Quân. Ô! đã có người triển khai hành động thanh trừ loại sinh vật ma hóa này rồi sao? Xem ra mọi chuyện còn phiền toái hơn chúng ta tưởng tượng nhiều. Không ngờ loại ma hóa do năng lượng thế giới cửu U gây ra này không chỉ nhắm vào nhân loại, mà còn có thể cường hóa cải tạo cả động vật. Vốn dĩ thánh đấu sĩ online 24 phần 24 Bắc Hà Tiền Bối luôn luôn là người đầu tiên phản hồi, nhưng gần đây lại không thấy hắn online, chắc là đang chuẩn bị những bước cuối cùng cho trận quyết đầu vào đầu tháng. Lại nói tới chuyện quyết đấu, ban đầu đồng quái tiên sư đề xuất quyết đấu vào đêm trăng tròn, đỉnh tử cấm. Nhưng bác Hà Tán Nhân lại nói đêm trăng tròn hắn không rãnh, vì vậy cuối cùng hai bên đã định đến ba tháng sau, cũng chính là đầu tháng 9 sẽ đánh một trận thống khoái trên đỉnh tím cấm. Đã bỏ đi điều kiện đêm trăng tròn, nhưng hai bên đều có phần nôn nóng, cũng đợi không được đêm trăng tròn. Hoàng Sơn tiền bối, có thể suy đoán ra kế hoạch của người sau màn ở thế giới cửu u từ trên thân thể của hai người bị ma hóa kia không? Tống Thư Hàng hỏi, khụ, thật ra bây giờ ta còn đang đuổi bắt tên vân vụ kia. Vẫn chưa kịp tiến hành kiểm tra hai người bình thường bị ma hóa nọ. Hoàng Sơn Trân Quân ngượng ngùng nói, để ta hỏi mấy đạo hữu khác thử, xem có tin tức gì mới không? Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 57